Đây là phần 2 của Forest Expedition vào rừng với một cái twist. Vì hôm nay có khá nhiều người trong Discord server cùng ngồi xem game nên mình đã nghĩ ra một trò để cho mọi người cùng tương tác chơi với nhau. Những người xem spectator có thể dự đoán xem nhân vật của người chơi nào còn sống cuối game và tổng số nát 1 mà người chơi lăn được trong game. Mỗi người xem có thể gián đoạn game một lần sau khi bất kỳ ai trong game lăn một cái D20 để bắt người đó lăn lại. Có thể khán giả muốn giúp các anh hùng, muốn giúp kẻ xấu hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi vận mệnh game để gần với những gì mình dự đoán hơn. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng D&D Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là các bạn ở tier hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Hôm nay có 3 người chơi từ cái buổi one shot trước: Cattail vẫn chơi Eruma, Corvus vẫn chơi Vasni và anh Hoàng vẫn chơi Lemongrass. Để cho tiện việc kể chuyện và đỡ phải vòng vo nhiều thì mình sẽ cho rằng cả Wilhelm và Eno là những người trong nhóm mạo hiểm giả này đã đi cùng từ lần trước luôn. Coi như đây là ở một cái multiverse khác và đây là một nhóm cùng nhau sẵn rồi, để đỡ cho việc là phải gặp nhau như thế nào, tin tưởng nhau như thế nào. Trước khi bắt đầu chơi thì mình sẽ nói chút qua phép lịch sự khi chơi. Khi mà chơi thì cả online cũng như offline, mình không nên chiếm spotlight quá của nhau, không nên nói chèn lên người khác, không nên làm quá nhiều thứ chỉ một mình nhân vật mình. Từ một campaign dài thì hoàn toàn có thể làm thế khi mà chúng ta có nhiều thời gian để đi vào câu chuyện xuất xứ của từng nhân vật hơn, vui vẻ nhưng mà không nên trà đạp lên cái vui của người khác. Rồi, tóm tắt phần trước, nhóm mạo hiểm giả Eruma, Vasni, Lemongrass, Wilhelm và Eno, 5 người là một nhóm hay đi mạo hiểm cùng nhau. Mọi người đã tạo được cái tên tuổi cho mình ở trong cái vùng local, là những người làm được việc diệt trừ các cái băng đảng bên ngoài ngôi làng xâm chiếm. Các bạn đã hộ tống nhiều cái đoàn thương gia hàng hóa đi đến nơi về đến chốn, vậy nên các bạn đã tạo nên được danh tiếng. Lần này cái anh thợ rèn Iron Gauntlet, hay còn gọi là găng tay sắt, đã đến gặp mọi người, nhờ mọi người giúp tìm một cái loài hoa bìm bìm tím đặc biệt để chiết xuất cái tinh dầu đấy, rèn giũa vũ khí cho sắc bén hơn. Anh này thì đã cùng làm việc với mọi người được một thời gian, cũng cung cấp vũ khí cho mọi người lúc mà cần thiết. Và trong nhiệm vụ lần này, anh ấy hứa sẽ thưởng cho mọi người 100 vàng mỗi người và sẽ hứa cho mọi người cái mẻ vũ khí sắc bén đầu tiên mà anh ấy tạo được mới. Trong cái session tuần trước, mọi người đã đi vào trong rừng. Mới đầu thì vẫn không có trắc trở gì lắm, nhưng càng đi sâu vào trong rừng, có vẻ như là các hoạt động của muông thú ngày một ít đi. Mọi người nghe thấy ít tiếng động hơn và rừng có vẻ là thăm thẳm, sâu hút, trầm lắng hơn. Những tán cây, kẽ lá ủ kín, che kín trên đầu, mọi người ít còn thấy được ánh sáng ban ngày dù vẫn là giữa chiều. Sau khi đi tiếp, mọi người đã rất cảnh giác và nhận ra được có vài con nai nhảy ra từ một cái chỗ bụi cây, có vẻ rất hoảng hốt chạy khỏi cái gì đấy. Buổi tối, mọi người đến được một chỗ trong rừng khá ổn để cắm trại và chia nhau canh gác. Giữa đêm, mọi người đã phát hiện ra một cái nhóm băng cướp định đánh mọi người. Băng Goblin. Băng Goblin. Tự xưng là chột mắt nhưng mà trông thì cũng chả thằng nào chột cả, gọi cho nó oai. Sau khi mà đánh hết được tất cả bọn lâu la, còn lại cái tên boss thì mọi người đã tra tấn bằng cách, cũng không nhớ là cách gì nhưng mà anh nhớ là nó rất bựa. Hình như là chọc con tay vô lỗ mũi. Và thanh niên cũng đã nói buột miệng ra là cũng không hẳn là muốn đánh mọi người mà chỉ muốn là êm thấm cướp cái chiếc xe ngựa của mọi người để trốn khỏi khu rừng này thôi. Chúng rất sợ ở trong này. Và lúc đó khi mọi người nhìn lên lại những cái âm thanh tán cây xào xạc và gió thổi âm u, đấy là chỗ chúng ta kết thúc cái one shot lần trước. Sẽ kéo mọi người lại sang cái map ở trong rừng. Mọi người đều thấy mình chuyển sang map mới rồi đúng không? Đúng rồi, mình có. Thấy cái gì màu đen đen. Đen là đang có thấy trong rừng rồi. Ok, đây là tàn dư của chiến trận lần trước và đây là tên goblin chùm mà mọi người đã đang bắt giữ được, bị trói vào một cái gốc cây. Tên này mặc dù là cũng khá sợ mọi người rồi nhưng vẫn nói rất nhiều và nói lung tung, thao thao bất tuyệt. Có vẻ tên này đã quen đường lối cửa miệng hống hách khi mà vẫn là chùm của băng kia rồi. Ồ đó, bọn mày có nghe tiếng âm u hay không? Bình giờ ấy tao bảo cái bọn đàn em rốt nát kiểu tao không có này gì. Tao cũng muốn thay lâu lắm rồi. Ấy, nhưng mà bây giờ là mình cùng chí hướng rồi, mình cái đánh xe ra khỏi rừng có gì đâu.
Bây giờ mọi người đang làm gì? Có muốn tiếp tục nói chuyện với tên Goblin này không? Wow, thì kệ xác hắn đi chứ để ra thôi. Còn bây giờ nếu cần chúng ta cần phải nghỉ ngơi đúng không? Mới xong một cuộc chiến rồi. Vâng, nghỉ ngơi xin nghỉ xong rồi anh gì có rest rồi mà. Nhưng mà mọi người không thắc mắc chuyện gì đang xảy ra trong rừng à? Bây giờ từ mình nhớ lại đoạn trước đấy. Bây giờ trong rừng nó đang qua đang tiến đến đúng không? Đang có gì kìa? Anh nhớ đoạn cuối cùng là có một cái gì đấy đang tiến đến chỗ mình mà. Không, không có. Mọi người có cảm giác không yên. Cái đấy thì mọi người tự interpret. Có cảm giác không yên hả? Ừ, có gì đấy bất lành. Ok, tôi sẽ... xin lỗi, Wilhelm và Eno có thể giới thiệu qua nhân vật mình cho mọi người khác được không? Tại hai nhân vật làm khá mới. Nhân vật trông như thế nào, tính cách như thế nào và họ chiến đấu bằng cách nào? Wilhelm là một paladin hiệp sĩ tới từ một nơi rất là xa và vương quốc đã bị sụp đổ rồi, cho nên là Wilhelm mới đi lang bạc khắp nơi. Về giáp, về cách phong cách chiến đấu thì là giáp nặng và kiếm. Về tính cách thì rất là cởi mở khi đi trên đường, đi nói chuyện các thứ, nhưng mà khi nhưng sẽ rất là nghiêm túc khi mà phân tích hoặc là chiến đấu. Wilhelm hết, tới Eno. Okay. Eno là một khối lũy sư, nói chung là một người khiển rối thì chuyên đi khắp nơi đi làm một scenery thôi, rồi đi đến từ một khu bên phương đông ấy, đi từ phương đông tới để khám phá cái thế giới này. Thì phong cách chiến đấu của Anon là đứng đằng sau hoặc núp ở đâu đó và triệu hồi ra những cái con rối. Hiện tại thì điều khiển được một con rối thôi, thì điều khiển để giống như thay vì chiến đấu ở tầm gần thì chỉ dùng thông qua con rối đó để điều khiển con rối đó và chiến đấu ở tầm xa hơn thôi. Bản thân thì mong manh dễ vỡ, còn thì tính cách thì ít nói và quan sát tình huống. Sẽ thiên hướng về việc là manipulate cái chiến trường đó, nghĩa là cố gắng thao túng cái chiến trường đó để có lợi thế cho đồng đội của mình nhất có thể, theo hướng support. Còn sẽ đi theo hướng interaction với social với NPC nhiều hơn, tại vì khiển rối để mình điều khiển con rối đã được hóa trang rồi thì mình sẽ lợi dụng cái hóa trang đó để mình có thể nhập vai, để mình có thể làm những chuyện gì đó mà cái team mình còn thiếu. Thì ngoài hiện tại thì mình đang có hai con rối, một con sẽ là cầm song dao là để đánh cận chiến, một con cầm dao whip là để đánh phòng ngự một chút. Thì nói chung là khiển rối nó sẽ theo cơ chế là dự đoán trước được tình huống chuyện gì sẽ xảy ra, thì mình sẽ set up những con rối được custom theo cái hướng nào đó để phục vụ cho team mình lẫn có thể hướng đó nhé. Và đó thì cách chiến đấu và tính cách của Anon, còn khát vọng của nó là cố gắng tạo ra nhiều con rối nhất có thể để hoàn thành bộ sưu tập của mình rồi. Bây giờ ba bạn Lemongrass, Vasni và Eruma cũng giới thiệu lại cho hai bạn hai người chơi mới để biết được nhân vật của ba người. Lemongrass. Rồi, đây là một ranger sống ở của bộ tộc du mục, sống ở trong rừng rất lâu rồi. Thì anh kiểu là một hôm ấy, anh cảm giác được có các thứ đức đen tối ở trong các khu rừng thì bắt đầu đi để tìm kiếm tiêu diệt nó. Cơ bản là thế. Nào, Emura, đúng ý. Emura thì là một nhạc sĩ đánh đàn, đi đây đi đó, không có điểm dừng cụ thể. Một hôm thì gặp bốn người này nên cũng gia nhập vào đoàn họ để đi đây đó cho vui, và có thể sẽ kiểu rời khỏi nhóm vào tương lai khi mà thấy chán rồi và đi tiếp nơi khác. Phong cách chiến đấu là cận chiến nhưng mà kiểu không được mạnh mẽ cho lắm. Rồi tới Vasni. Vasna. Thì thường là một đánh giá là cẩn thận, nhưng mà là sau đó thì dậy ngủ và kiểu bắt đầu lưu kiểu đi đây đi đó. Phong cách chiến đấu thì thường là thường check care cho đồng đội, kiểu như là quan tâm bảo vệ đồng đội nhiều hơn là lao đơn phía trước để chiến đấu. Mọi người khi mà tiện đang giới thiệu thì quay sang bên setting ở bên Roll 20 là phía chat ấy, ở góc bên trên bên trái, ấn vào cái hình bánh răng setting, đổi tên trên Roll 20 của mình thành nhất là đầu tiên là tên nhân vật, rồi gạch ngang tên Discord của mình, để khi mà lăn nhìn tên cho dễ nhận biết là người chơi nào và nhân vật nào. Giống như Eruma đã để rồi, giống như Lemongrass Hoàng cũng để rồi. Eno, yes, 100/100. Wilhelm, 100/100. Yes, Wilhelm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cảnh của mình. Ông lái xe thì bây giờ cũng nhảy ra từ bụi cây. Còn vấn đề gì nữa không? Rồi chúng ta có nên nghỉ tiếp không? Băng cướp đi qua chưa? Còn hết không? À thế này vẫn là tối đúng không? Chưa?
Theo như tôi nhìn thì tôi vẫn thấy bốn củ quá. Thế thì tôi nghĩ một là chúng ta phải di chuyển liền nếu mà cái gì đó đang ở, tôi có một linh cảm không tốt về nếu mà chúng ta vẫn ở đây, vì đàn nai đã chạy, băng cướp ở đây còn chạy thì tại sao chúng ta lại ở lại. Vậy còn tên Ruby này thì sao, có xử hắn luôn không? Bây giờ cởi trói nó lại rồi bắt nó lên xe thôi, biết đâu nó sẽ trở thành một đồng minh trong tương lai. Nhưng mà nếu mà đồng minh cái quần què, đi ra thì đi. Wilhelm sẽ tiến lại. Wilhelm không kéo được token của mình. Kéo được. Không kéo được. Kéo được nó chơi. Wilhelm. Không. Wilhelm tới gần con goblin xong rồi rút cây dao từ trong túi ra kề vào cổ nó và hỏi kỹ vào những thứ mà hả nó đang chạy trốn khỏi. Cẩn thận. Ok, bình tĩnh. Rồi. Trốn à? Ra là ta thực ra cũng không rõ nó cái gì lắm, cái bọn đàn em này cái thần hồn nát thần tính, xong rồi gì dầm bảo nhau cái gì đấy, như là đi vào trong rừng, đi ra khỏi trại mấy bước thì có cái gì nó quật ngã, xong rồi đánh chỉ thấy xác của 2-3 thằng đi săn không thấy về nữa đâu, mà trên người toàn vết bầm, không thấy vết cào cắn xé cả, với cả động vật dạo này cũng chả thấy đâu. Có thằng quần què nào đấy, cái thằng đang nằm ở bên phải ấy kìa, đấy nhát cái, xong rồi nó bảo là cái gì mà thần dần nổi dậy ấy. Trời ơi, không có đủ dũng cảm để theo của anh em này, cứ nói thẳng là. Wilhelm trầm ngâm một hồi rồi quay qua hỏi Lemon Rat về kiểu các đặc điểm của thú rừng á, tại sao chúng lại phải chạy khỏi đây, chúng sợ cái gì? Tôi có thể quay phát livestream được không? Đi chờ nhá. Ok. Không, từ Lemon Rat đang muốn biết cái gì đã? Ông bị muốn dựa vào thông tin của con goblin kia để xem là đang phải đoán cái gì của con goblin vừa nói. Ok. Có thể lăn nature. Khi mà các cái dựa vào kiến thức của mình, khi mà các cái động vật trong rừng mà đều lẩn trốn thì rõ ràng là phải có một cái thế lực gì đấy, có một cái gọi là predator gì đấy. Nhưng mà với cái miêu tả là các cái xác bị bầm dập thì mà không có vết cắn, vết cào thì rất là lạ. Tại vì thường các cái thú vật là nó sẽ có nanh hoặc móng vuốt, nó sẽ tha về tổ để nó ăn uống hoặc thế nào đấy. Đây có vẻ là không phải giết để làm thịt, đây là giết vì mục đích giết. Khó có nghĩ được cái loài động vật nào như thế. Và Lemon Grass bắt đầu nghĩ có thể đây không phải là động vật, nên một cái gì đấy có thể là có trí khôn. Ông lái xe cho tôi sẽ hỏi rằng là cái hướng mà đi về cái chỗ mà chúng ta cần phải đến ấy, nó có trùng với hướng mà của con cái thế lực đó, hoặc là cái hướng có ngược lại cái hướng chạy của bọn goblin này không? Anh là đến cái ngôi làng mà mình định đến giữa rừng hả? Cái làng đấy là đi vào giữa rừng hả? Mình còn đi được một ngày rồi, còn ngày đường nữa. Vậy là khả năng Vasni cô có ý kiến gì không? Đằng nào thì mình phải đi tiếp nữa cô, mình đâu có ngừng lại được. Ý là nếu mà mình càng ở trong rừng càng lâu thì khả năng mình bị tấn công nó càng nhiều. Cho nên là tôi nghĩ là mình nên rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Agree. Eruma với Enos thì sao? Đó, mình thấy Eruma như thế là hợp lý. Càng đi nhanh càng tốt, không lại đây nữa. Càng đi nhanh vào rừng càng tốt. Mọi người. Có là người lo lắng quá không ạ? Ông lái xe nói. Chắc là có cái ai đã trừ gian diệt bão ở quanh đấy, cái bọn băng đảng mắt chột này. Ông ấy kiểu nhìn lại lén sang con goblin, con goblin quắc mắt nhìn lại, cái bọn mắt chột đấy cũng lộng hành lâu lâu á, chắc là có những người vĩ anh hùng nào cứu giúp dân. Vậy là chúng ta có nên đi trong đêm không nhở, hay là chúng ta nên nghỉ tiếp? Bây giờ đang là nửa đêm mà. Bây giờ khoảng đang là ca 3, 2 giờ sáng. 3 là tầm mờ sáng, chắc là tầm 3 giờ sáng. Tầm đấy. 3 giờ sáng. Mọi người có Dark Vision không? Có Dark Vision. Không, và mọi người có Dark Vision không? Vậy mọi người thấy thế nào về việc đem con goblin theo? Đem theo rồi, ví dụ có gì thì quăng nó làm mồi rồi mình bỏ chạy. Eruma thấy sao?
thì mình đem theo goblin rồi sau đó nếu mà mình bị tấn công thì mình lấy nó làm mồi để mình thách thân, mình thấy nó. Còn tôi nghĩ thì goblin mà nó là một trong những nguyên, nó có khả năng tiếp xúc ra được những cái nguyên liệu rất tốt để tôi làm rối, ví dụ như nanh tương da phù hợp cho tôi hóa trang nữa, thế thì cũng tốt chứ sao. Ờ vậy nếu tụi mình đi trong đêm thì chắc Vatni phải ngồi đằng trước với ông phu xe. Mọi người biết là vì theo cái kinh nghiệm mà đi mạo hiểm lâu năm thì không ngủ một đêm có thể khiến mọi người mệt mỏi. Về mặt cơ chế game thì mọi người sẽ phải lăn một cái Constitution Saving Throw ở để đi trong đêm. Nếu mà fail thì sẽ bị một cái điểm mệt mỏi, exhaustion. Còn quyết định thì vẫn là mọi người. Ờ, mọi người thấy thế nào? Ờ, K1, K2 là đã ai giữ rồi? Eruma là K đầu rồi. Eruma là K đầu, K2 là... Lemongrass là K2, Vazna là K3. Đã chưa kịp ngủ nhá, mẹ đang ngủ bị con nó vả nhá. Thế bây giờ chắc là vẫn phải nghỉ ngơi nhỉ. Hai mọi người thấy sao? Mọi người phải quyết định. Cho tên một tiếng rồi mà. Tôi thì khá là khỏe vì tôi đã ngồi thiền, nếu như 2K trước tôi đã được ngủ thì tôi đã ngồi thiền thì tôi khá khỏe. Nhưng tôi là người support đằng sau và tôi rất là vô dụng trong chiến đấu nên đi. Tôi ngủ được 2K cho nên là nếu mọi người muốn chỉ sống tiếp ở trên xe, còn cái người xem quét xuống, nó giật, nó giật hổ. Nhưng mà cái map này, cái xe mình đang ở đâu á? Xe là cái biểu tượng. Xe mình đang ở sau lưng mình. Ờ, cái xe, vậy thì chắc là để đề phòng bệnh tật, cảm cúm các thứ thì để Wilhelm canh cả cuối, rồi mọi người đi ngủ. Sáng, bình thường lúc sáng là 6 giờ là đi đúng không? Tầm đó. Dung, nếu mọi người muốn nghỉ tiếp thì đến khoảng 6 giờ sáng là tất cả sẽ ngủ tiếp hoặc là ngủ được đủ một long rest. Mọi người thấy như thế nào? Vậy để tôi làm một vài thứ đi đã. Hiện tại là cái rừng ở trong khu vực chúng ta đang cắm trại ở đây đúng không? Vậy để tôi đi ra một khoảng tầm 60 feet gần đó, xong thì tôi làm một cái trại giả ở đó, nghĩa là mình làm một cái đốt lửa trại ở khu đó, đánh lạc hướng ở khu bên đây. Nó sẽ tiện hơn đúng không? À. Nếu như theo thông tin Lemon Grass nói thì có vẻ như đó là một loại có suy nghĩ, có tư duy thì nó sẽ theo hướng ánh sáng và nó đi về hướng đó để đỡ hơn. Chứ còn các loại động vật thông thường thì sẽ né lửa ra đúng không? Thì rằng bất cứ loài nào có vẻ nó đang bảo vệ ở phía trong hơn ở phía ngoài bìa rừng này. Ừ. Thì theo kiểu mà nó mà có tư duy không mò ra tận ngoài này để tấn công mọi người, bảo vệ phía trong hơn, không phải loài đi săn vì vui thích, nó giống như là đang bảo vệ một gì đấy. À, ok, vậy thì chúng ta cứ làm như thế đi, có thể nghỉ ngơi được đó, để tôi canh ca cuối cho. Và có vẻ như chúng chắc chắn sẽ gặp nó nếu ta tiếp tục đi sâu bên trong, hãy đi chuẩn bị kỹ. Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, tôi canh cho. Hồi nãy tôi đã được nghỉ ngơi khá là ổn rồi. Wilhelm sẽ canh ca 4, còn Enos sẽ canh ca cuối. Ok, cả Wilhelm và Enos lăn cho mình một cái perception và cả hai bạn đều không có dark vision nên là disadvantage. Mình có dark vision đó. À, thế à? Mình là F mà. Ok, sorry, vậy Enos lăn bình thường. Lăn cái đó ở đâu anh thầy? Perception khi mà vào trong cái tờ sheet của mình thì sẽ thấy nó ở phía bên. Giờ control F đi, sẽ thấy. Control F? Nó ở chỗ có mấy cái dấu tích xanh xanh ấy, ở bên trái. Cứ bật sheet của mình đây, vào control F mà tìm tôi này. Cái sheet này. Đây. Phim này. Lăn disadvantage, bất lợi thế, nghĩa là lăn 2 lần và lấy số thấp hơn. Bấm cái thôi. Được. Wilhelm đợi tí nhá, mình sẽ bấm một cái nút đây để nó tự động lăn 2 lần rồi. Bấm lại đi. 21. Ok. Wilhelm tìm được chỗ lăn chưa nhỉ? Đâu, Wilhelm đang nhìn stream nhưng mà Hoàng chưa quên mất. Đấy. Tắt này đi, nó đang đang mở một cái tab khác. Mình chắc là chết mình lên thì có question ở đây. Yes. Đấy, tất cả các kỹ năng inspect tăng trước thế giới ấy, cứ tăng thế giới đấy. Chung là thế. Như này là được đúng không? Là 2 lần. Đúng không? 2 lần. Đúng rồi, mình sẽ lấy số thấp hơn vì đang bị bất lợi thế. Chỉ lăn một lần thôi là nó ra 2 số rồi. 4 điểm là không còn như là mù. Với Hồng thì trong cái ca trực của mình trời cũng khá tối và cũng vừa qua một cái combat nên là mệt mỏi chút. Trong cái ca canh phòng của bạn thì cũng không thấy quá nhiều động tĩnh, vẫn những thứ như cũ. Tên goblin có vẻ là mọi người cũng chói chân chói tay bịt miệng rồi, nhưng mà cứ ừ một hồi rồi hắn cũng mệt quá ngủ đi. Và cái việc mà cái tên goblin này lăn lộn đấy đã khiến Wilhelm bị distracted, phân tâm. Đến ca trực của Eno, ca trực này với cái sự quan sát của một hood elf của mình
nó cũng có một sự kết nối với những rừng rú một cách nhất định, tại vì là cái tộc của mình cũng có một tí liên kết sinh ra lớn lên ở rừng rừng rác, như là gần như là những cái rừng cây đang trò chuyện với mình luôn. Nhưng mà trong cái ca trực của mình thì cũng không thấy có động tĩnh gì thêm. Đến gần sáng, khoảng gần đến giờ mà gọi người dậy, bình thường khi ở trong ngôi rừng sẽ có những tiếng chim chóc, tiếng động vật thức dậy, nhưng buổi sáng hôm nay im ắng lạ thường. Có vớt rồi, lúc mà không nói có thể là mute mic được không? Tại vì có một chút tạp âm và mọi người tỉnh dậy. Sau long rest thì mọi người được hồi hết tất cả máu và spell slot, các cái resource của mọi người. Đó, khi tỉnh dậy, mọi người đã thấy bác xe vươn vai ngồi dậy, xong rồi ra thăm con ngựa. Ray ngoan nào. Rồi, ơi giời, không sao, đừng lo. Chúng ta đi đến đây về đến chốn mà. Vuốt vuốt bờm con ngựa. Có vẻ là mọi người mới được tỉnh dậy rồi hả? Tôi có thể làm một ít gọi là giúp ăn sáng cho mọi người. Còn nếu mà ai mà không thích thì có thể ăn tạm lương khô á. Ok, tôi lấy một ít. Cảm ơn ông. Không có gì. Chắc là trong tổ đội này không ai chê thức ăn miễn phí đâu. Wilhelm cũng lấy một ít. Tôi nấu ăn mà vợ tôi còn khen ấy à. Chỉ là không ở nhà nhiều được, nấu cho vợ con thôi. Nhưng mà công việc mà. Aroma cũng mất một ít. Những cái bát súp này thì cũng được đun khá là ấm. Ăn xong qua một cái đêm khá là lạnh lẽo vừa rồi, một cái cũng ấm bụng hơn chút và sẵn sàng cho cái chuyến đi sắp tới, một ngày di chuyển sắp tới. Và khi ăn xong, mọi người bắt đầu lại lên xe. Chúng ta cũng nên trừ một ít cho tên ọc nhỉ. Goblin không cần đâu, chắc là khỏi cho goblin. Thôi thì mình cứ tới chỗ con ọc rồi mình tới chỗ con goblin, tháo cái buộc miệng của nó ra và cho nó một ít ration của mình. Goblin ăn được cỏ, cái gì hái cỏ cho nó ăn. Cái thằng racist kia, tao ăn đồ bình thường. Vừa chửi vừa húp. Thì ngươi phải béo tốt thì tao mới cần để làm mồi được chứ. Thanh niên nghe xong phụt ra cái. Xong rồi vẫn ăn tiếp, vậy đói quá. Rồi chúng ta lên đường thôi nhỉ. Mọi người sẵn sàng hết chưa? Có thể chúng ta lên đường. Mọi người bắt đầu lên xe lại. Đường thì vẫn có vẻ như hôm qua, vẫn trong rừng, vẫn im ắng lạ thường, và vẫn đường vẫn nhỏ hẹp, cây cối lấn đầy ra đường. Những cái đường mòn này có vẻ là ít người đi lại, cũng không quá tốt. Người đi một hồi vẫn là không khí như hôm qua. Bác lái xe thì có làm một vài câu đùa để phá vỡ không gian tĩnh lặng. Mọi người trong lúc này có làm gì không? Có muốn tương tác gì với các NPC hoặc là các cái nhân vật khác không? Đây là cái tùy flavor của mọi người thôi. Wilhelm hỏi về Leban Rath, về cuộc sống trong rừng. Đã bao giờ gặp hiện tượng như thế này chưa? Này thì chưa, mặc dù gần đây cũng khá nhiều hiện tượng lạ, nhưng mà những cái này thì vẫn chưa thấy bao giờ. Khá lo ngại vì gần đây các hiện tượng lạ xảy ra khá thường xuyên. Lại có tiếng thằng Goblin là định nói gì đấy mà bị bịt miệng. Aroma tháo bịt miệng của Goblin ra để xem thử nó muốn nói gì. Sao bọn mày không tìm được cái bịt miệng khác hả? Kìa rồi, ôi, của thằng nào mà thấy đầy mùi mồ hôi. Nói chung là gì đấy, rừng nguy hiểm lắm, cứ đi ra đi bọn mày. Gì đấy, đi vào đây làm gì, cô cái gì trong này. Cái khỉ ho cò cái gì cũng, thậm chí tầm gần đây cũng chả thấy thương gia nào đi. Rồi ôi, chả cướp được cái gì. Thế ít ra ấy, ra ngoài rừng tao còn đến cái làng Phanalin tao thó được tí. Wilhelm sau khi nghe câu đó của Goblin thì quay ra hỏi ông phu xe là có đúng là hả, dạo gần đây không có thương gia nào băng qua khu rừng này không? Tôi thì đi chuyến này cũng phải vài tháng mới đi một lần, nên là tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà có vẻ là dạo gần đây thấy ít người làm việc cùng tôi, ít người anh em đánh xe, lái xe đi vào. Thấy hình như là không có nhu cầu mua bán gì từ ngôi làng nữa lắm ấy à. Nói mới nhớ à. Lần
lần gần nhất ông tới ngôi làng này là bao giờ? Khoảng ông giơ tay ra đếm. 5 tháng. Đợt đấy chở ít đồ ăn đến thì xong rồi có mấy cái bà làm thăm buôn tóc buôn gạo gì đó đi quá xa cả. Thế này chắc không ổn rồi, chắc anh mình nghỉ thôi. Thế này chắc cũng không ổn rồi, chắc anh phải nghỉ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm cho là Lemongrass log out khỏi server, bùm biến mất và chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vừa nhảy sang một cái multiverse khác, trong multiverse này chỉ có 4 người chơi. Oh my god. Có ai xem được màn hình không? Cái map bên em nó không hiện lên rồi, em đây xem map của bên anh Hoàng, anh Hoàng cách lên. Vasna không nhìn được màn hình à? Không, nó không lag gì hết. À, nó lag à? Xem ké bên thử xét giúp. Ok. Mình lại đang dùng một cái máy riêng để vào D20, còn một máy riêng để vào Discord, mà không share được. Mọi người có xem được. Mọi người có được share, mọi người có xem được không? Được rồi. Ok, được rồi. Mình share rồi. Khi mà đi được một thời gian, tầm đến trưa, cũng vài tiếng đồng hồ đi xe, mọi người thấy là có vẻ trước mặt con đường nó bị cây cối rậm rạp, có cây đan xen vào nhau, các cái cành dây leo quấn từ cành cây to này sang cành cây khác chặn hết ở phía trước. Không có xe. Này cây cối um tùm á hả? Xong rồi ông ngó sang trái, ngó sang phải. Đi rồi hai bên cũng nhiều bụi cây thứ quá. Chả biết xe có đi được không à? Để xem đến khi nào xe không đi nữa, lọt nữa thì tôi sẽ làm gì đó, để coi tôi làm được gì đó không. Tôi không nghĩ là xe đi được qua cái đám dây leo đó đâu á. Chắc là xuống chặt bớt đi tí. Xem nào tôi xem đồ nghề. Trong dưới gầm xe tôi có để một ít các cái dao dựa, đi rừng cũng quen nên là mang ít mà. Ông cầm cái dao ra chặt, có vẻ cái cành cây này nó khá là dày đặc. Chặt một hồi, ôi trời, thấy ông vẫy tay. Wilhelm tiến gần lại và giúp ông phu xe chặt xong rồi, sẵn tiện hỏi ông phu xe là đi bao lâu nữa thì tới ngoài làng. Nếu chúng ta cứ đi tiến độ này thì tầm chiều, có thể là chiều muộn tí là đến ạ. Đúng à? Chặt phát. Ôi dồi ôi, làm gì mà mọc dày dữ à. Đến ngôi làng thì chắc là chúng ta sẽ vào cái quán tavern đấy trước. Là nó hay bán trà chiếc cái thứ hơn chứ không có bia rượu ở đâu, mọi người uống tạm à. Chỗ đấy nghỉ trận khá tốt ạ. Còn sau mọi người làm việc gì thì chắc là để sáng mai hoặc gì đấy, hoặc nếu cần nhanh thì chắc là đêm có làm được không? Không biết à? Như mọi người tìm cái hoa gì ấy? Hoa bình biệt tím. Rồi, có nghe quà. Có gì thì ới tôi, chắc là tôi đến thì tôi sẽ ngồi trong tavern nghỉ ngơi thôi. Ok, yes, ok. Wilhelm gọi Vasni tới phụ chặt dây leo tại vì nó quá dày và quá nhiều. Có Vasni nói lại được không? Sau khi nghe thì mới lấy được sợi tay bắt đầu đi ra để biết xuống để giúp tôi. Khi mà Vasni đang chặt. Vasni lăn cái dexterity saving throw. Có khi mà đang chặt thì sẽ thấy một cái số cái chỗ gai của các cái cành này, nhưng mà Vasni thì đã nhìn thấy và có những cái biện pháp để tránh các cái gai đấy ra khi mà chặt, để cái lưỡi rìu bự của mình làm việc. Mọi người chung tay giúp đỡ nhau, khoảng tầm 10 phút sau là cái đường đã thông thoáng trở lại, có cũng đủ chỗ để cái xe tiếp tục đi qua và mọi người lại lên lại xe tiếp tục đi. Vài tiếng nữa chưa? Thấy mọi người vất vả quá, không gì đâu. Eruma hối ông lái xe đi nhanh hơn để tới được ngôi làng trước khi tối. Ok, vậy thì rồi chắc là ngựa Ray thì cũng muốn đến nhanh để nghỉ ngơi nên là không vấn đề gì đâu. Rồi chúng ta đi. Ông hối cho xe đi nhanh hơn, hơi sốc một tí.
Đường gồ ghề và các cái rễ cây mọc khá dày trên đường. Và sau khoảng vài tiếng nữa đi, vì mọi người cũng cố gắng đi nhanh, nên là tầm khoảng 4:30 chiều và thấy là cái chỗ rừng bắt đầu quang hơn, rộng hơn một tí. Và bắt đầu thấy có cái structure, có cái những thứ người làm như là một cái cầu bắc qua một cái con sông, cũng khá là cũ kỹ và bé, nhưng mà cũng đủ để cái xe đi qua. Đi xa xa thì mọi người nhìn xa xa cũng thấy một số cái nóc nhà bác lái xe đó. Chúng ta sắp đến ngôi làng giữa rừng đây rồi. Đây thấy không, đấy cái nóc mà to kìa, đấy là cái nhà tòa tavern á. Còn mấy cái nhà thì ở trong này là tại vì cũng là hơi lầy lội tí nên là người ta để làm cầu các thứ bắc qua, cũng có khu mấy nhà san sát chắc là mọi người tìm hoa thì sẽ ra bìa làng cái gì đấy, nhưng mà chúng ta cứ đến giữa làng đã, tiếp tục đi. Cảm ơn. Thì người lọc cọc ngựa bước trên cái cầu gỗ và xong rồi qua bên kia. Mọi người thấy càng đi thì thấy có gì đấy là hơi lạ. Có vẻ là đến các cái ngôi nhà ngó vào, có vẻ là không thấy người đi lại nhiều. Và bên cạnh tường nhà thì cỏ cây cũng mọc khá là dày, leo lên tới trên tường. Ngoài xe mà, hả? Bình thường là cũng có mấy người giờ này chắc là phải đi chặt cây đốn củi gì đấy đi về chứ nhỉ, hoặc là làm ruộng gì đấy, hoặc là đi câu sao chắc ngày lễ gì à. Mọi người nhận ra điều bất thường đúng không nhỉ? Có mọi người đều thấy điều này. Có anh Thiện miêu tả kỹ lại cái làng có kiểu ít người hay sao đi. Mọi người thấy là những cái căn nhà lụp xụp của ngôi làng này đi qua lại không thấy bóng người, và cỏ cây ở các bên thì mọc khá dày đặc. Wilhelm sẽ quay sang hỏi ông phu xe là ông có chắc là 5 tháng trước ông tới đây cảnh tượng nó không giống như vậy không hả? Thật ra thì làng trong rừng mà cũng cỏ cây mà, cái lạ cái là tôi không thấy ai đi lại. Bình thường là đấy bình thường đến chỗ này là tầm gần cổng làng rồi cũng phải có mấy cái anh kiểm lâm đứng cầm cung hỏi ai đến có việc gì các thứ, thương gia gì mà. Làng không có người hay là làng có mà ít người? Làng cũng gọi là khá dân số, chắc phải lên đến 50 người mà chỉ có bán tanh thế này. Có khi là nó liên quan tới cái thứ mà làm cho mấy con động vật với goblin sợ mà chạy đi thế. Đến quán tạp hơn rồi này. Bà chủ ơi, bà chủ bà chủ Jenny. Xong rồi gọi một hồi không thấy đâu, mà đến kiểu cái cửa cái quán thấy mở ngỏ, ông phu xe ông nhảy xuống ngựa thử và ngó vào cũng thấy trong đấy tối om, kiểu một ít của ánh sáng cuối ngày chiếu vào thì thấy có vài dăm ba cái bàn, vẫn có một ít thức ăn trên đấy đã có vẻ có mùi rồi. Enoch đi theo được không? Enoch bước xuống xe và đi theo ông đó. Tiện tay lấy ra một cái scroll chạm xuống mặt đất tạo ra một cái phong ấn, và từ đó xuất hiện một con mèo trắng nhỏ và đó là con rối. Thì Enoch lại điều khiển kết nối dây nối với con mèo đó và dùng con mèo đó tiến sâu vào bên trong căn phòng. Con mèo này di chuyển được bao xa khỏi Enoch nhỉ? Thì tối đa 30 feet thôi. Ok. Phạm vi tối đa điều khiển của dây của mình là có 30 feet thôi. Hoàng trở lại anh Thiện ơi. Hoàng trở lại à? Okay, anh cũng chưa ok không? Okay. Được rồi. Vậy thì chúng ta lại chuyển lại multiverse và có nhân vật của Hoàng ở một thế giới khác. Lúc nãy là Limerick đang ngủ thôi. Ok, rồi. Vậy chúng ta chuyển là nãy đang ngủ mệt. Limerick ngủ ly vì trên đường tới làng. Trốn việc đi mà. Mọi người vừa đến một cái chỗ đầy các dây leo quấn đầy đường xong rồi chặt mấy chỗ đấy đi rồi. Và bây giờ đang đến cái ngôi làng thì thấy có vẻ là không có người, mà nhìn thấy là các cái căn nhà lụp sụp có cỏ cây mọc đều đầy xung quanh. Mọi người đang đến cái quán tavern. Người là có ít người. Không có người, không một bóng người. Đang đến cái quán tavern mà
có vẻ là cái ông lái xe ông quen bà chủ Jenny ở đấy. Để đến gọi không thấy ai, cửa quán để ngỏ, nhìn vào trong thấy chỉ có le lói ánh sáng cuối ngày hắt vào và có mùi thức ăn thối. Enoch, sau khi điều khiển được con rõ thì có tìm kiếm được gì không? Khi mà con mèo đi vào thì có thể thấy là con mèo là lấy thông số ở trang 335 ở Monster Manual của DM. Được, không sao, mình cũng biết quá không nhất thiết phải cần phải thông số đâu. Con mèo trong D&D vì lý do là đấy nó không có dark vision, nhưng mà mình cứ cho nó có nhìn được ban đêm đi. Khi mà con mèo, con rối mèo của Enoch đi vào trong cái tavern này, thì cũng thấy là các có một số các cái đồ ăn vẫn chưa ăn hết và bốc mùi trong đấy. Khi mà đi vào phía trong bếp thì có vẻ là cũng có quang cảnh tương tự, mọi thứ không phải là quá bừa bộn, nhưng mà nó cũng có mấy thứ giang dở đang nấu. Enoch quay lại nói mọi người là có khả năng ngôi làng này được sơ tán một vấn đề gì đó cho khiến cho những người dân ở đây bỏ dở công việc họ đang làm mà đi, mà mình thấy hình như có vẻ không thấy dấu máu đúng không, không có dấu chiến tranh xảy ra ở quanh khu này, vậy thì có thể là dân làng đã đến ở một vị trí khác. Nhưng mà nếu mà sơ tán thì không thể có mấy cái đồ ăn đang nấu dở được, chắc là có một cái đó bất ngờ xảy ra mà dân làng bỏ chạy, dạng sơ tán khẩn cấp ấy. Nhưng mà sơ tán khẩn cấp thì trường bay đến mức đó nhưng nếu thế thì chắc chắn làng của chúng ta phải biết chứ, ngôi làng chúng ta ở gần đây nhất còn gì nữa. Nhưng mà từ lệ chúng ta ở đây cả năm tháng rồi không ai tới đây cùng chỉ biết một lần, chắc chắn là chúng ta phải nghe thông tin gì đó, không thể sơ tán toàn bộ chúng ta không nghe tiếng. Ông phu xe thì bây giờ đang buộc ngựa, con ngựa Ray vào một cái chỗ cọc ở gần tavern rồi. Có vẻ như là cũng gần chỗ để ngựa, xe để ngựa. Xong rồi ông bảo có vẻ vậy, tại vì không có người thì lạ lắm, sơ tán đi đâu á. Thì thử đi lòng vòng hay cái nào đấy xem, tôi xem là mấy người quen khác còn ở đây không. Phiền ông làm như vậy, còn nếu được thì có thể ông có thể dùng cái bếp này để làm bữa tối chúng tôi được không, tôi để nhậu bữa đó được không? Ok cũng được. Bây giờ chắc khoảng ông nhìn về hướng ánh sáng, chắc cũng muộn rồi. Nhưng mà để an tâm nấu cơm được thì chắc tôi cũng muốn đi xem mấy cái bạn làm ăn được trước mà tôi giao thương cái thứ còn đây ông trước đã. Ok, mời ông. Tôi sẽ ở căn nhà trọ được một lúc. Wilhelm quay sang nói với tao đội là chúng ta có nên đi trinh thám khu làng này không? Trinh thám khu vực xung quanh. Đó, chúng ta nên đi. Ông muốn đi hướng nào? Bạn muốn đi nhận đi hướng nào? Thử đi về hướng bắc ngôi làng đi á. Tầm đấy là tôi có biết một cái anh trồng nho ở đây. Ok, vậy chúng ta cùng đi thì nên an toàn hơn. Ok, vậy mọi người đi cũng không quá xa nữa, chắc là mình đi bộ á. Nhưng mà nghĩ lại tôi cũng không yên tâm lắm để Ray ở đây mình. Nên là lại lên xe đi. Ok. Tao lại lên xe. Mình lại thu con mèo vào trong cái cuộn giấy. Khi mọi người bắt đầu lên xe lọc cọc đi một lúc thì cũng phải là trong cái thời gian này mặt trời cũng lại bắt đầu xế dần xuống. Mọi người đi về hướng bắc của ngôi làng vẫn là các cái quang cảnh như vậy, cây cối mọc đầy xung quanh. Và đi khi mà đi đến cái vườn nho kia, ông cũng lại ông lái xe cũng lại gọi tên Jason, ông anh bạn ơi. Đi thấy vườn nho thì mọi người thấy là cũng có vẻ là không được chăm sóc nhiều, mà nho thì nó vẫn cái mọc cũng không lạ nhỉ. Nếu mà mọi người muốn kiểu tìm kiếm những thứ kỹ hơn thì có thể bảo là nhân vật đang làm gì, mình có thể sẽ hỏi lăn một cái xúc sắc gì đấy. Mình sẽ chủ yếu là quan sát xung quanh, mình muốn nhìn một cách tổng thể những chi tiết từ cái điểm mình đang đứng. Ok, cái này sẽ lăn chung cho cả việc nhìn tìm kiếm ở cái ngôi làng này. The perception. Vậy thì Aaron là người Ron. Là người Ron. Nếu mà cả nhóm
nếu mà cả nhóm cùng làm một việc gì đấy thì sẽ cho luôn đây là cái group check. Thì nếu mọi người đồng ý với việc mà Eno vừa miêu tả thì tất cả lăn perception. Cái group check thì mình sẽ dùng là tất cả lăn, và nếu mà quá bán success thì sẽ là cả group success. Úi giả. Úi giả. Vậy là tất cả mọi người cùng lăn đúng không? Đúng rồi. Cái này óc tra một chút nhé, là cái cam trước mình roll toàn 1-2. Úi giả, hai cái nát 20 rồi. Từ đầu đến giờ chưa có cái nát 1 nào, các bạn đoán nát 1. Vasni lăn cái perception. À Vasni lăn rồi, 16 rồi. À dạ dạ. 1, 2, 3, 4, 5 đủ rồi. Trời, mặt trời thì cũng bắt đầu xế dần xuống. Khi mà mọi người cố gắng tìm hiểu xung quanh thì thế nào? Vasni, Wilhelm và Eruma, mọi người nhận thấy là có vẻ là bắt đầu nhìn xuống chỗ đất thì có những cái dấu chân mờ mờ, tại vì đây là một cái đầm lầy nên là vẫn còn lưu một số dấu chân, có vẻ là chưa bị mưa rửa hoàn toàn đi, một chỗ khô ráo hơn. Có vẻ là những cái bước chân này nó chân người, người ở đây trong D&D thì sẽ nói chung là các cái humanoid, các cái loài động vật gần giống người, các cái loài rồi. có cả half orc, có cả human, có cả tiefling, có cả elf, các thứ, gọi chung là người rồi. Dấu dày đi về hướng tây cũng là có vẻ các cái dấu chân khá là mờ và khá nhiều, có cả chân người và chân như là móng ngựa. Có lemongrass và Eno được hai cái nát 20 sẽ thấy thêm là ở một số cái chỗ ở phía ở phía nam của ngôi làng có một chút vết, là có vẻ các căn nhà nó bị xô xát hơn, có vẻ như là có giao tranh gì ở đây, và có một số vị cũng khá khó nhìn, nhưng mà có vẻ là trên tường nhà có một ít máu ở phía nam ngôi làng. Mọi người thì đến từ hướng đông. Eruma đi tìm xem thử có cái xác người nào không? Là Eruma đi về hướng nam hay hướng tây? Về hướng... Thế nhá, mọi người đến hướng đông này. Hướng tây thì có vẻ là có dấu chân đi về hướng tây. Hướng nhiều dấu chân đi về hướng tây. Hướng nam là có vẻ có xô xát. Thì nếu mà Eruma đi về hướng... Ok, hướng nam thì vẫn là cái perception cũ của mọi người nhé. Trong sau một cái thời gian tìm kiếm, sẽ lần theo dấu chân để đi tìm em có hiện đi không? Eruma đi về hướng nam. Khi mà tìm kiếm lemongrass lemongrass đến hướng tây. Yes. Thì lần theo dấu chân xem có hiện gì không. Có vẻ là các cái dấu chân này dẫn đi một đoạn khá xa, lại chui vào trong rừng. Mà này là đi rồi. Có vẻ là không có đường mòn, mà là đi thẳng vào trong các cái rừng. Quay lại Eno đi. Eno có cái bạn nào chắc Eno đúng không, tìm hướng nam, tìm thử các cái xác người. Khi mà tìm ở trong các cái đầm lầy cũng có khá là khó nhìn, nhưng mà có vẻ là nhìn xuống đầm lầy đậm đặc có một hai cái xác với cái perception của mình. Những cái khi mà nhìn kỹ hơn có vẻ như là những cái xác này có những khá là khó nhìn các cái vết thương vì ngập nước lâu ngày, mà có vẻ có các cái vết chảy xước và những vết bầm như là bị trong khi mà lùng sục ở đầm lầy này. Thì bạn lát cho mình một cái Constitution Saving Throw. Ủa mà đó là Eruma mà mình Eruma mình... xin lỗi. Rồi Eruma, mình sẽ nhầm nhân vật, sorry. Thế thì Eruma lan cho mình cái Constitution Saving Throw. Khi mà lùng sục ở trong cái đầm lầy như thế này, từ vớt cái xác ra nhìn thì có vẻ như là những cái đầm lầy này có một chút gì đấy khí độc. Eruma lan concept fail và nhận 2 đam độc. Có vẻ như là những chỗ mà nước Eruma bước xuống có mùi khí độc, và kể cả cái trong cái mặt nước bước vào chân nó cũng mấy cái mạch máu nó hơi thẫm thẫm hơn tí. Vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào? Chúng ta đã có thông tin của cả hai người, phía tây thì vào rừng, lại vào rừng, còn phía nam thì có vẻ như đây là nơi mà bắt đầu cái câu chuyện này. Khi mà mọi người bắt đầu chuẩn bị tụ tập lại với nhau thì với cái perception của mình, Eno đang ở tầm giữa ngôi làng, ở gần cái chỗ mà mọi người chờ,
chờ Lemongrass và chờ Eruma quay lại. Nên nó có vẻ thấy đang quay ngược trở lại và nói thông tin với mọi người. Khi mà đang chờ Lemongrass và Eruma quay lại từ hướng Tây và hướng Nam, thì ba người còn lại ở tầm giữa ngôi làng. Và với cái perception của mình từ trước, Enoch có vẻ thấy có động tĩnh gì đấy ở các cái đầm lầy phía Tây Bắc. Tây Bắc Phát. Hả? Đây đây. Tây Bắc. Để Pesfat chỉ cho dễ. Ừ. Có vẻ như là từ cái đầm lầy bắt đầu nổi lên các cái bong bóng bọt. Và có nước trông có vẻ là nó có động. Mọi người ơi, chuẩn bị đi kìa. Có vẻ như có những sinh vật ở dưới đầm lầy đang chuẩn bị chào đón chúng ta đấy. Và vừa nói vừa chỉ tay về phía đầm lầy. Mọi người có được sắp xếp đội hình trước không? Đội hình sẽ trông như thế này. Enon vừa nói vừa rút ra cuộn giấy, rút ra hai cuộn giấy luôn chứ, chạm xuống đất tạo ra hai con rối, nhưng trong đó một con sẽ không hoạt động được, sẽ nằm kế bên, còn một con thì sẽ được kết nối. Mình cần phải miêu tả vẻ ngoài con rối vậy. Có, cứ miêu tả là con rối trông như thế nào và cách mà bạn nhân vật của bạn summon ra con rối trông như thế nào. Đấy là flavor của mình rồi. Thấy mình mở cuộn giấy ra và chạm cuộn giấy xuống đất, thì ở ngay tại vị trí giữa cuộn giấy hiện là một cái phong ấn nhỏ. Từ giữa phong ấn nó xuất hiện lên, đẩy từ hư không á lên một con rối, nhìn trông có vẻ như là một đạo tộc, vì mình cũng hóa trang nó như một đạo tộc, là một kiểu tộc frost nhưng là đạo tộc á. Thì cầm hai con dao và mắt nó sáng lên khi những cái sợi dây khiển rối từ bàn tay bên trái của mình kết nối được với nó. Còn ở tay bên phải, khi mình triệu hồi ra con rối thứ hai, thì con rối này là một con rối tộc người nữ và cầm một cái roi da, nhưng mà nó sẽ không hoạt động nên vậy, nó đang nằm bất động ở vị trí kế bên tay phải của mình. Rồi mình tạm thời bên tay phải mình thì lên đạn cái hand crossbow, vì mình level 3 nên mình điều khiển được một con rối một tay ở đó. Okay. Hai tay còn một tay, nghĩa tay trái mình là một con rối cầm tay dao và tay phải mình là cái crossbow. Ok, thì mình sẽ lấy tạm một cái hình tượng này để là con rối đây nhá. Đây là một cái con scarecrow, đây tạm con này nhá. Để một con nữa, nhưng mà mình sẽ để cái biểu tượng là này để là chưa hoạt động. Ok, bạn muốn để cái con dấu ở đâu? Con nào đang, con đang hoạt động thì để con, ở đâu? Con đang hoạt động mình sẽ để phía trước mặt mình đi, tại vì nó sẽ là người bảo vệ mình. Con chưa hoạt động so về hướng tây nam. Tây chưa hoạt động thì mình sẽ để tây tây bắc nhé. Tây bắc hướng phía trước. Đây. Còn con không hoạt động thì mình sẽ đúng rồi, ngay vị trí đó để cái gì mình sẽ kích hoạt lên để mình ambush. Ok. Khi mọi người vừa Enon vừa mới chuẩn bị xong và mọi người cũng trông thấy tư thế sẵn sàng hơn, thì thấy là từ cái đầm lầy ở phía tây bắc tầm chỗ này xuất này có một cái đầu ngóc lên và bong bóng nổi ra từ phía cái đầm lầy xung quanh nó. Có vẻ như là một cái đầu người, nhưng mà khi mà thấy cả cái thân người nó bắt đầu nó bước lên thì thấy là xung quanh nó có các cái loại cây cối quấn đầy ở xung quanh tay, xung quanh chân, và nó cầm một cái giáo bước lên token của nó. Có ai biết nó là thứ gì không vậy? Và sau mọi người cũng nghe thấy tiếng bắt đầu bong bóng nổi lên từ hướng này nữa và đập lại hướng này mà chưa thấy gì cả. Và trông cái con ở bên trên có vẻ như là đang lừ lừ bước đến đầy sát khí. Với như vậy chúng ta vào combat. Mọi người hãy lăn initiative. Bong bóng ở hướng nào nữa nhở? Để mà đây thì token đây. Okay. Khi lăn initiative, mọi người hãy ấn vào token của mình rồi mới lăn để cho nó ghi nhận là cái token nào là initiative nào trên roll 20. Lăn lại. Rồi Roma được rồi đấy, nó hiện lên cái bảng turn order rồi. Trong lúc đấy, trong khi mọi người lăn, mình sẽ tìm cái mạng nhạc combat nào. Trải nghiệm hiệu. Nạp sẵn. Vì em chưa vào đúng không? Để vì em lăn lại. Ôi tôi thề luôn là cái cam trước tôi roll như quần nữa. Thiếu hai. Thiếu hai người nữa. Thiếu hai người vào turn order. Ấn vào token. Mình ấn vào tên rồi, mình lăn mà nó không lên. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui giời. Mình lăn nó không lên đó. À, có bạn mà không có cái tờ thông số ở trong row 20 thì để mình phải điền vào. Đợi em 5 phút em chạy xuống lấy hình. Ok. Không vấn đề gì, mình sẽ điền Eno vào. Tại vì bạn không lăn bằng cái tờ thông số. Eno là 19. 5 phút là chắc xong bật tay rồi làm cha mới thôi. Đầu tiên sẽ là turn của nó. Có vẻ như là với sự chuẩn bị của mọi người, nhưng mà nó vẫn rất nhanh nhẹn sự lao lên. Đến người gần nhất là Vasna. Nhưng mà Vasni chưa có trong turn order. Vasni lăn lại đi. Vasni là Eru. Vasni là Covers không có vợ, không vào được cho roll 20 à?
Đó thì lát lên vô được. Ok, vô được. Vậy thì anh sẽ lăn hộ initiative thôi nhé. Rồi. 17. Có cộng gì không mày? Cả cộng sẵn rồi, cộng sẵn rồi. Con này khi mà đi đến thì lấy cái giáo của mình ra và hung hổ hai tay cầm đâm vào phía Vasna. Không có advantage. 18. 18 là như là trúng. 8 đam. Và khi mà đâm xong Vasna, nó bắt đầu rảo bước đi về phía này, đi vòng quanh. Và mọi người thấy ở phía đằng này cũng lại bọt nước nổi lên. Con goblin mà đang bị trói ở chỗ cái xe, nó sẽ thấy thế và vẫn đang bị bịt miệng, nhưng mà kêu và bắt đầu cố gắng tự tháo trói ra. Lăn cho nó một cái disadvantage để tự tháo trói. Nat 1. Oh my god. Ở dưới này cũng lại thấy một con nữa ló lên. Nó lại đi đến anh đến gần nhất rồi đấy. Lấy giáo. Con này thì sẽ lấy tay cào. Nhưng mà nó là undead hay sao? Cái con của anh Thiện là undead hay sao anh Thiện? Chưa biết nha, chưa. Không ai nhìn ra được cái gì. Nó không phải undead. Không biết nó là cái gì. Chưa ai check cả. Và nó bước vào đây. Eno, mọi người trong lượt của mình có thể dùng cái object interaction của mình để lăn một cái intelligence để có thể biết được một thông tin về quái vật. Một cái free. Một cái free hả? Ok, vậy mình sẽ dùng cái free đó. Mình dùng cái free đó là roll D20 đúng không? Đúng rồi, lăn intelligence. Cộng hoặc trừ bonus của intelligence. Ok, mình gắt sẽ lăn một cái nature nhé. Cộng 1. Không, chỉ là intelligence thẳng thôi. 8, chưa đủ để biết. Yeah, mình ngu rồi. Lemongrass thì cái này sẽ vào lượt của nhân vật của anh. Nhưng mà ok, thì em sẽ cứ nhớ trước thì cũng được. Rồi, bây giờ lại vào lượt. Eno. Gọi là bỏ đi. Ừ, không sao. Eno. Eno dùng action của mình để control con rối này và con rối này sẽ tấn công vào cái con bên trên hay bên dưới? Bên phải bên rồi. Rồi thì nó sẽ dùng lệnh tấn công. Nó như một phiên bản của Eno ở tầng xa, nó như một con character thôi. Thì bây giờ là mình sẽ tấn công. Đầu thứ nhất là dùng con dao bên tay phải. Rồi D20. Cầm dao nên mình cộng 5 vì có 3 dexterity và 2 proficiency bonus. Ok. Wow. 8 là chưa trúng AC. Ok. Rồi, đầu thứ hai là dùng bonus action để cho cái chính con rối đó sử dụng cái tay bên trái của nó để đánh vào con này luôn, cũng dao găm. Okay. Và vì con này mình lắp fighting style của nó là 2 weapon fighting nên giờ cũng y chang như thế. Ok. Lăn đam D4 cộng dex. Mình thấy là con rối hình dwarf của Eno cầm hai tay, hai con dao nâng lên. Quay ra một vòng trên tay xong rồi sục sục phát đầu thì là làm màu, còn phát hai là đâm trúng vào người con cái người mà có cây bao quanh này và một ít cây của nó đứt ra. Vasna, Eno nếu mà muốn di chuyển thì có thể tự di chuyển. Mình không di chuyển được con rối, mình lôi con rối về lên trên chỗ Vasna, đưa con rối lên chỗ Vasna. Rồi ok. Vasna. Rồi. Intelligence là thế nào? Được. Em có thể biết được một thông tin về cái con quái này. Em có thể tìm nó là loại gì, em có thể biết được giáp của nó bao nhiêu, hoặc là em có thể chọn để biết tốc chạy, hoặc là một cái điểm start nào của nó như là strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, charisma, hoặc là một cái loại đam mà nó kháng lại, hoặc một loại đam mà nó vulnerable, tùy. Ui trời. Anh Hoàng ơi. Rồi. Oh my god. Cái này sửa nhà. Anh Hoàng để ý lúc nào mà có tiếng động bên ngoài thì mute mic nhá. Rồi. Ok, cảm ơn anh. Vasna nhận thấy có vẻ những cái sinh vật này được điều khiển bằng những cái cành cây trên người nó. Nó sẽ thuộc loại plant, cây. Cái có vẻ như là cái người chỉ là một cái skeleton, chỉ là một cái khung để cho cái cây này làm việc thôi. Pasni có thể làm gì trong turn mình tiếp? Chưa được phép vào bản thân hay vào ai khác? Bản thân, rồi. Vasna có siêu độc phép. Thấy là xung quanh người của Vasna có một cái ánh hào quang màu xanh lá quanh người. Có thể là cản vũ khí đánh. Vasna vẫn còn action của mình. Đánh vào cái con cây bên trái. 10, không trúng. Vasna có thể tự di chuyển. Hoặc là không thì đến Wilhelm. Ok, Wilhelm.
Wilhelm dùng một bonus action cast cái này vào người Enos. Rồi. Và dùng action để heal cho Vasna. Một cái roll một cái D8 đúng không? Ok. Muốn này gì? Bình thường đập. Thì tại vì đây là game người mới nên anh sẽ không enforce luật quá mức. Hai cái này sẽ là mất hai spell slot tự trừ vào cái lượng của mình. Spell slot nó gần như là mana trong này. Ban đầu thì em sẽ có là 3. Em vẫn còn một cái intelligence roll đúng không? Em có thể lăn intelligence để tìm hiểu về cái bọn quái này. Không đủ. Có vẻ là vậy thì là vừa hồi máu cho ai nhỉ? Vừa kill wound cho ai? Shield cho Enos, còn hồi máu cho Vasna. Để hồi máu được cho Vasna thì cái phép kill wound này không phải đứng ngay cạnh, không muốn di chuyển đi đâu. Thật ra là em có thể di chuyển như thế này. Đó. Yes, yes, yes. Ok. Vasna hồi được D8. Charisma của Wilhelm bao nhiêu? Có tính bonus luôn chưa anh Tiệp? Bonus sẽ là D8 cộng Charisma của em. Charisma là bao nhiêu? Charisma là 3. Rồi, 1 cộng 3 là 4. Vasna hồi 4 máu. Eruma đang ở phía nam, đi quay lại. Eruma sẽ đi lên trên này. Thấy có vẻ là hai cái người với kiểu bị cây bám vào này đang đi đến và đánh các đồng đội của mình. Eruma làm gì? Là dùng kỹ năng Healing Word để hồi máu cho Eno. Okay. Dùng bonus action. Eno hồi 5 máu. Eruma làm gì tiếp? Eruma sẽ kết thúc lượt mình ở đây. Có muốn dùng hành động làm gì không? Roll Intelligence đi. Intelligence là miễn phí. Đồ free đó, xài đi. Đang tìm. Intelligence là ở chỗ cái số to đùng ấy. Ở ngay bên trên cái số to đùng. Rồi, em thể biết được hai thông tin. Có thể muốn biết điều gì? Như là giáp của con này bao nhiêu, máu nó khoảng bao nhiêu, hoặc là các cái điểm Strength, Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom, Charisma, các thứ của nó, điểm một điểm của nó. Biết máu của nó. Máu của nó khoảng 30. Nhưng mỗi con thì thiện đều lăn máu cho nó. Lăn ra được máu cho nó nên là cái khoảng không nhất thiết là chính xác, nhưng mà khoảng đấy. Nếu mà Eruma không muốn làm gì khác trong turn thì luôn luôn có thể dùng hành động né, dodge, để cho những cái đòn đánh hướng đến mình bị disadvantage, bị bất lợi thế. Ok. Thường khi mà một game người mới chơi thì anh sẽ nhắc những cái thứ mà có thể mọi người chưa biết. Còn nếu mà chơi lâu rồi thì mọi người là tự nhớ những cái gì mình có thể làm trong combat thôi. Đó, quên là mất. Đúng rồi, feature không mở, nhớ là feature không có. Ok, thì lúc nào Levin Gat đang đặt chạy về thì thấy đang có đánh nhau ở đây. Úi giời, từ từ, Levin Gat từ từ. Từ trong bụi cây này có những cái cành, những cái vines, những cái dây leo nó mọc ra và nó quấn lại thành hình như một người. Còn mẹ nó. Và nó đứng ngay tại chỗ thôi. Cái cành gai của nó phi ra. Từ tay của nó kéo dài vào cái con rối này. 8 trượt, đúng không? Mình rồi. Là 13, mấy người đều chưa có giáp nên vậy đều 13 cả chúng như mình. Ok, rồi thì để cho tên nó vào Lemongrass. Yeah, mà sẽ hơi bất ngờ mà rút tên ra bắn nó con này. Quỷ mất mở ra đó, đỡ tắt mất rồi. Sao? Bên này hoàng có những âm thanh lạ vậy? Rồi kê đúng không? Oh my god. Corruptic. Đúng không? 11 chúng xem là chúng không nhỉ? Rồi check lại. 11 chưa chúng. Mất công. Chúng đó. Lemongrass là class gì nhỉ? À, Ranger. Rồi. Bạn sơ hợp tích. Đến... Ủa, bị bay rồi. Lemongrass. À, quay lại từ đầu. Đến vòng thứ hai. Cái con sinh vật này. Every game is spoiled with radiant cloud. Hỏi một chút nhá, ví dụ như thông tin mà khai thác được từ mỗi một người chơi khác nhau thì trong combat được share với nhau không nhỉ? Mình sẽ assume là mọi người biết là thông tin gì là đều nói ra, trừ khi mọi người bảo là mọi người giấu. Ok, ok. Vậy coi như mình biết nó là cây đúng không? Đúng. Yes. Mình có lửa đấy. Máu nó khoảng 30. Rồi. Nên là sẽ là mọi người thấy là từ cái những cái cành cây mà quấn quanh con này có vẻ là bắt đầu thả các cái gai của nó bắt đầu hơi nhú ra một cái nụ hoa và nó nhả ra các cái khí độc xung quanh. Thì từ cái con này mình sẽ vẽ một cái vòng tròn ra đây. Những ai mà chạm vào cái vòng tròn này đều phải lăn cái Constitution Saving Throw. Trong book pad của mình immune trong potion mình được chứng nhé. Ok. Nghe bây giờ lăn luôn. Độ khó DC là 12. Những ai mà dưới 12 thì sẽ nhận 2 đam độc. Con goblin la lên. Có vẻ là nhổ được cái bịt miệng ra rồi. Ê, mày kể cho tao. Tao không muốn học chết đây chết. Nó sẽ cố gắng tự bỏ chói của mình. Lăn một cái Dexterity Disadvantage 16.
16 chưa đủ, mọi người chói khá kỹ. Anh cho độ khó là 20. Con này vừa nãy có vẻ là bị con rối của Eno đâm một phát trúng rồi. Nhưng mọi người thấy cái chỗ mà cành cây đất đấy nó bắt đầu mọc liền lại với nhau. Về mặt cơ chế game nó đang hồi máu. Là nãy có hồi nằm máu cho Eno rồi. Và nó tiếp tục, hiện tại có Eno. À, ok. Con rối nó vừa đánh nên là nó sẽ quay sang đánh con rối. Con rối tổng cộng bao nhiêu máu nhỉ? 15. Nó bằng 5 nhân cho level của Puppeteer. Ok, con này sẽ cào một phát con rối. Trượt, Eno. Ok, mình thấy như thế thì mình control chính cái con rối đó. Thi chuyển phép Fireball vào cái con ma cây này. Đó là cái module mình lắp vào con đó là khả năng Magic 1.0 á. Ok. Cast được Trip. Thì Fireball là mình như là một cái Magic Attack luôn rồi. Và khi đang ở trong melee, đây là Range Attack thì sẽ bị Disadvantage. Vì, đúng rồi, lăn 2 lần ghế D20 là cái thấp hơn. Vì khi mà dùng một đòn đánh tầm xa ở vùng cận chiến thì kẻ địch sẽ có thể làm khó mình khó ngắm hơn. Fireball là range attack nhưng mà cộng cái modifier có cộng proficiency không nhỉ? Không. Nếu mà bạn thành thạo, nếu mà con rối của bạn thành thạo, mình không rõ cái Magic 1.0 cho những cái gì. Không, đó là cái Firebolt á, cái cantrip Firebolt. Firebolt bình thường thì sẽ dùng là spell attack. Ừ, có là có proficiency. Chắc là dùng intelligence của bạn đúng không? Ừ, nó dùng intelligence. Ok, vậy là D20 cộng 2 proficiency và cộng điểm intelligence. Không, ra 2 với 3 mà. Rồi. Rồi, sau đó mình di chuyển ngược ra đằng sau, mình cũng thấy này mình cần di chuyển lại chỗ con goblin đó. Mặc dù là khi là con rối này nó bắn trượt, nó sượt qua cái đường lửa phát. Mọi người vẫn có thể nhận thấy là cái con cây này có vẻ là mặc dù nó tránh được nhưng mà nó co rúm lại, nó dịch ra khỏi chỗ nóng. Chúng ta đang cần cái các bạn. Vasna. Rồi mình di chuyển thẳng ngược ra đằng sau này luôn nhé. Ừ. À, di chuyển ra khỏi vùng cận chiến nó sẽ dùng reaction để nó phản ứng, để nó đánh bạn phát. Ủa, ngoài cái này là tòa nhà đúng không? Cái tròn tròn này là tòa nhà đúng không? Đúng rồi, có thể chui vào được. Chui được, nhưng mà khi mà đi ra khỏi cái vùng cận chiến chỗ này là nó có thể dùng phản ứng để đánh bạn phát. Dễ cào. Đánh chơi đi, đánh chơi. Ui dồi ôi, crit. 10 đam. À không, tùy bình tĩnh, nó sẽ phải lăn một cái wisdom saving throw tại vì bạn đang có không, từ từ. Cái sanctuary khi mà con rối của bạn đánh thì bạn có mất không? Mình không có đụng đến, mình không phải reacher nhận con rối, không phải là cái reacher nhận sanctuary. Ok. Vậy thì nó sẽ phải lăn một cái wisdom saving throw xem đánh được bạn không? Không qua, không đánh được. Bạn di chuyển bình thường. Ok, mình di chuyển thẳng. Cái vùng độc nó vẫn còn hả? Không, vùng độc còn một phát là hết rồi. Mình quên tắt đấy. Ờ khoan, vậy ai dính đam độc? Vanny dính đam độc đúng không? Ai mà lăn nhưng mà đang còn cái chi mà. À. Vưu không? Ờ. Dùng spell là sẽ mất spell slot đúng không? Đúng rồi. Spell slot là nói chung là nó là mana của mình. Ờ dùng Vilhelm sẽ dùng thanh kiếm của mình đánh một phát. Ừ. 13 trúng. Vào con trước mặt. 5 đam rồi đó. Bonus action thì mình có được đánh thêm một cái nữa không hay là không? Nếu mà bạn dùng vũ khí nhẹ trong một cầm một tay thì tay kia có thể đánh tiếp. Đây Great Soul là vũ khí cầm hai tay rồi. Vậy cái Dagger này dùng được đúng không? Nếu mà cả hai tay đều cầm vũ khí nhẹ mới được. Có nghĩa là Dagger và Dagger. Mà có muốn di chuyển đâu không? Chắc là không, chắc là ở đây vẫn cái intelligence roll vẫn dùng được chứ đúng không? Ừ, bạn vẫn có thể dùng tiếp. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì từ con này. Này quên rồi. Chắc không được, không rồi. Không được. Sau khi vừa hết tên của Wilhelm, mọi người nghe tiếng một mũi tên bay từ phía đông bắc tới cả mọi người con này. Tưng. À, vậy xem nào. Lan nó nhận 4 đam. Oh my god. Biết sai. Rồi, 4 đam. Mọi người thấy là có vẻ là lấp ló ở một cái đỉnh tòa nhà, một cái căn nhà lụp sụp bên này có một ai đó đang đứng. Hiện tại sẽ để cái token này đến tên của Eruma. Eruma di chuyển lên trên chỗ này rồi sử dụng kêu Thunder Wave này vào cái khu vực. Thunder Wave là một cái vùng không gian khá là lớn đánh lan. Bạn muốn quay vào đâu? À rồi, ok. Vậy thì con rối của Eno cũng phải lăn một cái concept. 13 đam, con này sẽ ăn nửa đam 6 và con này sẽ ăn tổng đam. Eruma muốn miêu tả cái đòn đánh của mình không? Cái đòn Thunder Wave trông như thế nào? Một đòn Thunder Wave, Eruma lấy cái đèn ra đánh hợp âm và T6 rơi xuống một khá là rộng và đánh trúng ba con, đánh trúng hai con này và đồng thời trúng cả con rối của Eno. Ok. Con này bị đẩy ra nhẹ hơn một tí. Con này khi mà vừa bị đẩy ra và
có vẻ là các cái hình bóng của nó khi mà được quấn lại bởi các cái sợi dây leo và nó toác hết ra. Đam thì đã đủ, nó chết rồi. Còn con này thì vẫn đang đứng bình thường. Con rối cũng nhận 13 đam, đã trừ. Eruma muốn làm gì tiếp không? Intelligence. Không đủ. Lemongrass. Lemongrass là bắn tên vào con này. Bảy trượt. Lemongrass muốn làm gì nữa không? Lemongrass có cái fighting style archery không nhỉ? Hay là fighting style nào? Có archery. Nên là nhỉ. Nó không cộng sẵn vào thôi là rồi. Để sao? Nhưng mà cộng thêm 2 là vẫn trượt. Intelligence chưa đủ. Quay lại đến đầu tơ con này, mọi người lại thấy các cái cành cây của nó nối liền vào nhau một chút và nó hồi một ít máu. Lần này nó sẽ quay sang đánh Wilhelm. Vậy là trượt. Con goblin lăn lộn một hồi. Còn bên này thì đánh Eruma. 15 có trúng Eruma không? Có vẻ là trúng. So sánh với giáp của mình nhé, Eruma tự nhìn xem thế nào. Dạ trúng. Đúng rồi. Vậy thì em sẽ nhận 6 đam. Eno. Eno có đây không? Bạn đang mute mic. Sorry, mình mute mic. Mình dùng intelligence check nó trước đã. Cộng 1. Okay. Rồi mình có một free action là detect và connect vào một con rối khác. Thì mình detect con này đi. Thì bỗng mọi người nhìn thấy cái con người lùn như đổ sụp xuống, như không còn sức sống nữa. Rồi mình di chuyển sang bên đây và mình kết nối với con rối bên đây và nó action đây. Và nó sẽ cầm một cái whip và nó tán vào con rối bên cái con cây phía dưới pin hand. Ok, quạt đi. Tổng 5. 23 trúng. Rồi, D4, tổng 3. 4 đam. Nhiều nát 1 nha. Đó, mình đã quay trở lại đó. Cái này, không, cái đam thì nó không tính là nát 1. Chỉ có 1 của cái D20 mới gọi là natural 1 thôi. Thì trên là cũng có. Ok, và con rối của Eno vừa đứng dậy và quật vào người của con cây bên này. Eno có làm gì nữa không? Bạn đang mút mic. Nếu không thì Vasna. Đang khá khó nghe cô Vest nói gì. Hình như là intelligence trước. Ok, bạn biết được một thông tin, có thể muốn tìm hiểu cái gì về con này. Máu của nó mọi người đã biết là khoảng 30. Người khác có thể suggest xem muốn biết gì. AC giáp. Rồi. 12. Ồ. Vasna muốn gì, làm gì trong tên của mình? Nếu mà bây giờ em dùng giáp. Đúng. Do sinh phẩm giáo phía cái con trước mặt Aruma. Em muốn cố định nó trên tóc thì cầm một chiếc theo xuyên qua đi. Hơi khó nghe covers một tí. Chắc là đang miêu tả cái đòn đánh nữa. Không, ý là bây giờ em muốn đánh cái con phía mặt Eruma. À. Anh em nói không? Ok, rất có. À, em muốn cố định nó trên đất luôn thì em thần lân tay nào không? Em muốn cố định nó gì cơ? Nói nào? Em muốn kiểu cố định nó trên mặt đất. Em có thể lăn một cái athletics để bắt giữ nó lại. Em sẽ phải bước lên người cái con rối này. Nó đang nằm dưới mặt đất, không ở đây gì cả. Và con cây này cũng sẽ lăn cái athletics để chống lại em. Ai cao hơn là thắng. Em đã bắt giữ được con cây này. Em phải dùng một tay để giữ người nó. Cái này sẽ là action của em. Bonus action thì hiện giờ là chưa dùng được. Giữ nó lại. Wilhelm. Từ nãy giờ em có skip Lemongrass không nhỉ? Không, bình thường. Không. Wilhelm. Wilhelm dùng một bonus action để cast Divine Favor. Ok, một. Thêm đam cho vũ khí của mình. Mọi người thấy là cái vũ khí của Wilhelm sáng lên một màu vầng quang màu vàng. Sau đó dùng cây Crystal chém một phát vào con trước mặt. Ui giả, 13 cộng 3, 16. Sau khi cầu nguyện để cho cái vũ khí của mình được có vầng hào quang, Wilhelm như là có được một cái nguồn inspiration mới, vung kiếm. Một cái phần tay của cái người mà cái cây này đang bám vào, cái xác của cây này đang bám vào, nó đứt lìa ra. Wilhelm có muốn di chuyển đi đâu không? Không, Wilhelm kết thúc lượt. Mọi người thấy là cái bóng người từ phía này lại có một cái mũi tên bay đến. Mũi tên này vuốt gió và mọi người thấy có một cái ánh sáng vàng đỏ, vàng cam lại xoẹt bay trong không khí. Khi mà mũi tên găm vào người con này thì nó mọi người sẽ thấy là trên mũi tên đấy có vẻ là được đốt lửa. Và khi mà găm vào người con này, lập tức nó nhận 8 đam. Và các cái cành cây của nó, cái chỗ đất, các cái chỗ mà bị đứt ra là nó bắt đầu cháy.
chứ không có dấu hiệu bắt đầu liền lại nữa. Eruma. Eruma di chuyển ra sau này và dùng cái healing word lên chính bản thân mình. Ok, con này đã dùng phản ứng từ trước rồi để đánh Eno nên là không đánh được Eruma nữa. Rồi sau máu. Sau máu, rồi. Không dùng hành động làm gì không? Eruma sẽ roll cái intelligence. Ừ. Không thể biết hai thông tin về con này. Sau giáp 12. Eruma kết thúc lượt của mình. Lemongrass. Lemongrass hả? Hoàng, sẽ đang muốn mic. Hoàng có chat là nếu không thấy tôi nói gì thì cứ tiếp tục. Ừ. Nó sẽ tạm thời cho Lemongrass bắn một cái cung nhé. Và chắc là Lemongrass sẽ làm như vậy. Chúng sẽ cho Lemongrass miêu tả đòn kết liễu con này sau. Và người biết là mũi tên xuyên người nó và nó ngã xuống. Không còn trong turn order nữa. Ăn goblin. Rất cố gắng. Mọi người thấy là con cây này đến đầu turn nó, các cái cành cây không còn liền lại nữa. Nó không hồi máu nữa. Vẫn đang cháy. Và vì Vasni đang giữ chặt nó lại. Nên là nó sẽ cào vào người Vasni. Chứ không di chuyển được. Có vẻ 22 là trúng. 8 đam. Eno. Mình lại đi về hướng bên đây. Mình ngắt kết nối con rối này, điều khiển con rối kia. Thì con rối hình người đổ sập xuống và con rối kia lại tiếp tục hiện thân lên. Ừ. Rồi con rối này sẽ lui qua bên tay trái hai ô. Rồi tiến hành firebolt vào cái con kia. Cắt một cái phép firebolt, chặt hai con dao lại và tạo ra một tia lửa, mũi tên lửa. Ừ. Trúng. Trúng, gần đạp. Firebolt. Firebolt đam bao nhiêu? Đam 10. Đam 10. Không cộng đúng không? Không cộng. Wow. À, đam. Rồi mình dùng intelligence check nó. Rồi mình muốn tìm hiểu là cái weakness của nó. Hello. Weakness. Weakness của nó ý là kiểu loại đam đúng không? Ừ. Đam mà nó sẽ bị yếu nhất. Ừ. Các loại đam. Bạn có thể thấy ngay là khi bắn firebolt đam nó ăn rất nhiều. Nhiều hơn dự tính ban đầu. Gấp đôi. Yeah, weakness của nó là fire. Và nó tiếp tục cháy. Rồi mình không làm gì cả. Vasna. Hôm nay thì dùng cái Divine Smite. Ừ, phải đánh trúng đã mới Divine Smite được. Vậy là em còn một tay thôi sao? Đúng rồi, 13 trúng. Em có dùng, có định đã định dùng Smite không? Hay là không dùng? Có. Lăn thêm 2D8. Cạch chéo R cách 2D8. Ok. Vasni muốn kết liễu con cây này như thế nào? Miêu tả đầu kết liễu. Khi mà Vasna bổ cái Warhammer xuống và từ cái chỗ bổ đấy có vẻ là cái cũng là một cái vầng hào quang màu xanh lá rực lên như là tiếp thêm năng lượng bố này. Và từ cái chỗ bị đập xuống cái con cây này cả cái xác người nó đang điều khiển đổ dạp xuống và mọi người thấy là từ cái impact nó đất nó cũng lún xuống luôn, nó nằm bẹp dưới đất. Như vậy là có vẻ như là không còn kẻ nào hostile ở xung quanh, thủ địch ở xung quanh. Ta sẽ tạm tắt cái turn order này đi. Mọi người nhìn xung quanh, vài cái xác người vẫn ở đó với những cái cành cây đang quằn quại trong lửa. Ồ, là mấy cái điểm mà hồng hồng đó hả? Là cái con này bị đốt thôi. Các cái điểm hồng hồng kia có vẻ là bạn nào viết vẽ nhầm vào đấy. Rồi mình sẽ quay lại về cái hướng người chấm hỏi kia. Mình nói xin chào, có vẻ ai ở đó vậy? Có ai ở đó phải không? Hoàn ra toàn đi chứ đừng... Hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng mà vẫn có vẻ thấy một cái bóng lấp ló ở đây. Có thể đó là cái người mà nãy giờ điều khiển mấy cái con này bằng mấy cành cây. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tại vì người đó đang cố gắng giúp chúng ta mà. Tôi nghĩ tôi sẽ phải lại đó để gặp người đó. Nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng. Trong khi mọi người đang nói chuyện như này thì Wilhelm có dùng Lay on Hand được không? Cái được. Phép heal của Paladin. Wilhelm chạm vào người Vasna và heal cho Vasna. Bao nhiêu máu? Được chọn heal bao nhiêu? Heal đầy cây thôi. Ok, vậy là tổng 12 máu. Trừ 12 từ cái hồ hồi máu của em. Vasna vừa được Wilhelm hồi cho đầy cây máu. Đâu hồi nãy ai mới đi lại cái chỗ của cái người đó đấy? Enon cùng với cái mình Enon thì thu hồi cái con mà mất máu tàn tạ ấy. Lại rồi cùng con của mình Enon đi rồi con đó đi về cái người đó, mình sẽ đi về hướng này nè. Wilhelm cũng sẽ đi cùng với Enon nhưng mà lên đây và trói anh Goblin kỹ lại hơn. Ê, biết là tao mà dụng, tao mà cử được chó tao giúp được bọn mày mà. Wilhelm rút con dao găm trong túi ra và hả đe dọa.
cho nó im miệng. Sau đó phóng mắt và nhìn về hướng Enon chuẩn bị để có gì nhảy tới trợ giúp. Khi mà Eno, con rối của mình và Wilhelm bước đến, nghe có tiếng dừng lại, chỉ ở đó thôi. Vâng, chúng tôi chỉ ở đó thôi và mình đứng yên lại. Tài thiện xạ của ông quý ông đây thì chắc chắn sẽ phải tưởng tượng rồi, tôi không phải được đâu. Người đến đây mục đích gì? Chúng tôi đến đây để tìm loài hoa bim bim. Tôi thấy có vẻ như ngôi làng này bị tấn công nhỉ. Ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Hoa bim bim tìm. Định làm gì với nó hả? Thực ra thì tôi lại không phải là trưởng nhóm này. Người trưởng nhóm thì có vẻ nắm rõ thông tin về nhiệm vụ nhiều hơn. Nhưng cơ bản thì tôi đang tìm cho một anh thợ rèn ở trong ngôi làng gần đây. Vậy là lấy hoa mang về đúng không? Đúng. Làng từng có người trồng hoa đấy. Giờ cũng di tản hết rồi. Di tản á? Chuyện gì đã xảy ra vậy ông? Tôi có biết, tôi hãy biết được tên của ông không? Tôi là Enon đến từ phương Đông xa xôi. Rồi, phương Đông. Ta cũng chả quan trọng lắm. Quan trọng là nó nghĩ các người ông nên rời đi. Đây chỉ toàn cây cối và những cái xác bị cây điều khiển. Là ta cũng không cứu mọi người lần nữa đâu. Có vẻ là các người cũng có chí vỗ vẽ đấy. Ta ở đây chỉ xem là có dân thương gia nào đến nhầm vẫn lại đến làng không. Xua họ đi thôi. Wilhelm đến gần Enon và cố gắng thuyết phục. Thuyết phục về cái gì, như thế nào? Cố gắng thuyết phục ông ấy. Như ông cũng thấy đấy, chúng tôi đến đây không phải để gây chiến với ông hay là để đe dọa các ông gì cả. Trời cũng sắp tối rồi, tại sao chúng ta không hả? Kiểu tại sao không cho chúng tôi ở lại đây một đêm? Chúng tôi cũng vừa mới bị tấn công xong, chúng tôi không gây hại gì cho ông cả. Ông có thể thấy đấy. Việc ở lại hay không là việc của các người. Ra đi. Dân làng ở đây người ta di cư hết về ngọn núi phía tây rồi. Chỗ này cũng chẳng an toàn đâu. Ta chỉ có ở đây vì ta là người có thể đi lại trong rừng khá thạo, còn qua lại làng để xem có thương gia nào hay là ai đi đến làng không, để còn thông báo tình hình họ sớm rời đi. Không biết là, ta không nghĩ là ta sẽ giúp được các người nhiều hơn đâu. Cậu ấy có vẻ là cái thanh niên này ló mặt ra từ phía đằng sau cái mái nhà hơn, nhưng mà vẫn đang đứng bên trên đấy. Mọi người thấy là một, có vẻ là một thanh niên da ngăm ngăm với mái tóc hơi vàng khá là bẩn của mình, và có vẻ là một wood elf. Đồng hương, đồng tộc thế nhỉ? Đại, ai nói đi nhỉ? Ai Enon nữa? Enon okay. Cởi mũ cái mũ chùm ra và nói, tôi cũng là một wood elf đây. Wood elf. Thế bản làng của cậu đâu? Thì tôi đã bị thất bại khỏi vậy đàn cũng từ rất lâu rồi, cũng được 200 năm rồi. Vậy à? Vậy cậu nghĩ thế nào về cái lối sống ở trong rừng? Cậu còn có sự kết nối được với rừng cây, với thiên nhiên không? Tôi không còn với điều đó nữa. Tôi đi chu du khắp nơi. Bây giờ tôi là một con khách greener, mang những câu chuyện và truyền đó đi khắp nơi nữa, khắp mọi nơi. Vậy anh cũng không thể thêm cho chúng tôi thông tin gì về cái lũ người cây này. Vậy còn chuyện gì mà khiến cho người dân làng ở đây phải sơ tán đấy? Bạn nghe nói 5 tháng trước thì ngôi làng này vẫn khá là nhộn nhịp mà. Có vẻ như là gần đây, tầm 1 tháng gần đây, có cái thế lực gì đấy khiến cây cối trở nên sen thiền, có trí khôn hơn. Chúng bắt đầu như có sự sống mới vậy, hành động quấy phá ngôi làng. Ở phía nam ngôi làng đấy, chắc là các bạn cũng có nhìn qua rồi, có nhiều dấu vết xô xát. Đấy đều là chỗ các chỗ rậm rạp cây, các cành cây quật xuống vào các cái ngôi nhà. Và sau rồi khi mà có người chết thì chúng nó lại quấn vào người, lấy cái hình dạng đấy để làm như một cái bộ xương để mình điều khiển. Thật đáng quan ngại. Mọi thứ quan ngại sao? Tôi thấy cậu có vẻ cũng thuộc vào loại dùng ma thuật điều khiển những con rối. Đúng. Phải chăng cậu là một người cũng theo loại nghệ thuật phá ám này? Nhìn ánh mắt viên đạn. Tôi dùng chính năng lực sinh sống, sự sống của tôi để tạo ra sợi dây con rối này, và tôi chỉ điều khiển nó theo các cấu trúc cơ khí mà tôi chế tạo con rối này ra. Đây, trình diễn cho ông xem. Đó, mình đưa một sợi dây và mình mở lồng ngực con rối kế bên mình, nó mở lồng ngực nó ra, thấy được cơ khí trên sợi dây nó đang điều khiển chạy nó bên trong. Nó là công nghệ và khoa học chứ không phải là chỉ đơn thuần là phép thuật đâu. Người có thể gọi nó là bất cứ cái gì, nhưng đó vẫn là điều khiển một cái xác, phải không nào?
Nhưng không sao, ta không ở đây để bàn chuyện về cái gì là đúng, cái gì là sai. Đấy, công việc của ta đến đây là hết rồi. Cảnh báo mọi người về cái sự nguy hiểm của khu rừng quanh đây. Thật là đáng tiếc mọi thứ đã xảy ra như thế này. Nhiều người cho rằng là có một cái thế lực của thần linh gì đấy quá mệt mỏi với loài người khai thác thiên nhiên nên đã cho đổi trắng thành đen để loài người thành thứ bị săn đuổi. Xong cậu thở dài một cái. Biết đâu do đó là của cái loài hoa bềm mẹp tím nó đang bảo vệ bản thân nó. Ta thì không tin được đấy. Ta nghĩ là có sự kẻ đứng sau việc này. Có kẻ đang giống như cậu bạn kia vậy, điều khiển những con rối này. Con rối nhưng mà ở một tầm cỡ lớn hơn, cầm cỡ thiên nhiên. Nó mượn tay thiên nhiên làm việc ác. Đấy là không thể chấp nhận được. Trong thời gian ở đây thì ta cũng có theo dõi. Có vẻ như là có một cái khu vực ở phía bắc ngôi làng không có cây cối nào đả động đến. Có thể đấy là khu vực an toàn, có thể đấy là khu vực của người điều khiển chúng. Nhưng mà vì có mỗi một thân một mình cũng chưa, tao cũng chưa đến bao giờ. Chưa quá bén, tao dám bén mảng. Ông có muốn tham gia vào nhóm bọn tôi không? Nhiệm vụ của ta, của trưởng làng ra, vì ta là người có khả năng, vẫn phải ở đây canh gác và cảnh báo cho những người đi bước, dạo bước đến đây. Ta nghĩ ta phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng nếu mọi người đã có thì muốn tìm hiểu đến tận cùng thì có thể đến đó. Rồi cậu bắt đầu ngồi xuống trên cái nóc nhà này và nhìn lên với trời, sắp tối rồi đấy. Vì em ra hiệu cho cả nhóm tập hợp lại và cùng thảo luận về những thông tin mà mình đã có được. Mọi người đã tập hợp lại quanh cái xe chỗ cũ cùng với bác phu xe, lại chui từ trong một chỗ trốn nào đấy ra. Bác này luôn tìm được các chỗ trốn rất là tốt. Wilhelm nháy mắt với bác phu xe một cái. Đánh xe cho mạo hiểm giả mà thành nghe rồi trốn. Và Wilhelm bắt đầu kể với Eruma, với Vasna và với Clemenrath về những thông tin đó và hỏi ý kiến mọi người như thế nào. Có ai, anh Hoàng hay là có ai cần tóm tắt lại những cái thông tin vừa rồi không? Tại một đoạn khá dài, có thể không biết là mọi người có ngồi đây không? Nghe được mà. Ok. Bắt đầu Wilhelm sẽ hỏi mọi người là chúng ta có nên đi lên khu vực không có cây cối như theo lời anh F đó nói không, hay là chúng ta đi thẳng lên to làng để hoàn thành nhiệm vụ. Có vẻ Wilhelm nghe hơi bị mất thông tin một tí. Không phải là không có cây cối, vẫn có, nhưng mà cây cối ở đây không hostile, không không kiểu sống lại. Biết đâu là cái làng này nó vô tình nằm trên cái, nó vô tình cuốn vào cái sự việc là thôi. Nhưng mà mình cứ đi theo cái nhiệm vụ của mình là đi tìm cái hoa bềm mẹp tím này, chắc là sẽ, nếu mà không đụng vào cái đám cây này nữa thì tốt, nếu mà vẫn đụng thì lúc đó mình hẳn tìm hiểu sau. Ý kiến của Eruma, ý kiến của Eruma với lại Vasna như nào? Về vấn đề này lớn hơn là việc chúng ta có thể giải quyết được. Anh hoàn thành nhiệm vụ trước và quay về làng để tìm người. Quay về. Đó, nghe không? Được, nghe được. Dạ. Để tìm nhiệm vụ trước. Vậy thì mọi người quyết định làm gì? Chắc là đi thẳng lên ngôi làng. Wilhelm nghĩ là Wilhelm đi thẳng lên ngôi làng. Hiện tại mọi người đang ở ngôi làng rồi. Thì những cái thông tin mọi người kiếm được là dân làng di cư về ngọn núi ở phía tây. Và hướng, nói chung là hướng đông là hướng mà mọi người đi đến này. Hướng nam là có vẻ là bị tấn công nhiều này. Và hướng bắc là có một cái vùng mà không bị có vấn đề gì. Wilhelm nghĩ là Wilhelm sẽ muốn đi đến khu dân làng di cư. Anh nói thì sao? Cô vớt rồi. Tại vẫn đang có khá nhiều tạp âm ở chỗ em. Xem là có chỉnh được cái mic ở Discord là nó giảm bớt cái tạp âm bên ngoài không? Chỉ có mỗi giọng em không? Những có chế độ đấy, hoặc là không nói thì mút mic. Thì đây là cái đoạn mà mọi người phải đưa ra cái quyết định thôi. Em nghĩ là mình không đi tăng. Tại vì nếu mà
những cái cây này nó thật sự muốn truy sát những tụi kia thì mình đi về hướng đó, nó sẽ nguy hiểm hơn thôi. À, nên tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hai người còn lại ra ý kiến đi rồi mình đi theo số đông Enos và Eruma. Eruma thì muốn đi tiếp nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ của mình, đi tìm hoa bên biệt tím. Có vẻ ba người là quyết định là sẽ đi theo hướng dân làng di cư là về hướng Tây, chứ không đi lên vùng cây cối không hostile. Tôi thì muốn đi làm nhiệm vụ là chính thôi, nhiệm vụ là trên hết. Tôi là một scenario. Vậy là hai người Eruma và Eno là muốn tìm hoa tiếp. Cứ tìm hoa trước đi đã, rồi chúng ta có thể làm luôn chuyện đó sau, hoa nó vẫn sống thôi. Nhưng mà thông tin theo thông tin từ anh F kia thì hoa, người trồng hoa đã di chuyển về hướng di cư rồi mà. Chúng ta đi theo hướng đó thôi. Yep. Vậy nãy giờ mình miêu mic á, mình không biết, mình nói chạy luôn. Yep. Okay. Có vẻ là cả tổ đội quyết định là đi theo hướng dân làng di cư để tìm hoa tiếp. Ok. Người quyết định đi về hướng Tây, hướng này thì không có đường lối gì mà là toàn đi vào bụi rậm, nên là xe sẽ không thể đi được, chỉ có cùng lắm là ngựa dắt theo thôi. Và bây giờ là khoảng gần 5 giờ, mặt trời cũng xế rồi và trong rừng có nhiều cây thì trông càng tối hơn. Mọi người có muốn tiếp tục di chuyển về hướng Tây không? Không có xe phải đi bộ. Đây mình lát thì không quan tâm lắm, anh ở trong rừng khá là lâu nên... Nếu mà rừng mà không có xe, chúng ta là không cái... Có ai biết từ đây đến ngọn núi mà chỗ dân làng đó là cách bao xa không? Bao nhiêu ngày đường không? Chúng ta đã hỏi, chúng ta chưa biết được thông tin từ anh F kia đúng không? Dùng perception thì nhìn được không? Núi thì nhìn được. Có nhìn được đỉnh ngọn núi không? Anh Thiện ơi. Có thấy đỉnh xa xa, hơi nhô lên một tí từ cái dạng cây ngoài làng phía Tây. Đỉnh đường không? Lại nếu mà đi bộ thì chắc lại mất khoảng ngày. Ôi, đi ông ạ. Vì có vẻ là cái dân làng đến ngọn núi là để ra khỏi cái rừng luôn. Bây giờ là... mọi người cũng có thể đi. Nếu đi liền thì không được đúng không? Được chứ. Nếu đi liền, mọi người sẽ đi xuyên đêm. Yep, nhưng mà thay vì mình cam là lúc này thì nguy hiểm. Đi trong đêm, đi vào rừng. Nếu mà bây giờ ông cam lại thì có khả năng là mình bị cấm đi một lần nữa. Tại vì mình vẫn còn đang trong rừng. Phía bắc ngoài làng đi. Từ đây đến chỗ đó thì bao xa? Tầm một ngày. Không, ý là lên phía bắc, lên cái vùng cây cối không thù địch. Nếu mà mọi người hỏi cái anh Wood Elf này thì anh sẽ trả lời là đi lên phía bắc, cái vùng đấy tôi cũng có quan sát được. Đi mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, 2 kinh, đi trong rừng, đi bộ. Okay. Thế mọi người di chuyển lên đó trước nhỉ? Chúng ta sẽ nên lên trên rồi cắm trại ở đó, an toàn hơn. Chắc nha. Ít nhất là sẽ không có những cái loại cây như thế này. Vậy thì chắc mọi người quyết định như thế xong rồi. À, mọi người là tốt nhất là nên đi xung quanh xem có bông hoa bim bim nào xung quanh đây không để cái nhiệm vụ sớm hơn. Đúng rồi, đúng. Mà trong nhiệm vụ là bao nhiêu bông á? Có ai có tờ nhiệm vụ không? Không, chỉ cần tìm được thôi. Dạ. Tìm và trích xuất cái kiểu cái gì nhỉ? Gọi là hái mang dầu, cái tinh dầu của nó trích xuất được là... khoảng 5-10 lọ chứ không? 10 lọ thì nhất cũng phải tầm 10 đến 20 bông. Cho nên là tốt nhất là nên kiếm được cái người trồng nó và vào được cái vùng trồng trọt của nó và thu hoạch đúng không? Vậy bây giờ tóm lại mọi người lên phía bắc trước nghỉ ngơi và bắt đầu đi về hướng làng di cư. Đúng rồi. Rồi, nếu mọi người đã quyết định bắt đầu đi về hướng bắc thì cậu Wood Elf này chúc mọi người may mắn, cậu vẫn ở lại tìm những cái chỗ kiểu lẩn trốn xung quanh thôi. Wilhelm vẫy tay chào tạm biệt cậu Wood Elf và nháy mắt một cái. Cậu gật đầu, vẫn không hiểu cái nháy mắt ý nghĩa là gì. Thì mọi người bắt đầu đi về hướng bắc, mặt trời ngày càng xuống. Khi mà đi vào rừng thì cái khu vực ở ngay bên ngoài làng là vẫn bước vào rừng. Mọi người rồi nào, lăn một cái, mỗi người lăn một cái deck save và một cái wish save. Save và wish. Save và wish save. 20, một phát 20 nữa. Ui giời. 20, 18. Những ai lăn từ, những ai lăn dưới 12 của cái deck save thì ăn 4 đam piercing. Vì các cái dây leo có gì đấy đâm vào mọi người ở trong cây, từ ở trong rừng đâm vào tấn công mọi người. Đấy là deck save dưới 12 thì ăn 4 piercing damage, nói chung là 4 đam. Còn wish save dưới 12 thì ăn 2 psychic damage. Có một số cái bụi phấn, phấn hoa ở trong rừng
mọi người hit vào thì ăn emotional damage. Để mình trừ mình còn 17 máu nhá. Mình fail cái quiz rồi. Ok. Oh my god, trừ 17 là XD. Nhầm. Mọi người tự trừ vào máu mình nhé. Ai mà fail dex thì lấy 4 dam, ai mà fail wish thì lấy 2 dam, fail cả 2 thì là cộng vào. Kết quả vừa rồi phát vừa được 20 vừa được 1 chưa? Rất ảo. Mình mát luôn, mình mát. Đây gọi là lên voi xuống chó. Khi mà mọi người đi vào rừng được một cái đoạn nữa thì bắt đầu có vẻ các cái cây cối thù địch hơn, ít tấn công hơn. Và đi một lát nữa thì có vẻ là không còn các cái cành cây nào mà cử động một cách lạ thường nữa. Mọi người bắt đầu phóng mắt nhìn những cái chỗ nghỉ. Bây giờ cũng là tầm 6 rưỡi, gần 7 giờ. Thì nhìn xung quanh với cái passive perception để check mọi người phận. Lemongrass thấy là ở phía xa có vẻ như là có một cái ánh sáng le lói gì đấy, như là từ một cái cửa sổ. Và nhìn kỹ về cái hướng đấy thì có vẻ như là một cái căn nhà nhỏ về hướng bắc thêm một chút nữa. Căn nhà này ở một chỗ khá là quang cây, mà xung quanh đang có nhiều các cái bụi cây thấp chứ không phải là rừng cây rậm rạp. Ta sẽ đi kiểm tra chứ. Khi mà nếu mà Lemongrass đến gần thì nhận thấy rằng có vẻ là cái khu vực quang cây này nhiều các cái bụi cây nhỏ hơn, nhiều các cái như là vườn hoa. Và ở giữa là một cái ngôi nhà nhỏ trông cũng khá là ấm cúng, có để đèn ánh nến bên trong. Để còn đi lại gần đấy không? Wilhelm thì muốn đi theo rồi đó. Để copy mọi người xem. Mình theo mọi người thôi. Để gõ chắc thôi. Mọi người có muốn nhìn mọi người nhìn qua cửa sổ trước hay là gõ cửa? Kiểm tra xung quanh cẩn thận trước. Mấy ngày gần đây mình tấn công khá là nhiều nên mình lại điều khiển ra con mèo, triệu hồi ra con mèo và mình sẽ di chuyển nó bằng con mèo. Mình dùng một kỹ năng ở level 1 của mình, đó là sense, có nghĩa là mình sẽ truyền cái giác quan mà các ability feature của mình vào con rối của mình điều khiển. Thì bây giờ con mèo nó khả năng có dark vision của mình rồi, mình cũng sẽ có cái khả năng skin smell của con mèo ngược lại cho mình. Thì bây giờ mình điều khiển con mèo để mình xem con ngôi nhà như thế nào. Người đi qua thì như gần giống thế này nhưng mà trời tối hơn. Có một người đi qua một cái cầu nhỏ, qua một cái con suối róc rách. Xung quanh là các cái cây hoa trồng, có vẻ là chăm sóc cẩn thận. Nhìn xa xa thì có tiếng của một vài con động vật, mà không có vẻ là đi hướng về phía chỗ mọi người hay là cái ngôi căn nhà nhỏ này. Nếu mà mọi người đến gần thì để ngó vào chỗ cửa sổ, hoặc là điều khiển con mèo để ngó vào cửa sổ, thì có thể thấy là ở bên trong khá ấm cúng, có một cái tiếng humming, kiểu hát nhỏ nhỏ của một người phụ nữ. Rồi mọi người tính làm gì? Thông tin này mọi người đã được Enos cho biết chưa? Cho mình sẽ không nói dấu. Khi nào mình nói dấu mình sẽ nói dấu. Thì mọi người tính làm gì? Em sẽ muốn đi lên và gõ cửa. Lùi ra phía sau một đoạn, đầu nhất. Có vẻ Wilhelm sẽ đi lên và gõ cửa căn nhà đó. Cố gắng dùng perception để nói chuyện với chủ nhà. Thuyết phục. Nhưng mà Wilhelm gõ cửa, bục bục bục, đợi khoảng 2 giây thì nghe thấy một tiếng giọng của một người có vẻ là phụ nữ trung niên. Ai đó? Chúng tôi là một gì? Nói đi. Sorry, cứ nói đi. Chúng tôi đến từ cái làng mình đi là cái gì? Như vậy đi, chúng tôi nhận nhiệm vụ ủy thác đến tìm một bông hoa. Sau khi đi tới ngôi làng ở phía nam thì chúng tôi phát hiện là mọi người đã di tản hết rồi, và có một anh work ép đã hướng dẫn chúng tôi lên đây. Vậy à? Rồi mọi người thấy là cánh cửa được mở ra, kéo có một bà trông tóc có vẻ cũng lấm tấm bạc, nhưng mà trông dáng người thì vẫn có vẻ là nhanh nhẹn một bát, mà mở ra nhìn mọi người trên xuống dưới. Mọi người đến từ ngôi làng ở phía nam đó hả? Dạo này không thấy nhiều người từ ngôi làng phía nam đến thăm chỗ cô nữa. Thật là quý hóa quá. Chắc là cũng muộn rồi, mọi người vào làm cốc trà. Mình có thể check inside được không? Bạn muốn tìm hiểu điều gì? Check inside về coi cái lời nói của bà này có là như thế. Ok. Inside, hình như mình không có. Cứ dùng đi. Được rồi. Nát một kìa, các bạn cá nát một nào.
Tuyệt vời. Tôi tin tưởng cô gái này 100%. Tôi không mấy mấy nghi ngờ gì cả. Ôi. Ừ, anh dùng inside tiếp được không? Ôi rồi, từ từ để kéo lại cái hình gì. Đó. Oh, rồi inside đi. God. Và nhiều trời, tôi rất thích uống trà. Inside có vẻ cái cô này cũng là một người khá hiếu khách, và nó là đúng là lâu nay không có người đến gặp cô, trông thì mọi người cũng có nhìn mọi người một lúc cũng có vẻ là hơi quan ngại về những cái thứ vũ khí mọi người mang theo, nhưng mà có vẻ vẫn nói theo cách lịch sự, phép lịch sự. Em cũng roll cái inside đó. Eruma tỏ ra rất là cảnh giác và không hề tin tưởng người này một chút nào. Hãy tin tôi đi. Vì đã xảy ra rất là nhiều chuyện trong rừng rồi, biết đâu đây cũng là một kẻ xấu đang giả dạng. Eruma. Vasni chắc. Ok, Vasni cứ nói đi chơi đi. Vasni sẽ hỏi về cái việc là cô có biết rằng là ngôi làng bị tấn công hay không? Rồi Eruman trước nhé. Eruman nhận thấy là cái cô này có vẻ có một gì đấy, những lời nói của cô là không đả động gì đến việc là ngôi rừng nó đang bị thế nào cả. Và khi mà Vasni hỏi gì nói lại được không nhỉ? Nói về cái chuyện là vì sao mà người từ làng phía nam không tới nữa, thì mà cô hỏi vì sao người từ làng phía nam không tới nữa, thì Vasni kể câu chuyện là ngôi làng nó bị tấn công và tất cả mọi người bị có một vài người bị giết, thì sau đó mọi người di tản. Thì cô ấy bảo rằng ôi vậy à, có vẻ như là cô ở đây cũng chẳng biết gì cả, thấy lâu lâu rồi không có ai đến trao đổi, không đến ai đến mua hoa chỗ cô nữa, thật là kỳ lạ. Em roll thêm inside được không? Được. À, bấm nhập. Wow, càng 22 đó. 20 kìa. Rồi con người có nhân phẩm không? Mọi người thấy là cả Eruma và cả Vasna sau khi nói một câu xong kiểu mắt viên đạn nhìn cô này. Cô thì mọi người mà đứng ngoài rồi thấy thật là lạnh lẽo quá, nên cứ làm cốc trà đã rồi kể cho cô rõ thêm là các cái mọi người ở trong làng giờ sao rồi, có tổn hại gì về người hay tài sản không. Cô cô Jenny chủ quán trọ không biết là dạo này thế nào. Vậy mọi người có đi vào nhà chưa? Eruma vẫn cố thuyết phục mọi người đừng vào nhà. Nhưng Enon vào rồi. Có Enon vào rồi nhá. Bên em vẫn đang lượn. Yes. Bên đây vẫn đứng đằng sau mọi người. Eruma, dù mọi người có vào thì vẫn nhất quyết đứng ngoài chứ không muốn vào. Thế thì bác xe và xe bảo thế thì cậu đứng ngoài trông Ray gọi định con ngựa giúp tôi nhá. Okay. Chắc là tôi ngồi nghỉ chân đi à. Thanh niên Goblin thì lại lắc đầu, có bỏ cái bịt miệng ra xem thanh niên nói gì không. Thì mình gắt lại đá cho nó phát không rảnh như mấy người kia. Lăn lộn trên đất. Lăn ra cái chỗ cây okay này. Wilhelm sẽ đứng đây và thảo luận với mọi người về việc có nói về cái chuyện chúng ta đang tìm bông hoa bìm bịp tím cho cô chủ nhà hay không? Thảo luận với Eruma, với Clemonrad, với Vasna. Tại vì Enos đến thì Clemonrad muốn nhìn thử vườn xem có bông hoa nào không. Eruma thì chắc chắn là không nên cho người này biết rồi, bởi vì người này vẫn chưa đáng tin lắm, giống như có một đang giấu gì đó khỏi mình. Eruma muốn kiểm tra xem trong vườn có bông hoa bìm bìm không được không? Có thể nhìn mất một lúc và cũng thấy được có rất nhiều cái loại hoa ở đấy, cũng có một cái chỗ là có hoa bìm bìm tím. Có lăn một cái gì cho nó rõ ràng hơn không ta? Có thể lăn investigation. Ai có intelligence cao? Tên một cái nature đó. Rồi cũng được. Trong quá trình đó chắc mình ngồi uống trà với bà lão nhỉ? Để ngỏ cửa cho những người mà thăm thú vừa lúc lẫn sốc sâu vào. Eruma đứng cạnh cửa sổ để nhìn vào quan sát Eno và bà già. Dùng cái siêu nem nét thôi. Nhìn Grippy đứng bên cửa sổ. Người ở ngoài Eruma đứng cửa sổ cái gì? Vasna đi tìm chung với Lemon Crash. Thằng ra chỗ vườn hoa. Wilhelm sẽ lôi con Goblin này lại gốc cây và cho nó chặt hơn nữa. Eno có muốn nói chuyện gì với cô này không? Cô ấy thì Eno đến cái bàn này cũng khá bé thôi, chắc là ngồi được khoảng 4 người, cũng
cô mang vào trong bếp. Một lúc sau cô mang ít trà ra, mùi khá thơm, có vẻ như là mùi hoa nhài. Bây giờ cháu bảo là mọi người trong làng di tản hết, có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Cháu cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ cô có biết gì về loài hoa bìm tím không? Oh, hoa bìm bìm tím à? Cô có trồng một ít hoa bìm bìm tím ở ngoài đó, trong vườn hoa của cô. Ồ, vậy cô ở đây cô có bán chúng không cô? Tại con cũng đang cần một vài bông giống như vậy. Có, cô thì cô hay thích là đổi trác hơn, chứ cô không thích giao dịch bằng các cái tiền. Tại vì là cô cũng có mấy khi ra ngoài đâu mà, tiền để nhà cũng chả để làm gì. Cô thích những thứ mà thực dụng hơn tí. Ồ, vậy cô thể đổi như thế nào? Tại con cũng đang cần bằng này quá. Đổi à? Thế thì bọn con có mang những gì đến đây? Có cái gì mà con nghĩ có thể giúp cho cô già neo đơn ở một mình chỗ nơi này không? Cái gì nhỉ? Để xem nào. Hiện tại con có những thứ như, thứ nhất là có một bộ công cụ để làm gỗ này, wood cover, rồi trang phục, rồi vài con nến. Chê nến rồi, mấy người kia bên kia cái gì nhá? Chê nến cô có cần dùng nhỉ? Cháu có 5 chê nến đây. Nến thì cô cũng nhà cũng tự làm được khá, lấy sáp. Lấy sáp là... cây để đốt nến. Thế cô có cần đến cái món đồ gì không thì để tụi cháu có thể đi kiếm món đồ về cho cô. Em nào, cô thì thì cô nghĩ dạo này cũng là hơi hiếm người qua lại nên là tự hỏi nốt tí Vasna có làm gì bên ngoài cùng Wilhelm không nhỉ, hay là Demon Grass không nhỉ? Có, hồi nãy Vasna có nói là đi tìm hoa chung á. Đi tìm hoa chung với Lemon Rush. Có thể làm cái nature của investigation. Con đi pet đi. Wow. Những con người có nhân phẩm tốt. Wow. Mình có thể nói cho Vasna biết là hoa bông hoa đấy hình dạng như thế nào. Vasna có thể tìm kiếm được cái bông hoa có vẻ là đúng chính xác những gì mọi người cần ở một cái vùng trồng nó ở hơi giữa cái vườn một tí. Wilhelm sẽ đi lại gần Lemon Rush và Vasna xem, trao đổi thông tin xem có tìm được bông hoa ấy chưa. Sao rồi, hai người tìm sao rồi? Wilhelm đang hỏi Lemon Rush với Vasna là hai người đã tìm thấy bông hoa ấy chưa. Thấy được đúng không? Đó, thấy. Có vẻ như bông hoa này khá giống trong mấy quyển sách mà tôi đã từng đọc, có vẻ chính là nó. Mọi người đã thấy loại hoa đấy, có vẻ là có cả một cái khu vực trên mặt đất là trồng luôn, khá là nhiều. Để xem nào, có vẻ chúng ta phải đánh cược và vào trao đổi thử với cô chủ nhà rồi. Lemon Rush với Batman hay sao? Lemon Rush chuẩn bị nép bên cửa sổ này để phòng bất chắc, để hai ông kia vào. Batman hay sao? Mình không biết DM làm mấy bạn chuyện gì ở cam trước mà sao cam này mấy bạn cẩn trọng thế. Ông kia đây bên này, tôi đây bên này. Bạn vô đi, mình đứng ngoài cửa canh chưa? Wilhelm để lại một cái nháy mắt cho hai người và đi vào. Những cái nháy mắt của Wilhelm đầy ẩn ý. Wilhelm, bạn mặc giáp cũng vào rồi. Các bạn thăm thú vườn có vui không? Thực ra là chắc trời tối nhìn cũng hơi khó một tí. Cô trồng nhiều hoa lắm. Cháu có thể thấy khu vườn của cô cũng khá đẹp. Và bụng cháu cũng đói rồi. Có vẻ bụng cháu cũng đói rồi. Kỳ. Miêu tả sao ta? Lấy tay so bụng. Lấy tay so bụng. Cô có thể cho cháu chút gì đó để ăn không? Thế để sẵn tiện có trà đây, vừa rót cho Enoch xong rót luôn cho cháu nhé. Wilhelm vỗ vào vai Enoch thì thầm để trao đổi thông tin kính giữa hai người. Cô sẽ quay lại vào trong bếp lấy bít bánh mì cho mọi người. Mọi người có thể nói chuyện với nhau. Enoch. Yes. Nghe đây. Thông tin. Thì nó mình trao đổi thông tin nhau thì mình biết được những gì mà đã mở nói. Thì tôi tính là biết đâu cô bà lão này, tại tôi thấy bà lão này rất là thật thà, tôi tin tưởng bà hết mình nên sẽ xem yêu cầu của bà lão là gì để mình thể thực hiện không, coi như đây là một cái side quest chẳng hạn. Và khi mà cô đi ra, nếu mà Enoch ngồi xong một lúc thì cô lại giới thiệu là cô Nadi. Cô Nadi lại bước ra, cầm những ít bánh mì cho Wilhelm và bảo
nãy chúng ta đang bàn về chuyện là trao đổi hoa thì đúng. Là không nghĩ là thức ăn nước uống cũng không phải là thiếu, ở trong rừng nhiều hoa quả cô hái cũng ăn được, và các cái đồ tư nhân để sống qua ngày thì cô cũng đủ mà. Nhưng mà cũng nghĩ là dạo này là hơi ít người đến gặp cô, nên là mọi người có thể ở lại chơi với cô ít hôm được không? À, bọn cháu cũng đang cần gấp á cô. Nhưng mà thôi thì cháu có thể biểu diễn cho cô một bài sáo chẳng hạn, được không? À, thế thì tuyệt, còn gì tuyệt vời bằng? Dạ, cháu sẽ diễn một bài sáo, một tay và tay còn lại sẽ điều khiển một con rối nhỏ để mô tả lại cái câu chuyện đó. Mình là trút ra cái con rối này, con rối thật sự bằng nhỏ, bằng gỗ và bằng bàn tay á. Em đi ra chỗ của Eruma và thuyết phục, cố gắng thuyết phục Eruma vào đánh đàn cho cô một bài. Eruma là ba mà đúng không? Những Wilhelm đừng lăn khi mà mình chưa bảo nhé. Vì thực ra là giữa các cái người chơi với nhau, các nhân vật của người chơi thì không nên lăn, mà sẽ là tự thuyết phục bằng qua việc roleplay nhập vai thôi. Nếu mà nhân vật của Eruma mà không muốn vào thì cũng không thể thuyết phục được. Thì trong trường hợp này thì nếu mà trong cái định nghĩa của cơ chế game thì Eruma sẽ đặt một cái độ khó trên trời 999, không thể thuyết phục được, kiểu như vậy. Đó thì mình sẽ vừa biểu diễn một bài sáo và vừa biểu diễn con rối, kể về một cái chuyện hành trình của mình đi khắp nơi, đi đến ở vùng đất Anavin là cái cam đặc biệt. Ăn một cái phi phong luôn. Không tùy, để mà yêu cầu thì mình mới ăn. Để mà yêu cầu vậy. Eruma có vào cùng không? Eruma sau khi vẫn... được sự thuyết phục của Will không? Thì nguyên là vẫn không vào. Nhưng mà vẫn đứng ngay cái cửa ra vào để vẫn nghe được cái gì, điều gì đang xảy ra ở trong. Sau khi mà Enos là làm một bài biểu diễn như thế, cô Nadi ngồi ở một cái ghế ở một bên cạnh bên tường vỗ tay. À, màn biểu diễn, màn kịch thật là hay. Và màn múa rối cũng thật là ấn tượng. Cháu dùng phép thuật ư? Hay là dùng kỹ xảo, dùng kỹ xảo ngón tay? Đúng rồi, cháu dùng những kỹ xảo ngón tay thôi. Khiển rối thông thường mà. Đây, sợi dây khiển rối thông thường ấy. Marionette, chính xác là marionette. Ý diệu quá. Vậy thì nếu mà mọi người vội thì chắc là cũng không cần tất cả mọi người phải ở lại đâu. Nhưng mà Eno, cháu có thể lại ở lại chơi với cô mấy bữa được không? Chắc là khoảng mấy ngày hoặc một tuần cũng được luôn. Tôi thấy chúng ta bỏ bạn mình lại rồi đi được không ta? Được luôn. Được luôn chứ. Ông ấy muốn ở lại mà, ông ấy đang nát một thì đang đi tưởng tuyệt đối. Chúng ta có thể bỏ ông phu xe lại. Vậy cho bác nha. Bác phu xe đang bác phu người ta chúng đi. Bác phu xe đang ngoạm giờ một bánh mì. Ý tôi là đồ ăn cũng ngon đấy, nhưng mà tôi còn phải mang tiền về cho vợ con nhá. Bỏ con goblin lại. Không được á. Còn một cậu goblin là bị trói ở ngoài cây ấy hả? Cậu đấy có tội tình gì vậy? Hai ông nói, còn mấy thằng này, mấy ông này cướp mà còn hai ông nói thôi. Ba người đang trốn mà. Nói đi, ba người đang trốn mà. Bọn cháu chỉ vô tình gặp được cậu ấy trên đường thôi. Một lô đứng ngoài cửa sổ nói vọng vào. Ba đang trốn mà, hai ông nói đi. các bạn của bọn cháu có vẻ hơi ngại nhỉ? Cháu cũng không biết nữa, nhưng mà tại vì bây giờ cháu cũng đang rất là gấp mà ở lại đây cao lắm thì cháu cũng ở lại đây một ngày thôi, cháu còn phải đi xem coi người dân ở dưới kia di tản thế nào nữa. Thôi được rồi, thì một ngày cũng được vậy, nhưng mà 24 tiếng luôn nhá. Cô thích các cái màn biểu diễn ảo thuật múa rối của cháu lắm mà. Cô... rồi cũng được thôi, rồi mình quay qua mình nói nhỏ với thanh niên cầm giáp nhỉ, mình là Wilhelm đúng không? Wilhelm mình nói là nếu được thì cứ quan sát và hỗ trợ tôi khi cần thiết nhé. Ok, còn thì mọi người cứ ở bên ngoài đi, còn tôi ở trong đây giúp bà Đạo thì cũng được, tự thấy bà Đạo nói cũng... đang nói thì thầm. Ủa, không nghe hả? Mọi người nghe không? Nghe. Alo. Ý là đang rô lại, đang nói thì thầm với Wilhelm. Đang nói thì thầm với Wilhelm. Ba người bên ngoài vẫn không biết gì, vẫn đang trốn. Yes. Okay. Ở một ngày rồi, cô vẫn hy vọng là có thể là đủ vui để thuyết phục cháu ở lại thêm. Nhưng mà một ngày là cũng ok rồi. Cảm ơn Eno nha. Vậy các bạn còn lại đã có chỗ trú đêm chưa?
Wilhelm sẽ đi ra ngoài nhà, ra dấu hiệu cho mọi người tập hợp lại và nói cho mọi người biết về việc đó. Bạn cháu nó sẽ cắm trại bên ngoài ngôi nhà của cô hơn, tại có vẻ như những bộ giáp tập cơ bản thì các bạn cháu mặc những bộ giáp rất là cồng kềnh, nó vào nhà này, ngôi nhà này có gì phù hợp để cháu phù hợp ở đây. Không sao. À, chắc là để lát nữa ăn, còn bây giờ là mình có thể ra ngoài vườn xem ít hoa luôn, để là có qua có lại mà. Cháu đã đồng ý ở lại với cô thì cô cũng phải cho cháu xem những bông hoa bìm bìm của cô tươi đẹp như thế nào, phải không? Hàng chất lượng cao, cô bán bao năm rồi. Bắt đầu lại dẫn mọi người ra ngoài, ra phần đằng sau vườn, có thể là mọi người khác đi theo. Cô chỉ ở hoa bìm bìm đây, như thế này. Không, nếu mà mọi người bảo là muốn chiết xuất cái tinh dầu thì cô bảo là làm như thế này. Đó, lấy hoa ép ra các kiểu. Cô này là người biết hoa, nhưng mà DM Dungeon Master Thiện là người không biết hoa, nên là Thiện miêu tả như vậy thôi. Cảm ơn cô. Để cháu mình cứ sẽ lấy một cái con rối khác nhỏ nhỏ, còn nhỏ ra mình khắc. Mình khắc lại con rối, khắc lại cái mục. Mình cố gắng mình trang trí con rối đó thành bà lão đó với cầm một bông hoa bìm bìm mình đang làm. Khắc lại, có nghĩa là kiểu như là khắc vừa gỗ đúng không? Điều khắc, điều khắc. Ok, có thể lăn cho mình một cái wood crafting tool. Dùng dexterity. Lăn giúp mình được không? Mình mấy bên kia bị ngắt kết nối do cái băng thông. 11 cộng mấy? Không vào được drone đây. 11 cộng mấy? Dexterity đúng không? Dexterity đúng và rồi. Proficiency bonus vì có cái dụng cụ wood crafting tool đúng không? Cộng 5. 16. Trông cũng ổn ổn. Có da hình người. Cũng điêu khắc được luôn cái dáng vẻ và nụ cười nhân hậu của cô. Sau đấy thì mọi người vào và cô bắt đầu nấu bữa tối cho Enoch. Mọi người khác có thể tham gia nếu muốn. Và Enoch thì đã nhận lời. Enoch đã nhận lời là ở cùng cô xong. Thì cô cũng chỉ cho một cái phòng khách để ngủ. Còn mọi người khác có thể ngủ ngoài. Rồi mình... em sẽ tham gia với Enoch. Mình thì tạo một con rối để ngay để mình phòng. Rồi bây giờ mình là short rest đúng không? Có thể long rest đây là ngủ tối. Tối mà long. Từ mình rest thì đêm vừa rồi thì đang ngủ thì bị con ốc vả nên hôm nay sẽ trèo lên chỗ cây này. Đúng không? Rồi ok, Eruma và Vasna làm gì? Eruma sẽ ngủ ở dưới góc. Vasna như một người sẽ lang thang. Vasna hỏi Eruma là liệu rằng tối nay mình có nên bứt dậy cái bông và sau đó lủi đi luôn không? Tại vì cô ấy không cảm thấy là an toàn khi mà ở đây. Eruma bảo là vẫn phải ở đây để bảo vệ mọi người, tại vì lúc mà về cũng chưa chắc là đã an toàn. Ý là chỉ cần cậu đồng ý thôi thì tôi sẽ đi thuyết phục mọi người. Thì đây mình gác ở trên để ra dấu hiệu ok. Ok. Còn goblin còn goblin nó lăn lại và nó cũng gật. Wilhelm sẽ đá mắt qua đi. Wilhelm sẽ đá mắt qua chú đánh xe và kiểm tra tình hình của chú. Chú thì đang chú thì thực ra là cũng ngồi ăn bên trong, có để con ngựa ở ngoài, ngựa buộc ở ngoài. Rest chưa nhỉ? Chỉ là còn mỗi Enoch. Thì đang long rest ở trên. Enoch đang ngồi ăn rồi. Ăn rồi và chuẩn bị ngủ rồi. Wilhelm thì có ăn ngủ luôn trong nhà không? Có, Wilhelm ăn ngủ trong nhà. Ok. Là được 4 trên 5 người đồng ý với cái chuyện là tối nay mình sẽ thó vài cái bông và sau đó đi. Hả? Ủa? Là không à? Đây nha, Enoch và Wilhelm trong nhà, Lemongrass, Vasna và Eruma ở ngoài cùng với con Goblin bắt được. Thì mọi người có vẻ là đang đồng ý đi. Bỏ là bỏ Enoch với Wilhelm lại. Đằng nào hai đứa đi hứa ở lại rồi mà. Oh my god. Vậy là sau khi hội thân thiết sau khi mọi người đồng ý hết rồi thì Vasna bước tới gõ cửa nhà và ngỏ ý là muốn vào nhà để ở chung với bạn mình. Ok. Cô sẽ mở cửa cho mọi người vào cùng. Thực ra là nãy giờ vẫn để ngõ cửa để gọi là lịch sự, mọi người muốn vào thì vào, nhưng mà gõ cửa thì cũng lịch sự thì cô bảo vào đi. Có muốn vậy Vasna sẽ đi vào. Đi vào. Bỏ qua việc ăn, Vasna đi vào và nói kiểu thì thầm với hai người còn lại về cái việc là mọi người đồng ý cho cái kế hoạch là tối nay mình sẽ đi như vậy. Thì hai người kia thấy như thế nào? Cô đây quá tốt rồi mà. Thí dụ mà roll inside là sẽ check được cái gì nhỉ? Check được là cái thần thái của người khác như thế nào. Có vẻ là đang nói chuyện của mình để có gì kiểu như là đổ mồ hôi hoặc là tay đang kiểu xoa nhau kiểu cái thứ, nói chung là đọc vị bất kỳ ai. Thí dụ bây giờ Wilhelm lăn một cái
ngồi nói chuyện phím buổi tối với cô Wilhelm lăn một cái này, xong rồi Wilhelm lăn một cái insight để trong lúc đó check cô được không? Không cần lăn persuasion, lăn insight thôi. Wilhelm muốn check nói chuyện về chuyện gì và check cái gì? Check về cái chuyện cô có biết về cây cối trở nên thù địch đúng không? Có vẻ là những cái người bạn nhỏ của cô là các môn thú thỉnh thoảng đến, trông có vẻ là distress, có vẻ là có gì đấy không lo lắng. Nhưng mà các cái bạn ấy ở quanh đây thì không thấy vấn đề gì cả. Có thể là vì vậy nên là như mọi người kể lúc trước là người dân làng đã có vấn đề. Nhưng mà không biết, có thể là khu vực này được các vị thần linh bảo hộ hay sao mà không thấy có vấn đề gì đó gì cả. Hay là cái làng bên kia là đã khai thác thiên nhiên nhiều quá nên là bị các cái thần linh nổi giận. Có vẻ như là những cái giả thuyết đó có gì, có đâu đó thực tế thì sao? Vì em sẽ quay qua thì thầm ngược lại với Vasna là chắc sẽ là ở lại với Enos. Tại mình đang bị dính cái inside một nên completely choose. Thứ hai là inside một gọi là thấp nhất có thể thôi, còn cái tùy vào mọi người là tự hiểu thấp nhất có thể thì sẽ là thế nào cho mỗi nhân vật của mình. Nhưng mà ba người kia phải biết là bức bông xong rồi chạy xong rồi để hai người bạn của mình ở lại đây là cô sẽ giận đó, hiểu không? Nhưng mà nếu mà bạn tin cô thì chắc cô cũng không làm gì bạn đâu. Được bạn ơi. Nói như vậy, ok vậy chúng ta có thể đi trong đêm cũng được. Cơ bản cái gì được lợi thì tôi đi thôi. Nhưng mà ông phu xe vẫn đang ở trong nhà với Wilhelm đúng không? Đúng rồi, ông phu xe ở trong nhà với Wilhelm. Bây giờ nếu mà cô nghe được cuộc nói chuyện đấy thì cô sẽ bảo là Enoch hứa ở lại với cô. Thế là hai ông muốn ở lại không? Tôi đi cũng được, tôi thoải mái, tôi mà tôi muốn hoàn thành xong nhiệm vụ sớm nhất có thể. Vesna đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Vesna nói với hai người bạn còn lại của mình là mình sẽ thực hiện kế hoạch đó. Bởi vì chúng ta đã xím số đông rồi, chúng ta vẫn sẽ làm kế hoạch đó. Đi ra ngoài, mình bỏ hai người kia lại rồi. Tại mình nói chút là ông kia lái xe, mình đâu đi xe được đâu. Thế là cũng phải đi ngược xuống lại khu dưới đúng không? Mọi người sẽ phải đi bộ. Đi bộ 2 tiếng trong đêm tới cái làng, xong rồi lên xe chạy. Nhưng mà xe đâu có ngựa đâu. Ông phu xe dẫn theo con ngựa mà. Ông phu xe dẫn theo ngựa hả? Yes. Con ngựa đang buộc ở gốc cây. Con ngựa đang buộc ở gốc cây. Tối nay mình ở đây đi, rồi sáng mai có gì thì triển khai sau. Cơ bản thì cũng có một cô thôi mà. Hai người còn lại thế nào? Minecraft với Aruma. Ngủ qua đêm nay ở đây. Tôi với cô này, tôi đánh lạc hướng cô này đâu đó thì đấy. Ông rồi mấy người làm gì đó, xong rồi tôi nói thôi, tôi bận quá, tôi bận có việc phải đi rồi, thế là tôi phải đi, thế là tôi đi thôi. Tiện cái đôi đường thôi. Dạ ok, tôi tôn trọng quyết định của các bạn. Nói là ở lại cũng được. Tới sáng mai thôi. Nhưng trong lòng rất là ấm ức đúng không? Không, trong lòng tôi đang sợ. Sợ tối nãy cô quật tôi một phát tôi tin. Tại bây giờ ba người tụi mình ngủ ngoài này. Nhưng mà vẫn thất theo ca để canh. Ok, như ca cũng được. Ok, vậy thì ba người ở ngoài sẽ là thức theo ca để canh. Và hai người ở trong thì không phải như vậy. Eno thì vẫn để con rối ở ngoài cửa phòng để canh gác cho cả Eno và Wilhelm và trong cửa phòng. Wilhelm sẽ nói chuyện với cô chủ nhà kiểu cô ơi, cô có thể cho bạn chúng cháu mượn một vài cái chăn để đắp ở ngoài được không? Được. Wilhelm đi ra ngoài và đưa chăn cho mọi người. Ừ. Wilhelm lại đi vào nhà. Cái con rối mà Eno nếu mà không điều khiển là nó có thức không? Chỉ để sẵn đấy thôi. Ok. Nó chỉ nằm đó. Nó ngồi đó. Hoặc nó đứng đó không làm gì cả. Eno có kế hoạch gì như vừa nãy nói là bỏ đi sớm không? Đi sáng sớm ấy hả? Có nghĩa là dậy rồi xong bảo cô là đi sớm thôi ấy gì? Kế hoạch của mình là nói chuyện với cô đó, lấy hoa đi xuống mình tiếng thì lúc đó mình đi thôi. Ok, tối đó mà ba bạn ở ngoài lăn perception như thường. Lăn đi. Ây da. Ngủ trên cây té. Ngủ trên cây đang phải lo giữ thăng bằng không thấy cái gì cả. Rồi lấy luôn thứ tự mọi người lan là các cái ca trực nhá. Hasni thấy buổi đêm có vẻ rất là yên bình. Lemon Grass cũng thấy buổi đêm hoặc là không thấy buổi đêm có vấn đề gì cả. Eruma Eruma đang vừa mới được đến ca trực của mình, mắt nhắm mắt mở. Thì Wilhelm và Enos cho một tiếng la thất thanh nào. La đi bạn tôi. La đi. La đi. Ông tay mình. Ok. Ok. Mở mắt ra nhìn không? Ok. Có râu gì không? Không. Mọi người thức ra thấy tầm gần sáng thức dậy
thì thấy cây cối quấn đầy quanh chân mình, quanh tay mình. Là mấy người ngoài kia, mấy người trong nhà. Mấy người trong nhà. Tôi bảo rồi. Thấy vậy hả? Mình mở mắt ra đúng không? Mình quan sát có thấy gì? Quan sát. Thấy cây cối mình. Cây cối đầy xung quanh. À, nó đang siết vào người mình. Thì mình tạo ra sợi dây string của mình kết nối với con rối của mình và mình cái con rối share string đó. Dùng cái kỹ năng đấy thì được cái gì? Giống như mình thông qua con rối. Ok, được. Con rối bây giờ đứng dậy, điều khiển nó làm gì? Nó đang đứng trong phòng, nó nhìn thấy hai thằng đang chói đúng không? Đúng rồi. Căn phòng có cửa sổ hướng ra bên. Có cửa sổ nhưng mà có vẻ đóng. Cửa chính thì sao? Cửa chính cũng đóng. Mở thấy khóa. Mở thấy khóa luôn. Rồi Wilhelm cũng nhìn đó đúng không? Wilhelm thức chưa? Wilhelm không nhìn được. Wilhelm vẫn đang nằm trên giường, mở mắt nhưng mà bất động. Yes. Con rối này nó dùng cantrip fireball vào một nhánh cây. Khi mà nó cast fireball vào nhánh cây, cái nhánh cây đấy. Và kiểu nó co rúm lại cái chỗ đấy. Và một nửa người của Enoch đã được free. Nửa người nào? Xem nào. Lẻ trên, chẵn dưới, lẻ trên. Trên. Nói cho kết quả điều mình không biết. Trên. Enoch được free nửa người trên. Rút ra trong mình con dao găm nhỏ, cái small knife á. Cứa vô sợi dây bên giải thoát cho bên... Từ từ, hai cái giường nó nằm như thế nào với nhau? Và cứa vào được ở đâu? Đúng rồi, tưởng hai thằng chung giường. Bro. Chung giường. Rồi, cứ tưởng hai thằng riêng giường. Rồi, nếu mà còn thời gian thì tiếp tục cái kia fireball vô cho hỗ trợ cho giải thoát đưa thêm. Khi mà bắn fireball nữa đang chật vật để bỏ cái cành, kéo cái cành cây ra khỏi người thì nghe dâm một cái, cửa bật tung ra và có một cái bóng đứng ngoài. Các cháu làm gì vậy? Ngoan nào. Con rối mình đang ở bên cái phía cửa mở ra thì nó đang nằm ở cái ngoài. Ngoài cho tùy. Mình nghĩ là đang con rối đang ở đâu. Nói chung là mình set up theo kiểu là nếu mà cửa mở vô trong á thì con rối sẽ đứng ngay núp ngay đằng cái hướng cửa mở để ám sát mà dùng để ám sát. Cửa mở vào trong. Mở vào trong về bảo sẽ không thấy. Ngoan nào. Cô Nadi đến gần và đẩy lại người của Enoch nằm xuống. Enoch cảm thấy một cái lực đẩy không mạnh nhưng mà rất là ôm, không phải là đẩy huỵch một cái mà là giữ xong rồi đặt người nằm xuống. Rồi không nói như thế nào ấy. Mình điều khiển con rối lẻn ra đằng sau, rẽn ra vòng ra cái cửa ấy. Đi ra khung cửa chính và cho mình một cái stealth nếu mà muốn cô này không để ý từ con rối. Vậy là đây mình có cái cunning intuition và mình truyền cái special sense này qua cho con rối rồi nên sẽ có thêm đẹp. Thì roll giùm mình với ok cho 5 15 rồi nào. 15 được. Giờ có vẻ là cô này không nhận ra. Đúng là sau đó và sử dụng một cái fireball bắn về cái phía cái cành cây đó, cái cành cây mà có mọi người đang ngủ á để cảnh báo mọi người á. Rồi, Levin Rice cái cành cây cháy lúc đang ngủ. Trời ơi lại nữa trời. Anh nhìn thấy con rối không? Cho em một cái deck xếp không để ngã từ cành cây xuống. Oh wow. Còn Eruma thì thấy cái fireball bắn ra từ trong nhà. Đây có sao không? Ngã không? Không sao. Bám được vào thân cây. Cho thằng này là lộn một vòng nhảy xuống đất. Ok. Được. Đây là cái cảm giác mà đang ngủ, cảm giác như là hụt lại ngã. Là một rat quay qua nhặt con goblin. Và đá cho bắt. Nó đang ngáy. Eruma xét bị cái cành cây đó chống đầu, cảm thấy có gì đó kiểu giật mình, xong nhớ lại là hai bạn đang ngủ trong nhà, xong chạy lại gần cái cửa sổ này để ngó về thấy cái cửa sổ đang đóng. Thử gõ vài lần để xem có ai mở cái cửa sổ ra không. Chưa đâu, mình có thể điều khiển con rối, mình nói chuyện không qua con rối được á. Mình có khả năng call voice. Đó là một trong những kỹ năng của mình, có gì mình share ok, không vấn đề gì, không vấn đề mà mình biết cái kỹ năng đấy rồi. Nhưng mà bây giờ tại vì tất cả là hành động gần như là một lúc rồi nên là mình sẽ cần initiative để xem ai là hành động trước, ai hành động sau. Sắp tới thời gian thì bây giờ chắc một bà cô nó đang nói chuyện gì đó với mình. Đúng rồi, đợi tí, hãy chuyển ra mọi người sang một cái map khác. Oh my god. Copy, paste và kéo sang. Rồi, mọi người cứ lăn initiative sẽ đi, mình sẽ kéo các cái token thả vào đúng chỗ của nó. Ok. Lăn giùm em cái luôn nha anh. Roll the 20 lần nó bị... Vasna, rồi. Rồi mọi người đang ở cái chỗ, cái cây này. Goblin ở cây, đang bị trói. Wilhelm và Enoch cũng đang bị trói. Được. Enoch có dexterity bao nhiêu? Dexterity của mình là... Ok.
Enoch đi, à không phải, ai đi đầu tiên nha. Lemongrass đi đầu tiên. Với những cái miêu tả vừa rồi, bây giờ Lemongrass đang làm gì? Có thể là vẫn chưa đầy đủ thông tin, phải đi tìm hiểu. Lemongrass vừa nhảy xuống dưới cây, vừa đá lục bin xong là bắt đầu chạy ra chỗ này, thử mở cửa ra xem. Nhìn thấy con rối của mình đó nha, nhìn thấy con rối của mình trước cửa ấy. Con rối thì chỉ ra khỏi phòng thôi. Và có thể là qua một cái kẽ của một cái cửa sổ thì bắn được cái fireball. Chứ cái cửa ở nhà là bây giờ là đóng rồi, cũng đóng rồi, cửa chính nhà. Cửa sổ hơi hé. Cửa sổ nào này đây à, đúng không? Cho nó đây đi. Ừ. Thì đem bác thử đẩy cửa sổ đấy vào xem nào. Đẩy cửa sổ vào thì thấy là bên trong tối om. Cái phòng đấy là cái phòng khách, phòng chính. Chào từ cửa sổ vào đúng không? Cửa sổ bé. Cửa sổ khá bé, lăn cho mình một cái acrobatics. Đấy sẽ là action của Lemongrass để chui được vào. Wow. 11 nó là ok. Rồi, đã chui vào. Đấy, đi vào xa rồi nhỉ? Đi khá khá rồi đấy. À, 3, 5, 40 rồi. Còn ừ, nếu mà đang dash, nếu mà dash thì được 20 nữa. 20, ừ, coi là nó dash đi. Dash thì... Rồi, tự di chuyển đấy. Sang cái mũi tên, chuẩn con chuột. 35 đúng không? 20 thì... Còn được 20 nữa. Đây đi. Rồi. 15 đi. Mình thấy vẫn đang nhìn thấy. Cái cửa phòng ngủ là mở rồi đúng không? Đúng rồi. Cửa phòng ngủ đang mở. Đấy là phòng ở đây. Ờ thì gọi là hết đâu, bây giờ gọi cứu viện bên ngoài. Đang bảo có chuyện không ổn rồi, tiếp viện nhanh. Đây, sẽ thấy như này, cửa phòng mở hé. Đó. Thì thấy đang bị trói đúng không? Thấy hai cửa đang bị trói. Đúng rồi. Thì gọi vọng ra bên ngoài là có chuyện không ổn rồi, cần tiếp viện nhanh lên. Ok, Wilhelm. Rồi, xong. Ờ, Wilhelm vẫn còn đang bị trói đúng không? Hay là đã được con rối gỡ trói được phần nào rồi? Gỡ một nửa. Cũng không? Gỡ được gọi là nửa người rồi, gọi là nửa dưới đi, sao vui. Và bây giờ để muốn thoát được hết thì phải dùng một cái hành động của mình để lăn một cái strength athletics check để giật cái dây ra. Hoặc là acrobatics để luồn ra khỏi cái dây. Đi. Athletics là để giật nó ra bằng sức mạnh, còn acrobatics là luồn ra bằng sự khéo léo. Vì em sẽ dùng để giật nó ra. Thành công không? 18 thành công. Vì em còn gì nhỉ? Đấy là hành động rồi. Đấy là hành động. Còn một bonus action thôi đúng không? À, long rest là được hỏi Lion Hand, được hỏi spell luôn đúng không? À, chưa hết long rest. Ồ. Ủa, vẫn cần trong nửa đêm à? Đúng rồi. Oh my god. Được 4 tiếng rồi. Được một cái short rest rồi. Hoặc là ngủ thấy được một cái short rest rồi nhưng mà chưa được long rest. À, tại vì mình có cái trance á, là mình cần... Hình như cái đấy là không cần phải ngủ nhưng mà vẫn phải nghỉ 8 tiếng. Đúng không? 4 tiếng là sẽ xem. Ồ, vậy là đủ rồi. Còn bonus action Wilhelm có dùng, có làm được gì không nhỉ? Wilhelm có phép gì hay hành động gì dùng bonus action không? Không, Wilhelm có thể dùng một cái đe dọa, kiểu đứng chắn trước mặt Enos và đe dọa bà lão á. Vậy có thể thử đứng chắn trước mặt Enos và đe dọa bà lão. Ok, Rio đe dọa có phải là không có tác dụng lắm? Cái tâu cần rồi để lo ra. Baloney chứ không phải đe dọa được đâu, quả là phụ thuộc ít nhất là một trui hoặc là bả là người đứng sau tất cả vụ này. Enos hết rồi. Enos. Enos đúng không? Ừ. Nó thấy được Lemongrass vào rồi. Chính con rối đó mình dùng throw voice để nói chuyện với Lemongrass thì từ đó là bonus action. Throw voice đó là bonus action. Rồi mình sẽ tiến vào con rối đó, mình đi vào ngược lại vào căn phòng và cắt cái fireball vào chân vào ngay lưng bà lão. Lăn to roll to hit, mình lăn hộ đúng không? Cộng mấy? Cộng 5. Trúng. Rồi đam địch cộng 0. Một đam. Có một tí lửa bắn vào lưng vào này. Đứa nào hư vậy? Mọi người thấy là đến turn của bạn ấy, nó chắc không làm gì nữa đúng không? Để cần đúng phải rồi. Hành động để thoát. Ok. Đến lượt của bà cô Nadi này, thấy bà ấy từ cái chỗ mà lửa bắn vào, cái chỗ áo chỗ lưng của bà bị xém ra. Xong rồi bà thôi được rồi. Mọi người thấy cả ba người đang nhìn thấy cái bà này thì bà ấy tay chân bắt đầu gãy gập lại. Và có vẻ là nó dài ra hơn một chút. Bà này đứng cao bây giờ phải đến khoảng 7 feet. 7 feet là tầm 2m2, 2m4. Và mọi người thấy là làn da của bà biến thành màu xanh, với cái mũi khoằm lại và cái cằm thì nhô ra và nở một nụ cười. Yên nào, để cô làm việc. Đây, mọi người sẽ thấy cái token này để thêm lại cái initiative của cái token mới này vào. Đấy, tích xóa thêm đó. Đầu tiên là tất cả các cửa trong nhà đóng sập lại, cả cửa sổ, cả cửa ra vào chính, cả cửa phòng đóng hết lại. Sau đấy nhìn xuống Enoch, nào cháu ngoan ở lại chơi với cô suốt đời nhé. Cô sẽ cào một phát
vào người của Eno. 12 đam. Ow, anh tiện đó. Để bật lại máu mọi người, nhưng mà mọi người anh không thấy nữa. À, vừa nãy hồi đầy máu rồi đúng không? Đầy máu rồi. 12 đam là còn tàn máu. Tiện đỏ quá. Nhưng mà short rest là đâu được rồi, spell lock đâu đúng không? Không, Enoch là được một cái long rest rồi, qua 4 tiếng rồi. Elf chỉ cần ngủ 4 tiếng thôi. Nếu có ai cũng là elf thì short rest thì không. Phiêu heo là paladin đúng không? Short rest không hồi được gì nữa. Chỉ có hồi thực máu nhưng mà không mất máu nào. Vậy là hết lượt. Bây giờ tôi vào nhà được thì tôi mới hồi máu cho ông rồi. Vasna, cửa đóng hết rồi. Mình nghe thấy tiếng rầm, đạp cửa chạy vào. Đạp cửa lăn athletics. Thì bạn chết. Athletics 12. Ở bên trong Lemon Grass cũng nghe tiếng đạp rất to, nhưng mà cái cửa đứng yên. Vừa rồi là hành động của Vasna. Vasna muốn làm gì nữa không? Mình có được đánh không ta? Điều. Không. Thì phải dùng hành động của mình. Nếu mà muốn miêu tả mình làm gì thì có thể anh cho. Tại vì không nhất thiết là phải làm thứ trên character sheet của mình. Vasna muốn làm gì nữa? Còn muốn làm gì không? Không. Ok. Vậy thì đến lượt của Eruma. À, quên lượt cho anh Goblin. Anh lại dẫy. Eruma. Eruma cũng lại cạnh cái cửa sổ này và cố đạp cái cửa đó ra. Athletics đạp... hoặc là ok. Cậy được cửa sổ ra. Eruma hé một tí. Đi vào đây. Thế là acrobatics, tại vì cửa hé khá là bé, giống như lemon grass lúc nãy phải 9 thì không được. Tí nữa chưa vào được. Nhưng mà cái cửa này đã bị hé rồi. Short rest xong là ba người ở ngoài đầy máu rồi chứ đúng không? Short rest thì mọi người có thể lăn hit dice để hồi máu. Thôi rồi, anh cứ cho là đầy máu luôn đi. Tại vì bây giờ là cũng hơi mất thời gian để giải thích. Anh có thể giải thích sau. Nhưng mà mọi người lăn hit dice là có thể đầy được máu. Không ai mất nhiều máu đến thế. Rồi Eruma sẽ dùng cái skill healing word này. Còn vào... spell slot mọi người là vẫn bị mất như cũ nhá. Vào Eno. Ok. Giờ xem nào. Hiện giờ không thấy Eno. Tại vì cửa phòng ngủ cũng đang đóng. Thì Eruma kết thúc lượt của mình. Mình có lấy vũ khí để chém cửa được không? Được, muốn làm gì thì cứ bảo. Xong rồi anh sẽ... Đấy là mình sẽ lăn vũ khí đúng không anh? Đúng rồi. Dạ vậy em dùng cây kiếm để chém cái cửa sổ. Cố mở nó rộng hơn một tí. Ok, và lẹm được một phần của cái cửa gỗ. Nó rộng hơn một tí rồi. Lemongrass đang ở trong. Lemongrass thấy là cái cửa ở phòng ngủ đóng sập vào, cửa ra ngoài ấy cũng đóng sập vào, cửa sổ thì sau khi đóng có vẻ như là Eruma đã mở cậy ra được một tí. Lemongrass làm gì? Anh Hoàng đang mút mic. Lemongrass thử mở cái cửa được không? Cửa ra vào hay cửa phòng ngủ? Cửa ra vào, mình đang gần cửa ra vào mà. Anh mở bằng sức mạnh đúng không? Hay là anh đập nó? Hay là anh làm phá hỏng cửa? Hay là anh đạp cửa? Và đang đóng chặt hay là gì? Đang đóng chặt. Để dùng mất action không? Có, làm gì thì cũng mất action. Anh muốn làm kiểu nào? Em làm bắn con này trước rồi. Cố gắng bắt đầu thôi, bắn con này đi. Con nào? Con này là bắn không? Thấy không? Đang trong phòng ngủ mà. Đang không thấy. Không thấy. Cửa phòng ngủ vẫn mở chứ đúng không anh? Đóng rồi. Tất cả cửa trong nhà đều đóng hết rồi. Đóng lại hết rồi. Bây giờ thì dùng sức mạnh đi. Lan xem à? Hay là gì? Athletics. Muốn cửa phòng ngủ hay là cửa ngoài? Cửa ngoài, cửa chính. Cửa chính, ok. Athletics. 13. Chưa đủ để mở. Cửa này như là có phép thuật, đóng rất chặt. Bắt đầu đi chậm chậm đến cửa này không? Đến cửa phòng ngủ. Rồi. Đứng ngoài, ngay ngoài cửa phòng ngủ rồi. Đây nó là vẫn nằm ở trong kia đúng không? Đúng. Người ta đứng ở chỗ mà con này không nhìn thấy này. Đem dép vào. Ok. Trốn. Cửa vẫn đóng. Wilhelm làm gì? Wilhelm không bị trói nữa rồi. Vừa dùng tên để thoát. Từ, tại vì cái góc nhỏ không cứu được Enos ra. Thế thì không sao đâu. Muốn làm gì cứ bảo. Xong rồi anh sẽ nói là mất cái dùng, cần dùng action hay là bonus action và phải làm cái gì. Kiểu hả? Kiểu khiêu khích bà phù thủy cho bà phù thủy không target Enos nữa. Đập đi không? Cứ chém mà bà đi, chém bà đi. Chém đúng không? Dạ đúng. Chắc chém chưa? Chắc chém đúng không? Chém đi. Wilhelm sẽ dùng cây kiếm của mình chém vào người bà phù thủy. Ok, chém đi. Không, ấn cái này chứ. 12 trượt. Wow. Trong cái phòng vừa tối vừa bé này là Wilhelm cố gắng tránh Enoch chém trượt xong ở bên bà này. Hóa ra cũng chỉ có vậy thôi à. Cách mạo hiểm giả. Wilhelm có thể cố gắng đứng chắn trước Enoch được. Đứng cũng được. Đứng chắn trước Enoch. Ok, được. Vậy anh Thiện kéo tôi. Vậy anh Thiện kéo tôi cần cho anh đứng chắn. Rồi, anh nhớ là đứng chắn rồi. Bây giờ không kéo được. Tại vì có từng này ô thôi. Không nhỏ. Có một cái phép invisible. Nhưng mà invisible cũng không giúp phát ra được. Ủa mà trong tối nữa hả?
Có tối. Mình có tối. Đầu tiên dùng intelligence check bà này trước đã. Ok. Wow. Đang quá lo đến việc của mình, chưa kịp nghĩ đến đối phương thế nào. Rồi, vậy mình dùng con rối của mình và tiếp tục forward vào chính cái cửa luôn. Ok. Lăn to hit D20. Trúng. Lăn đam vào cái cửa. 8. Cửa gỗ ăn gấp đôi đam. 16. Cái cửa thấy có vẻ là đang phùng cháy rồi, nhưng mà chắc là phải một vòng nữa thì nó mới cháy hết. Cửa phòng ngủ hay là cửa chính? Cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ, đúng không? Những con rối qua bên trái hai ô. Rồi. Rồi mình nói với... để xem. Nói được rồi. Vậy thì... ta chỉ muốn làm bạn thôi mà. Nhưng mà có vẻ khó quá nhỉ? Thôi được rồi. Có vẻ như là cách sạch chết thì dễ làm bạn cùng hơn. Chúng không phản kháng. Và giơ tay ra cào phát nữa vào Eno đang bị trói nên là advantage. 12 trúng không? 12 không trúng. Mình 13. Vilhelm đang đứng chắn trước mà đúng không nhỉ? Đúng rồi. Và cái đứng chắn thì cái mechanic của dòng D&D là nhiều AC, nhiều giáp cho cái người kia hơn. Ừ, thì để tức là Eno được hưởng. Tức là được hưởng bao nhiêu, Enon được hưởng bao nhiêu giáp từ Vilhelm? Enon được cộng thêm 2 giáp từ Vilhelm để đánh okay. Qua người khác. Uốn éo trên cái giường á. Nờ, và Vilhelm đang chạm. Nên là tránh ra. Và đưa tay xong rồi Vilhelm đẩy tay vào ra, không cào được. Vasna thấy cái cửa sổ ở bên này mà Eruma bắt đầu cậy ra được một tí rồi. Nhưng mà vào thì có vẻ là phải uốn người so với thân hình đồ sộ của Vasna thì hơi khó, còn khó hơn cả Eruma và mặc giáp nữa. Vasna muốn đi đẩy tiếp tục đá cửa chính hay là vào cửa sổ? Covers đang mút mic. Mình đánh lên cửa sổ rồi mình biết được không? Đánh thêm vào cửa sổ, đẩy thêm cửa sổ cho rộng ra xong vào ấy hả? Ok, có thể dùng athletics lại. Rồi, cửa sổ đang mở sẵn rồi nên là mở được thêm một tẹo nữa nhưng mà vào vẫn hơi khó. Nếu muốn vào lăn acrobatics. Eruma và Vasna tranh chân nhau vào xong rồi và lúc lại nhường nhau, lúc lại cùng vào và lúc lại kẹt. Wow. Eruma sẽ... ví dụ mình dùng vũ khí rồi sao đó mình mới lăn vào còn được không? Cũng được, dùng vũ khí ở ngoài cũng được nhưng mà đánh cái gì? Dạ, đánh cái cửa sổ tiếp. Ok. Kiếm mà đánh cái cửa sổ. Rồi. Bây giờ cửa sổ vỡ hoàn toàn, có thể nhảy vào. Dạ, rồi Eruma đi vào phòng. Ừ. Lúc này là vẫn chưa thấy được Eno. Lemon Grass ở đây, chưa thấy Eno. Eruma sẽ đi đóng ở đây, cái tốc lực của mình. Ok. Goblin làm gì nào? Goblin không có gì để làm. Lemon Grass. Cửa đang cháy đúng không? Cửa đang cháy, bây giờ bắt đầu thấy một phần của những người ở bên trong rồi. Nhưng mà hơi khó để bắn vào một tí. Đến lượt của Enoch thì nó cháy hết hoàn toàn. Bắn ngoặt hay cửa đúng không? Mình có thể bắn tác vào bên ngoài. Có thể tác động bên ngoài thêm vào cửa hoặc là có thể bắt đầu target mọi thứ ở bên trong cửa rồi. Nhưng mà hơi khó hơn một chút. Cái Lemon Grass vẫn đang đứng thử bắn vào bên trong. Khe nhỏ. Bắn đi. Từ ngọn lửa của cái cửa. Được đấy. Đang ở trong bà Nani này. Bọn bên ngoài bắt đầu vào rồi sao? Hỏng cái tiệc riêng tư của chúng ta. Cái quần đôi. Demon Grass làm Grass gì nữa không? Cười bên ngoài và cười. Vilhelm. Enos là vẫn đang bị trói nửa dưới đúng không? Đúng rồi. Kéo người ta. Kéo Enos ra thì mất cái gì anh thì? Action và athletics. Tôi chém bà đó thì không sao đâu, tôi chém không sao đâu. Cho tôi. Chém mắt trèo luôn. Nhưng mà nếu mà chém vô cái cửa đủ điểm thì cái cửa nó có vỡ luôn không? Hết turn của Vilhelm kiểu gì cái cửa cũng cháy hết rồi nên là không nhất thiết phải làm vậy. Lúc tôi bắn là cái cửa cháy cả một nửa rồi đấy kiểu thế. Chém bà đó và bây giờ có lửa sáng cả phòng lên rồi đấy. Vilhelm tiếp tục. Vilhelm có một cái heal nè đúng không? Lay on hands. Vilhelm có yes kill wounds. Cũng được, có thể dùng hành động để kill wounds. 7 vào Enos. Rồi. Dùng một intelligence check vào đó. Rồi. Đầu mày. Rồi, cửa đã cháy hết, Enos làm gì? Vừa được kill. Có khi xác của bà là một con rối. Ngoài tiếp à? Cũng nghĩ vậy, ngày sẽ là một con rối tuyệt vời của ta. Lại tiếp tục dùng cái con kia và bơ nó. Chắc không trúng luôn đúng không? Không trúng. Rồi mình bonus action thì mình dùng chính con rối đó mình rối to lên vấn đề đằng bên trong diễn ra bên trong căn phòng cho mọi người xung quanh dùng cái thô voi á. Ok rồi. Đã miêu tả hết tất cả chuyện gì xảy ra. Cái này để check coi cái intelligence đó. Intel ok có cộng mấy không? Có cộng gì không? Cộng 1. Chưa đủ đến lượt của bà này và vẻ vui quá. Bà sẽ dùng một cái phép là web. Mọi người thấy ở dưới chân của Lemon Grass và Eruma hiện ra một cái đống mạng nhện
và nó ở chỗ như thế này. Đích trầu chứ đích chảy đúng không? Đúng rồi. Từ đầu chưa, đến đầu tơn mọi người mới phải xếp. Hiện giờ chưa có vấn đề. Vasna. Vasna đang cửa cửa mở hết rồi, không cần phải làm gì nữa chạy vào được. Đang kẹt ở ngoài. Mạo hiểm giả versus doors. Một cái chạy vào trong, chạy vào biết nó kéo em nóc ra, em nóc đang bị chối không? Đúng rồi, chạy khá xa đấy. Và đây là cái khu vực mà thầy có mạng nhện, cái khu vực mà cam này. Nếu mà mình chạy qua mạng nhện thì phải lăn dexterity save và bị đi khó di chuyển ở trên này. Di chuyển một ô trên này, mất hai ô di chuyển. Ok. Ừ. Chạy vào không? Chạy vào. Đến đây lăn cái dexterity saving throw. 17, không vấn đề. Rồi để tính tốc chạy là 20 rồi. Nếu mà dash thì được 40 nữa là tổng cộng được 20. Rồi, đến đây. Nhưng mà đi rất là khó rồi. Đến đây phải mất action để chạy thật nhanh rồi. Qua được cái chỗ mạng nhện kia. Còn bonus action có muốn làm gì không? Mình không kéo được em nắp ra. Chưa kéo được, chưa đủ thời gian để kéo. Có phép gì dùng bonus action được không? Hay là có gì bonus action không? Muốn làm gì? Có thể... có thể kéo bằng bonus action nhưng mà sẽ bị disadvantage tại vì không dùng toàn hành động của mình để làm. À, shield phép cho ai? Em nó. Rồi, ok. Eruma, đang muốn make. Eruma run get dexterity save. Ừ, land dex save, không vấn đề gì. 19, lấy cái bên trái. Đấy, đấy. Chạy rồi. Đây và dùng cái kiếm của mình chém vào cái cửa. À, cái cửa hết rồi. Cháy hết rồi. Chém cái này đi. Chém luôn đi. Sẽ dùng cái phép slip. Ok, đọc kỹ phép chưa? Dạ rồi. Vào đâu? Cái này có thể chống đồng nội đi nhá. Cái hình tròn bắt đầu. Vẽ được không? Nói chung là căn thế nào chỉ chống mỗi bà này thôi đúng không? Rồi. Chọn bắt đầu từ đây. Ừ, không, từ được, không chọn được cái điểm mà mình không nhìn thấy. Cái điểm giữa vòng tròn phải là mình nhìn điểm mình nhìn thấy. Chém nó đi, chém nó thôi. Đừng chừa. Phòng nhỏ lắm thôi. Phòng nhỏ lắm luôn. Slip bay này chạy lại cũng chung á. Em lấy cái kiếm này chém vậy. Rồi. Được 14. 14. 14 xuống. Hồn đang. Rồi. Có được dùng Intelligence để tìm hiểu về bạn không? À, có. 16. Máu 90. Dạ là em kết thúc được không? Ừ. Oh my god. Nãy giờ bao nhiêu đam thì còn bao nhiêu máu? À 4. Nãy giờ 4 đam rồi. Ừ. Rồi bây giờ bắt đầu thấy là tất cả mọi người đang ở cạnh bà. À, bà phải lăn một cái con save để xem có giữ được spell không. Giữ được, cái mạng nhện vẫn còn ở đấy. Chưa. À, bà sẽ dùng một cái gọi là legendary action. Vì bắt đầu thấy là có nhiều người rồi. Bà bắt đầu gồng lên. Bọn mày muốn đứng chắn à? Thế thì chắn đi, chắn cái này này. Và cào vào Wilhelm, trượt Goblin. Em nói lại cười. Chưa qua. Cào với Wilhelm. Hold on. Bị disadvantage cộng hạ. Chưa qua, thật là khổ sở. Vẫn đang lăn lộn. Lemongrass làm cái deck safe. Đang ở chỗ 16. Web. 16. Qua. Bắn thêm, làm cái chỗ kiểu gì được. Và bắn đông bầu ấy. Hiện tại đang đứng ở khu vực cận chiến với kẻ địch. Nên là bắn bị disadvantage. Thì chém rồi. Thì đang kém đi. Ừ, rồi chém. Tưởng là đứng xa xa nhỉ? Trượt. Vừa không? Vừa em chém tiếp. Ừ. Dùng thanh kiếm của mình chém. Trúng. Ui dồi. 13 đam. 13 đam. Có dùng đam Divine Smite hay gì không? Dùng thì không mất gì hết đúng không? Không dùng mất spell slot. Không tốn mana. Không, em hết spell slot rồi. Hết rồi, ok. Sạch rồi. Dùng, sau đó dùng bonus action nháy mắt với bả vì bả chém hụt. Enoch. Enoch dùng con rối, phải con rối chứ rồi. Dex saving throw hả? Mình có Dex save, rồi, không bị dính ở trong cái mạng nhện. Rồi bây giờ mình không thể bắn xương. Bắn thì hiện tại là Emura đang đứng chắn cho bà, thì bà cộng 2 AC và bắn có khả năng thấp. Mình có thể bắn xuyên qua vô con này được không? Vậy không máy được hả? Có thể bắn được, nhưng mà bà đang được chắn cộng 2 AC, cộng 2 giáp, và có khả năng trúng Emruma. Ông roi thấp là trúng rồi ông ấy. Rồi, ok. Bắn này ông sẽ. Bây giờ mình sẽ dùng action để cố gắng thoát khỏi đó. Clarity đúng không? Acrobatics hoặc là Athletics. Acrobatics. Ừ. Rồi mình cố gắng investigation. Ừ. Đúng là tôi rồi đây. Khó hả? Vẫn đang dây dụa, vẫn không thoát được. Dây dụa trên giường. Uốn éo. Uốn éo. Ý
đuôi đánh nhau căng cực. Khoan, di chuyển con rối ra bên ngoài nữa chứ, chuyển con rối sang bên kia. Okay. Rồi mà kể đi. Rối di chuyển thì không vấn đề gì. Tại nãy mới thoát khỏi cái. Kể đi. Rồi bà nhìn quanh. Bọn mày để xem là ai là người cười cuối cùng, cười cuối cùng. Bà nhiên thấy là bà bắt đầu thấy người bà là bắt đầu trông nó có vẻ như là mờ mờ ảo ảo đi, và bà lùi qua cái tường này, xuyên qua tường thì Wilhelm và Vasna có thể dùng một cái đòn phản ứng để đánh bà khi mà bà rời đi khỏi vùng cận chiến của mình. Được, Enoch vẫn bị trói là disadvantage. Wilhelm và Vasna đánh được bình thường, Enoch đánh disadvantage. Đây là dùng phản ứng của mình để đánh khi bà rời đi. Lemongrass đánh được không? Không, bà vẫn ở trong tầm đánh của Lemongrass. Cứ bấm vào cái kiếm như thường thôi đúng không? Là Eruma cũng đánh được. Đánh thường. Eruma không. Ôi giời, đau đấy. Bà kêu lên, lăn hai cái concept cho cái web, bùm bùm, cái web biến mất và ôm đầu một cái. Nên là các cái phép thuật của bà bị tan biến đi. Cái này đòn đánh tay của mình á. Cộng mấy? Không cộng gì hết, tại vì strength mà đúng không? Ừ. Tay là strength. Thì trượt. Và bà đột nhiên là ló đầu ra từ cái chỗ ló đầu ra từ cái chỗ tường bên này. Và bà cào lemongrass một cái. 16. Hình như là trúng đúng không? Bằng nó cao hơn AC là trúng. 9 đam. Xong rồi đánh xong cái bà lại chui đầu vào trong tường. Tiếng từ phòng bên cạnh. Bọn mày ở trong địa thế của ta, sao đánh thế ạ? Vasna chui rồi. Kéo anh nóc về trước đi. Athletics. Rồi kéo ra rồi. Phát cầm nửa người, giật bung hết cả các cái dây dợ ra. I'm free. Tôi tin là tôi đã tin cô. I said you. Có nháy mắt không? Là cái hay là di chuyển giữa hai tầng đó hay là bà này vừa di chuyển xuyên qua cái tường và phòng bên cạnh lại vẫn đang đóng cửa. Chúng ta đi về thôi. Quyết định của mọi người. Sao? Bây giờ không có ai bị chói nữa thì không ai bị chói, cửa mở, cửa sổ mở, đi về thôi. Tụi mày. Không được đâu. Khó á. Thôi. Valid. Lùi qua sau, lên mình quá. Mình có thể dụ bạn ra ngoài đánh nhau, nếu mà bạn đuổi theo, tại đánh nhau ngoài còn dễ hơn trong nhà. Đánh nhau ngoài dễ dàng chiến thuật. Thì đốt hết ngôi nhà này đi. Đi ra ngoài. Bây giờ ra ngoài đã rồi, đốt nhà để ra ngoài. Ra ngoài bằng đường cửa sổ. Thì có mở cửa sổ mở. Đi ra ngoài đi. Đúng rồi, cửa sổ mở. Mình đi ra ngoài trước đi, sau. Được, được. Vasna di chuyển. Nếu mà chạy thì được 60, tổng 60. Di chuyển ra cái lối giữa sân. Ok, anh di chuyển hộ à? Dạ, em không có mở được. Ok, thế thì đến đây là 35, 40, còn 20 nữa. Rồi, đến đây. Eruma. Eruma cũng chạy ra ngoài. Biết 30 chuyển. Là tới đây được thôi đúng không ạ? Đúng rồi, 30 đến đây. 35, 60, đến được bên trên của Vasna. Hoặc là đây. Cũng được. Rồi em cái sóc lửa. Goblin thì hai cái D20 của bạn đấy. Chưa thoát. Người chói tao ấy. Hết lượt của Goblin. Mọi người ở trong nhà thấy mạng nhện ở dưới chân hiện ra và dùng bật lại web. Dex save 12. Đúng rồi. Đến đầu turn của mình lăn lên grass. Dex save 12. Oh my god. No no. Bị chói. Lemongrass muốn làm gì không? Có thể dùng hành động của mình để thoát trói. Dùng strength check để thoát ra, để giật ra. Chưa đủ 12. À, Lemongrass đang chuẩn bị chạy ra cùng mọi người. Thấy cái đống mạng nhện hiện dưới chân. Và mắc luôn vào đấy. Wilhelm, deck safe, DC 12. Đó. Có thể dùng hành động để thoát ra. Wilhelm có thể lấy cái đuốc ở trong túi đồ được không? Được, có thể dùng cái đuốc ở trong túi đồ để thoát ra được. Được, đốt lên. Làm như nào á? Hả? Thì em muốn làm như nào? Phải miêu tả cho anh chứ. Em sẽ rút cái đuốc ra từ trong túi đồ của mình và đốt mạng nhện dưới chân mình đi. Ok, nó bắt đầu cháy. Ngoài mày làm hỏng kế hoạch của ta. Bây giờ Wilhelm vẫn chạy được đúng không? Wilhelm ăn 2d4 đam lửa, 3 đam. Và cái mạng nhện sẽ cháy trong vòng một vòng nữa. Bây giờ vẫn còn. Nó có cháy lan ra chỗ Enos hay gì không? Mỗi the web any 5-foot kill web bound away in one round. Mỗi vòng thì nó cứ lan dần từng ô bên cạnh. Mỗi vòng lan thêm một ô bên cạnh và tất cả các ô bên cạnh chứ không phải chỉ một ô bên cạnh.
Cái việc xài đuốc của Wilhelm là đã mất một action hay mất một cái gì chưa? Bonus action, vẫn còn action. Kéo Enos ra trước khi Enos dùng Death Step, trước khi Enos bị dưới thằng nhện. Vậy thì strength cho Enos luôn. Strength đúng không? Đúng rồi. Chạy đi. Không được rồi, chắc là chạy ra ngoài. Ừ. Đây chạy, là 20 đúng không? Chạy ở trên mạng nhện sẽ bị khó hơn. Nếu mà chạy bình thường thì 1 ô bằng 2 ô, 30 là đến được đây. Xong rồi nếu mà dash thì đến được thêm ra ngoài. Mình chạy đến đây. Một trò chơi dựa trên cái chuyện và có phần có nhân vật để mình tự tương tác với mọi thứ. Chạy như này được không? Em muốn được. Được. Em muốn đứng về đây. Đây, để em chạy nào. Được. Chạy ngay gốc đấy, bắn kiến vô đầu đấy. Rồi, đến lượt của Enoch. Enoch lăn cái deck safe. 12 qua. Chạy đi, chạy ra. Chạy ra ngoài đi bạn. Chạy đi. À, xa nhất có thể. Xa nhất có thể thì sẽ đến được. Thế nào? Đây là 20 này, đây là 25, 30. Chạy được 30 nữa. Từ đây. Chạy đến đây, ra ngoài, nhảy ra ngoài cửa sổ luôn. Hello. Vừa ra được ngoài cửa sổ. Đúng, ra ngoài cửa sổ luôn. Hello, konnichiwa. Có ra không? Ra luôn đúng không? Ra luôn chứ. Mình rồi. Trong cái Discord này nói về cái game gì vậy mọi người? Đứng ngay cái chỗ đó rồi lôi con rối đi cái khoảng còn lại cái mu của mình á. Hồi nãy là đi tới đó là 45 đúng không? Giờ mình còn 15. Còn à không, đến đây là 55 rồi. Tại vì đi trên cái mạng hiện là bị difficult terrain. Đến đó là 55 rồi hả? Ừ. Rồi vậy con rối đi thêm 5. Ủa giờ mình đi thôi, giờ mình đi ra ngoài. Con rối kệ. Ok. Bạn nào vừa hỏi thì hiện tại là chúng ta đang chơi game. Nên là những bạn có thể hỏi ở trong chat, ở general hoặc là vào kênh voice khác để hỏi mọi người nếu mà mọi người rảnh. Chứ hiện tại là mình đang chơi Dungeon & Dragon. Đến bà, ui giời, bây giờ mọi người thấy là bà bước ra từ cái tường, bò trên trần. Mồi ngón. À, mà thấy Lemongrass là người duy nhất đang bị trói. Cào vào, advantage, 22, 7 máu. Vasna. Mới chạy ra, giờ chạy vô nữa ta. Ném con goblin vô cửa. Có thể ném không qua được, nghĩa là ném vào cái cửa chính ấy. giờ ném nó vô làm gì? Bây giờ phải vô hồi máu cho lên mình quá trước khi cái mạng nhà nó nổ. Đập được cái cửa chính không? Đập được cái cửa chính không? Tôi không mở cửa nữa đâu, sẽ cái cửa. Cô là barbarian mà được cửa chứ. Paladin ông thấy nãy giờ đục cái cửa ba con rồi đấy, đục cái cửa. Thật ra cứ vào hồi máu đây rồi Aeroman ném vào. Vào sau Lemon Crash rồi xài ra Lemon Crash được không đây? Ok, vào được đến đây và Vasna thấy là đi phải đi vào mạng nhện mới đến được Lemon Crash. Có vào không? Đi tới, vào. Deck safe. Ây da, được. Lemon Hand. Rồi, từ. Đi vào thế để xem tốc chạy. Vào này là phải chạy nhanh rồi, là đã hết action. Turn vừa rồi là chạy nhanh ra ngoài, không phải làm gì cả. Turn này là chạy nhanh vào, nhưng mà không còn hành động để hồi máu nữa. Không còn. Có smell, có gì không? Có gì không? Shield of Faith. Rồi, bây giờ chuyển qua cho Lemongrass. Hình như là mana cuối rồi đúng không? Không, vẫn còn một cái gì mà. Ok. Mới xài hai cái. Rồi, đến cuối turn của Vasna. Bà này bắt đầu thấy là mọi người quay trở lại. Mà phải nhanh. Đúng được, nó là của ta. Cào phát nữa, advantage 16 có trúng không? 16, được cộng thêm cái shield of faith của Vasna nên là không trúng. Vasna có thể miêu tả cái phép thuật của mình đã đỡ đòn cho Lemongrass như thế nào? Sau khi nhận ra bạn của mình bị nhốt bên trong thì Vasna tức tốc chạy vào. Đây hay là khi quái phóng tay thì cũng là lúc mà đồng đánh được dán xuống một lớp đèn màu xanh đã trắng một đỉnh cho bạn thì vừa hay trước anh ấy có thể giữ được bạn. Aeruma. Dạ, Aeruma muốn cầm con goblin này ném vào ở giữa cái màn nhện để thu hút bà phù thủy. Ok, phải chạy ra chỗ goblin. Yeah. Vác thanh niên lên và thế nào? Khó nhỉ. Rồi, cho ném. Disadvantage, strength, lăn strength, disadvantage. Tạm hôn. Thôi, vì cái này hay cho bình thường. Thôi, khó nhỉ. Thôi rồi. Vừa cầm thanh niên goblin lên, nó cắn phát vào tay. Xong rồi thả xuống, bịch xuống. Làm cái gì vậy? Bill, về đi đâu? Chạy đi con gì nữa. Đây là, oh my god, thanh niên cuối cùng đã thoát được khỏi trói. Mọi người thấy là Aeruma thấy sau khi thả phịch xuống cái chỗ mà con goblin đang bị mắc cái chân vào đã tuột ra và ô ô ô ô ra rồi bye.
Anh ấy dash luôn. Bye. Không dừng rú gì hết. Nó ra khỏi đây. Bọn này ngu vờ là vào đánh. Lemon grass. Sau lưng tôi đi cảnh ơi. Quay gì không? Bây giờ vẫn đang bị trói. Dexep chỉ lần đầu thôi. Về sau là phải dùng action strength check để thoát ra. Là bây giờ không dùng cái gì là phải dùng action đúng không? Đúng rồi. Úi giả ra rồi. Vậy bây giờ còn dùng cái gì nữa nhỉ? Nếu mà vẫn nhớ là có cái luật là đi ra khỏi khu vực cận chiến của kẻ địch là có thể bị đánh ấy. Ok, không dùng cái gì, hồi máu action. Cứ lùi ra phía bên ngoài một chút đi đã, xong rồi quay vô chém bạn cũng làm. Bị đánh này. Liều mình chạy ra, tha được bao nhiêu nhỉ? Từ từ. Chạy sẽ được, tại vì dùng action để thoát rồi, đây là 10 này, đây là 15. Chạy được đến đây. Tầm này là chạy ra phía sau Vasna đi. Vasna, chạy sau Vasna này, ok. Trong khi mà chạy ra khỏi, khi mà mới chạy ra khỏi cái khu vực cận chiến của bà này, thì bà sẽ đánh với, dùng phản ứng để đánh với. Claw, trượt. Cái quá. Cái khiên của niềm tin và tình bạn. Wilhelm. Wilhelm á. Chém thôi. Chém tiếp. Hôm nay chém. Từ đã dùng một intelligence check đã. Rồi. Cái gì đây? Đâu. Rồi, được. Một biết thông tin. Chắc cái máu còn lại của bà ấy. Current HP. Không, mình tính được mà. Tầm còn dưới 60 đấy. Còn dưới 60 máu. Mình ăn được 30 dam, ăn được khoảng 30 dam rồi. Chết. Kháng có kháng lửa không? Kiểu có kháng lửa không? Check weakness đúng không? Đúng, chết điểm yếu. Check weakness. Không weakness. Hả? Hả? Không có gì đâu, không weakness thì không sao. Nghĩa là nó không có điểm yếu, nó là con bình thường. Bình thường. Ăn dam không có dam nào bình thường rồi. Bà đang bò trên trần nhà chứ đúng không? Đúng rồi, bà đang bò trên trần nhà. Với vẫn được. Chém thôi. Được. Với chém vẫn được, trần nhà thấp, dùng kiếm dài chém được. Tính ném đuốc để đốt cả cái mạng nhện, nhưng mà thôi, chém đi. Chọc gọi là chọc đi. Đúng. À nhắc mới nhớ đấy, mạng nhện vừa đang chảy từ đây rồi. Đó, mới cho hết cái phòng này thôi, là dùng kiếm dài gọi là chọc đi. Đấy, bà đang đứng cao quá và kiểu bò rất là dị dạng, là chém trượt. Kiểu khi mà bò là bà không phải là lưng, bà không phải là bốn chi kéo lên xong mà lưng để bên dưới đâu, mà bà đang bò kiểu tay quặp ngược lại mà mặt đang hướng xuống dưới mọi người. Oh my god. Chạy xuống đây đứng chắn thêm một phần của Lemon Rat nữa được không? Được, nhưng mà bà bò trên trần nên là hơi khó. Ngồi xuống đi bạn, được chắn cho đứng chắn. Hello. Ok, mình điều khiển con rối đi sang qua chỗ Vin. Không, bắn nó một cái cho được. Ok. Tiên bắn cái bắn đi. Trúng. Năm đam. Rồi mình investigate. Tù tòa. Bà sẽ bà bọc bò trên trần. Mình di chuyển con rối qua chỗ Lemon Rat. Nói chung gì con rối xa nhất có thể, gần lại gần mình nhất có thể. Ok. Bà sẽ bò trên trần ngay bên trên đầu của Vasna. Không phải lại cào xuống Lemon Rat. Trông rất là như một con thú. Hai và trúng xuyên quả cái giáp của niềm tin rồi. Ăn 6 đam. Bà khè. Bà đang đánh vô Vasna mà. Không, đánh Lemon Rat. Bò bây giờ đang ở trên đầu của Vasna. Đang vẫn đang ở trên trần. Vasna. Lay on hand. Lemon Grass. Tôi cố hết sức rồi bạn. Được. Lay on hand. Bao nhiêu máu? Còn 15 đó, hồi hết luôn nha. Hồi hết luôn. Hết luôn. Vasna lăn một cái deck safe tại vẫn đang đứng trên mạng nhện. Rồi, không bị trói. Có thể chạy ra luôn. Nhưng mà chạy ra thì bà vẫn sẽ dùng phản ứng. Nhưng mà khá chắc là không vấn đề gì. Chạy đi. Chạy cho cảnh em nó. Ra ngoài. Ok, và sẽ kéo với, đánh với phát. 8, 24 là trúng, 8 đam. Vesna lăn cho anh một cái Constitution Saving Throw để xem còn tập trung vào cái phép, siêu được phép được không? Được, không vấn đề. Chạy được đến đấy, tại vì em nốt đang đứng chắn cửa nên chưa nhảy ra được. Chưa đủ tốc chạy để chạy ra. Eruma, thanh niên Goblin đang lồm cồm chạy đi rồi. Cái action của mình với cái chạy của mình em đứng trước cái cửa này. Rồi, đứng trước cửa. Cái tốc lực của mình. Rồi, Goblin đã không còn ở trên map nữa. Lemongrass. Nên đánh rồi chạy nhỉ? Chạy không ra được, tại vì dướng tôi với lại Vana rồi. Cả con bù nhìn nữa. À, cả con dối nữa. Chạy thẳng luôn. Kẹt. Đúng. Kẹt nhảy. Đẩy hết. Đánh chạy đi. Cả đám người chà đạp lên nhau mà sao. Bắn. Ui giả căng đấy. Trúng nữa. Trúng. Không trúng. 17 trúng. 17. 8. Rồi. 8 đam. Wilhelm. Đánh nó đi. Chỉ cần chết thôi.
đánh chứ. Giết nó, đánh. Giết bà. Đánh. Đánh. Đến bất hồi. Ôi, chưa trúng. Ơi. Chưa trúng. Bọn nó action làm gì? Em muốn làm gì? Bố có cái gì? Đuốc, cái đuốc. Đuốc, đuốc. Từ từ, đuốc. Bây giờ. Rồi đuốc. Cho lăn một cái strength với disadvantage. Ông quăng một cái quăng đuốc vào đâu? Chưa trái vô cái góc này, quăng một cái đuốc chưa trái vô góc này. À, đốt nhà thôi hả? Ok. Đốt trần nhà chứ, quăng cái trần nhà chứ. Không, quăng một cái đuốc chưa trái. Một tí nữa thì nó sẽ dùng con rối bắn cho nó trái. Ôi. Đây vào góc này. Rồi. Ờ, có chạy ra đây chắn Lemon Grass được không? Chạy ngang được. Hơi khó. Thôi, đừng, bây giờ muốn chắn. Bây giờ muốn chắn là thực ra bà đang ở ngay trên trần nhà đây rồi. Ôi, đứng yên đi. Làm mẹ xuống, úp lên nhau đi. Ngồi xuống, tôi che chưa? Có người mưa ra này, mẹ tôi đang định tống cửa chạy ra, không chắn mẹ cửa. Không được. Tôi kết thúc lượt. Ông cứ đi ra bên ngoài, đi qua, rồi ông rối đứng ở phía trên. Đây hả? Bắt đi ra nó chém đấy. Đây hả? Nó hết chém được rồi. Không, nó không chém, nó chỉ chém được một vòng một lần thôi. Vừa chém Vesna hụt rồi. À vừa chém Vesna trúng actually. Rồi Enoch rồi. Làm những chuyện cần làm thôi. Con rối đi vào vị trí mà có thể nhìn thấy được nó. Nhìn thấy được cái vật đó. Rồi. Rồi còn Enoch sẽ lui ra xa nhất có thể. Rồi. Không tránh đường nữa. Không tránh đường nữa. Xếp hàng rồi. Tại đây là xếp hàng. Chờ lượt. Để chạy. Tôi bình thường rồi. Chạy tổng hai người có 30 feet thôi. 20 được đến đây. Con rối đi 10. Bạn đi 20. Ok, thì mình điều khiển con rối cho nó bắn vô cái ngọn đuốc đó. Rồi, đuốc chạy, khá là dễ. Rồi vậy thôi hả? Ừ, bà đang rất là tức tối, không để ý đến cái sự cháy xung quanh. Cái chỗ này thì chạy đến đây rồi. Lemon Grass tiếp thôi. Đối tượng dễ nhất, đang ở gần nhất. 25, 6, đam. Oof. Bà lại bò đi bò lại trên trần. Đang ở bên trên, ngay bên trên con rối luôn. Ra ra tung cửa, ra ngoài tung cửa tiếp. Vesna. Vesna chạy ra tung cửa tiếp. Ra ngoài thôi. Ra ngoài rồi. Tung cửa tiếp. Vesna có gì bắn không? Chạy thẳng hay là giúp? Quên giáo không ta? Ném chị giáo đi. Rồi, ném giáo lại trước khi chạy. Ném trước khi chạy đi. Trước khi chạy không? Rồi ném đi. Ném. Ui giời, hay đấy. Hay quá. Rồi xong rồi chạy. Bây giờ phải chạy cho xe nó kìa. Dàn đội hình trước đi. Dàn đội hình rồi. Sẵn sàng rồi. Eruma làm gì đang đứng trước một cái cửa đóng. Eruma. Bên trong này có thể nghe tiếng Lemon Grass và cái bà kia. Mở cái cửa cho ổng đi. Sử dụng cái cửa này mở bằng tay được không hay là phải vẫn phải check, vẫn phải action để nó vẫn đóng từ đầu. Em dùng rapier để chém nó. Cái cửa này gỗ sồi khá là khó chém. Chém 6 ý anh là trượt. Có thể là chém đúng vào cửa nhưng mà không đủ để gây đam cho cái cửa đấy, gỗ khá cứng. Hôm nay dùng rapper là chọc không tính. chọc cái cửa ra được cái lỗ bé. Em chạy Thunder Wave thì có thể là phá hủy tường nữa. Mọi người đọc web mình đi. Lấy cái đúc. Em sẽ lấy cái đúc trong túi ra và đúc. Rồi. Đốt lăn ra một cái strength disadvantage. Rồi cái đuốc dí vào cửa rồi đang dí nó tắt phụt mất. Lemon Grass cũng xém được một tí, nói chung là có progress. Eruna làm xong thì lui về đi. Đây còn có đây tầm khoảng 60 máu đúng không? Tự tính tổng lúc nãy không lúc nãy tổng máu lúc nãy là bao nhiêu người chết? 90. 90, Vesna với Wilhelm chém một phát 13, 14 gì đó, xong rồi Wilhelm chém được một phát 13 nữa là tầm 30. Tầm 52 rồi. Vesna mới chơi một phát crit mà được đam 9 rồi, 9 nhân đôi 18 đam rồi. 8 đam. Trong tình huống này, hầu như không có chỗ nào cho nên mà gắt chỗ nên mất thì kiếm chém tiếp, không thể chạy được. Hoặc là tao hoặc là mày. 15. Trúng. 5, 4. Rồi. Và trông có vẻ yếu dần rồi. 50 máu rồi. À, 10 rồi. Bà sẽ làm một phát. Cái vừa chém xong vừa chạy ra hướng cái cửa đi qua. Điều nha. Chạy ra. Từ từ chạy đến đây là bao nhiêu nhỉ? Chạy đến đấy được 10. Con này không bị con này chắn để đang ở trên đầu. Bị chắn bởi con bù nhìn thôi. Bị chắn bởi con bù nhìn bên dưới. Con rối bên dưới. Chạy vô con bù nhìn được không? Chạy được, difficult terrain thôi.
là đến đây mất 15. Ừ. 15 nên mới khoai 15 đi. Thì 20, 25, 20, 30. 25, 30 ra được. Ra được. Bà chỉ cào với một cái thôi. Ờ, thử chạy. Rồi. Ui à, 8 đam. 8 đam. Thoải mái vẫn khỏe lắm. Rồi. thấy miếng ngô mồi của mày à, cái à, nạn nhân của mày à, chạy đi bà. Người thấy là bà bò trên trần và làm một phát à, làm cái legendary action note. Bò Wilhelm thấy Lemon Rush đang chạy, bà bò theo đến ngay cửa sổ à, với tay ra ngoài cào ra trượt công chúng may vãi chứ. Khiên tình bạn. Wilhelm. Sếp cho bà em reroll được không? Em bao lâu đấy? Cho bà này reroll á. Đứng đi. Ok. Làm gì được. Ok. Reroll cái trên đầu tiên nhỉ? Reroll cái nào? Reroll cái một cái thôi, nó vẫn là một cái mà. Rồi đi. Chị Nam. Trời ơi, cái gì vậy? Thần linh đã bảo các thần linh khác vẫn có thể bắt reroll nhá. Trời ơi, đi đi, đi rô đi. Các spectator khác. Hey, anh yêu hoan. Rồi. Để hết đồ. Ok, ok, không ai lên tiếng. 3, 2, 1. Feel help. Oh my god. Từ từ đã. Can trip là action hay bonus action? Tùy. Cái nào bảo tùy là bonus action thì là bonus action. Mỗi cái nó nói rõ. Lemongrass đã ngã xuống. Có vẻ như là thần linh lần này về hướng của bà cô. Ừ. Ví dụ bây giờ Wilhelm heal là sẽ được stable. Vẫn được đứng lên. Nếu mà có máu là được đứng lên. À, đúng rồi. Heal Lemongrass. Rồi. Yo-Yo Man. Đứng lên. Vẫn đang nằm nhưng mà được hồi máu. Tỉnh lại. Cái này là action rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Vứt một cây đuốc ra chân cầu thang. Rồi. Đây. Bây giờ chạy cũng không được. Lemongrass đang đứng chắn đúng không? Muốn dẫm qua cũng được, chỉ là difficult terrain thôi, đi khó qua rồi. Hai người ổng đang nằm mẹ đi hiểu rồi ổn thôi à, hả, rồi, tỉnh rồi nhưng mà đang nằm tỉnh rồi đang nằm thôi. Dậy qua đang nằm ơi, vậy thì chạy qua vậy rồi chạy đi qua qua chạm chân cái hiểu rồi, cố lên nhá, đi tiếp. Nhảy mắt có bị đánh không? Bà đã ở trên trần. Vừa nãy bà dùng phản ứng rồi. À, mình vẫn thấy được bên trong nha. Ừ. Sao mà thôi là mình thấy được những gì mình cần thấy. Rồi mình di chuyển con rối ngay chỗ cái cửa. Rồi. Rồi mình tấn công bả bằng con rối đó. Bằng hai đoạn tấn công của okay. Ừ. Đoạn thứ nhất rồi D4 đoạn thứ 6 rồi. Ấy 6 rồi. Ấy còn nhiêu máu vậy? Còn 5 feet để di chuyển đúng không? Enos lại ra. Ừ. Rồi, đến lượt của bà. Ở lại đây. Lại cái gì? Ở đó đi. Bà sẽ dùng hành động của mình tóm Lemongrass, lăn một cái hoặc là strength hoặc là dex hoặc là athletics hoặc là acrobatics. Không thì sẽ bị bà tóm chân. Đấy đi. Bà tóm chân, lôi vào trong nhà đang cháy. Vasna. Khó vậy. Cửa chính. Chạy vô kéo lại đi. Nào các bet thủ, các bạn bet ai sống ai chết. Cuối game rồi. Vẫn hay làm gì đi. Chờ làm gì? Chạy vô. Nếu mà kéo ra thì mình phải lăn sprint đó ta. Đúng rồi, chạy vào nếu mà để xem có đủ tốc chạy vào đến không. À, không đủ nhá. Không đủ. À đúng rồi, được là tại vì con rồi đứng đấy nên là không đủ, thiếu đúng một đô. Chạy qua đập cửa phụ Aruma kìa. Cái cửa nữa hả? Đây ở đây chỗ Aruma là có cái cửa chính ra vào. Cái chỗ mà có cái đường này là cửa chính. Sắp vỡ rồi. Cửa sắp vỡ rồi. Nhưng mà tốc chạy đến đây là quá 30 rồi. Quá rồi. Sẽ phải dash thì mất hai action. Dash xong thì đâu đặt cửa nữa. Đang cầm rìu đúng không? Yep, đang cầm búa. Ném rìu. Búa. Nó đang ném rìu được không ta? Ném cũng đâu được 40 đâu. 45 lận. Ném trong tầm 20 thì sẽ lăn bình thường, còn ném mà trong tầm 60 thì lăn disadvantage. Chạy lại ném được mà. Ném đục cái tôi. Còn có cách đó đâu bạn. Chạy lại ném được mà. Ném đi.
Rồi còn nước còn tát gì? Chạy ném đi, chạy lại ném là được, không phải quay. Chạy ném, ném có khả năng trúng Eruma nhá. Nếu mà lăn quá thấp thì trúng Eruma. Ông còn sống rồi phải không? Cái Eruma nhiều quá. Rồi, thế là ném đi, lăn ném. Strength. Ấy, được. À, được. Bùm vào cái cửa. À, cái cửa bây giờ đã bị vẹo đi và đủ chỗ để Eruma luồn ra. Chạy vô hiếu đi. Eruma chạy vô hiếu. Ông biết bao nhiêu cái spell nó dập lên người ông chưa? Cái cửa này nó đủ to để vào mà không cần cái không acrobatic, acrobatic. Dạ. Và phải roll ạ. Ừ, phải roll. Từ ông hiếu xin tưởng không hiếu vua mà. Hoặc là xin trùng đi. Xin trùng nó lại cửa được không? Khách. Hoặc là chém. Nếu nếu mà có cái phép nào mà hiêu xa được thì chỉ cần nhìn là được rồi. Kia là hiêu xa không phải mà. Đến chạm. Nhìn được mà. Cái Healing Word là hiêu xa. Hiêu xa mà. Hiêu xa mà. Phải nhìn thấy mà cái cửa này vẫn đang đóng. À không, kiểu ghé mắt vào vẫn được. Cửa đang hé rồi. Chém cái cửa cái rồi hãy leo vào. Còn không bị thân đầu quay. Thân đầu quay. Rồi, 7 máu. Ủa. À, cộng 7 không phải chứ 7. Yêu này lạ. Yêu này lạ. Em dùng Thunder Wave. À Thunder Wave cơ à? À rồi. Nhớ check spell slot nhá. Thấy em xuống kiểu spell lắm. Vẫn còn hai cái là xong lượt này là hết luôn. Ờ rồi. Thunder Wave. Chỉ chĩa vào cái cửa chỉ trúng 3 thôi đúng không? Rồi. Nhà tan hoang. Ủa mà bây giờ là cái chỗ lửa đang cháy lan hết cái web rồi đấy đó. Rồi. Ồ, bà ăn được 3 đam. Trời ơi. Bà sẽ dùng một phát Legendary. Đang cầm được vào à, ủa Eruma đi ra à? Ok rồi, bà sẽ sau giờ bà đang kệ, bà nhìn vào là Lemon Rush thôi, khả năng tốt nhất của bà ấy đang đang cầm cao phát rồi, bà có gì chưa rồi 12 Lemon Rush bây giờ vẫn đang bị tóm, có thể dùng action, dùng athletics hoặc acrobatics để thoát ra khỏi cái tầm bà đang tóm chân, bà đang kéo lạch sạch dưới đất. Từ thế nào 18. Ừ, rồi, để bà lan đỏ với bà. 12, thoát rồi. Mất action, thoát. Mất action đúng không? Ừ. Bây giờ vẫn đang nằm dưới đất, lồng cồm bò dậy sẽ mất nửa tốc chạy. Không, 15. 15. Chạy được. Chạy xa, đi xa đến đâu vậy? Chạy đi. Đến đâu, đến đây không? Đến đây và đây. À rồi, được. Khi mà bà sẽ đánh với khi mà chạy ra thôi. Nhưng mà chắc là không vấn đề gì. Đến đây đúng không? Ui dạ. Đến đây được không? Đến đây cơ. Đến đây được không? Từ đầu để đánh. 1, 2, mà đây 15 đến đây thôi. Má nhìn quả mùi này đúng không? Má đánh với 9 đam. Rồi phát sau bà lại ra, bà kéo vào tiếp. Tôi quay lại. Solo. Không. Hả? Tôi bà luôn. Lùi á. Từ bà tính tôi thử xem đến đây, còn không nếu đến đây thì thôi. À rồi, vậy thì thôi. Bà chưa chém, bà chưa cào được phát kia. Hỏi, đang hỏi mà. Ok. Chưa đến không? Solo. Ờ, chưa mà, Lemon Rush chưa mà. Thôi nha, chạy là không chạy, tôi tính xem anh chạy không. Chạy đi rồi Wilhelm, chạy chạy ra lôi vào. Chạy. Tôi chạy đi, cứ chạy đi. Ờ, thế rồi, 9 đam. Mấy ông này cứ được chạy thì phải chạy thôi. Không được. Ờ, Wilhelm chạy ra đây 20 lôi vào được đúng không? Ờ, Wilhelm chạy đi. Sorry, vừa ấn qua mất tên. Ờ, chạy đây lôi Lemon Rush vào 10 feet. Chắc tầm xuống này. À, khi mà lôi thì sẽ bị nửa tốc chạy nên là 5 feet. À, đây đi. Ở đây. Đây đi. Rồi. Okay. Eno. Eno tiến lại gần một chút để tăng cái tầm với của con rối lên. Rồi con rối sẽ investigation quả trước đã. Không có gì. Nhìn vào đó hả? Con rối có cái gì cho nó sáng sáng bên trong? Lửa. Không có gì sáng sáng bên trong á, không thấy. À thôi đây, dùng tạm lên mình grass. Dính rồi. Dính rồi đấy, được rồi. Ừ. Rồi vậy mình đang đứng đây với bả đúng không? Ừ. Em ta đang đứng đây, bả muốn ra vì trong ra. Ok. Đóng cửa đi. Con rối đang chắn cửa. Đốt lửa đúng không? Lửa cháy tới cửa chính rồi chứ, đúng không? Ừ. Lửa cháy tới cửa chính rồi hả? Ừ. Cái có một cái cửa ở ngay chân cầu thang nữa, nó sẽ cháy ra chặn đường bả ra cửa sổ, nhưng mà bả đang bò trên trần. Nhưng mà con rối đang chắn cửa sổ mà. Con rối cửa chính của mình mở rồi. Bắn tiếp đi. Mình dùng cái bắt sình được. Con rối mình đi xuống dưới vị trí của Lemon Rat nè, kéo Lemon Rat xuống lại nha. Đây đúng không? Rồi con rối mình sẽ đứng ở vị đứng bên xéo luôn đi. Bên trái Lemon Rat xuống dưới một ô nữa xuống đó và dùng bảo vệ cho Lemon Rat bằng AC lên. Ok, rồi. Mọi người biết chuyện gì xảy ra, nghe tiếng xoạc 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 xoạc. Không rồi, vì lần này Lemon Rush đứng khá xa nên bà xô ra vì không thấy con ấy nói năng gì nữa, mà chỉ có cơn thèm khát, đói khát trong mắt bà. Này bà dùng phép, tất cả mọi người đang đứng đây, bà Burning Hands vừa mấy từ trên trần bà nhảy xuống mặt đất
nở một nụ cười, xong từ hai tay bà ra ngọn lửa. Mọi người lăn cái dexterity save. Ồ, nó ai lăn trước đi. Hồi hộp quá, ai lăn trước đi. Để lên mình gắt chơi à. 17. Eruma không phải là Eruma không phải lăn, Eruma ở xa. Lên mình rap. Từ đang xe đại đại đang lỗi. À, Eno không phải lăn. Eno không phải lăn, nên sửa đến Eno. Lăn cho con rối. Ok. Oh, no. Ai mà fail thì nhận 17 đam lửa. Ai mà success thì nhận chia đôi làm tròn 8 đam lửa. Con rối còn 7 máu nha. Ok. Để mình rát bất tỉnh. 17 đam lửa. Burning Hand là một chiêu khác mạnh. Lại gấm. Vasna lăn cho một cái Constitution Saving Throw xem khiên tình bạn còn không. Khiên tình bạn đã mất màu. Bà nhìn. Bọn mày sẽ cháy không ta. Vasna. Làm được gì chứ? Giết ba lô, giết ba lô. Bỏ đi. Bây giờ còn một cái. Áo mới mới. Thì vai smile với lại. Di chuyển lên phía trên. Dùng Warhammer với lại. Không phải chạy lại. Phải đánh trúng. Đánh trúng thì sẽ được smile. Trúng rồi. Smile là 2d8. Một lăn hộ à? À. 9 cộng 6, 16. 15. Vesna. How do you want to do this? Miêu tả đón kết liễu của em. Hoặc đón phải em. Miêu tả đón kết liễu của em. Muốn hình trắng lệ mình miêu tả sao? Sau khi lên mình phát nhã xuống thì Vesna từ phía sau phi lên. Dùng búa vào đầu của bà lão rồi. Ôi đập nát đầu bà lão. Từ cái búa này lóe lên ánh sáng xanh. Và như là tiếp thêm động lực từ những vị thần búa đầu của bà lõm một chỗ, bà ngã xuống, bà vẫn rồi ngã xuống chết hẳn. Có bị thằng nào reroll không? Reroll có nửa đấm đó. Không bị reroll rồi. Không bị reroll rồi. Thôi. Có thằng chiều bảo đeo nha, thằng chiều bảo đeo. Reroll lại. Các bé thủ. Quét thủ. Ủa? Wow. Reroll. Vesna lăn lại. Why? Nhanh đi. Lăn lại. Lăn một cái 20 luôn. Lăn một cái 20 luôn. Lăn 20 cho nó sợ. Tập lại cái Warhammer ấy. Lăn lại cái Warhammer. Từ Warhammer. Bấm vào Warhammer lại. Chưa. Có ai bắt lăn lại được không? Có lăn ai khác đi. Bắt lăn lại. Lăn đi. Lặn đi. Không sao, mình biết lượng. Có lặn lại không? Không ai rồi, không ai. Không ai. Rồi các vị thần. Vesna vừa tưởng tượng ra cảnh giết bà này thì xong rồi chớp mắt cái, ủa mình đọc trượt. Tuyệt vọng sợ qua trước mắt chứ. Okay. Thôi từ từ. Anh sẽ actually anh sẽ veto cái đấy của chiêu. Tại vì cái đấy là miêu tả đòn kết liễu rồi. Anh sẽ không muốn để lăn lại cái đòn kết liễu. Cái đấy là cái cool moment của họ. So, anh rất xin lỗi chiều. Và em hãy dùng cái quyền lan lại của mình sớm hơn. Đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ vẫn giữ với phiên bản là đã đập vào đầu bà. Và bà ngã xuống, mất tỉnh. Mình không nghĩ là bà sống được sau nguyên đóng lượt này. Ây da. Một cơm bát đậm máu. Không thể. Và mọi người nhìn sang cái nhà đang bốc cháy lên đến nóc rồi. Hãy bước xác bà vào chổng đi. Kiểm tra xác bà đã. Coi xác bà có những gì không? Wilhelm cast một cái cantrip cho Lemon Rat cái. Để Lemon Rat able không phải lăn cái kia. Xong rồi mà. Rồi đi. Để đang tìm được cái nhạc nó calm tí. Mọi người cứ ăn đi. Mọi người dùng tất cả spell vậy. Mọi người dùng nhiều spell lắm. Rất nhiều. Hồi máu kia chứ kia tình vậy. Không còn gì. Ok, tại vì bây giờ là mình đã quá giờ chơi rồi nên là anh sẽ narrate, sẽ kể những cái gì xảy ra sau này thôi nhá, chứ không nhất thiết là mọi người phải bảo mình làm gì nữa. Và sau khi mọi người tìm trên người của bà này thì cũng có được một chút kiểu đồ phép thuật, một số cái cuộn giấy phép. Nhưng mà trong nhà của bà thì bây giờ cháy rồi nên là không vào để xem là bà có giấu thêm đồ gì trong nhà được không, trong stash của bà được không. Mọi người thấy là sau khi rời đi mà cũng không quên nhiệm vụ là ngắt thêm một đống hoa bìm bìm tím để mang về. Mọi người về lại cái chỗ ngôi làng, giờ đã là gần nửa đêm rồi. Qua nửa đêm rồi mà gần sáng rồi. Rồi cliché một tí, mọi người đi về ngôi làng, mặt trời bắt đầu mọc lên. Thấy là trên đường về có vẻ là những cái cỏ cây đã dần dần đỡ hostile đi rồi. Có vẻ là cái dự đoán của mọi người là khá chuẩn.
cái nguồn gốc khiến cho cỏ cây bị hắc ám là do bà này. Nhưng mà lý do vì sao bà làm như vậy thì cũng chưa hoàn toàn rõ. Chắc làm cái gì đấy twisted và evil thôi, cũng không quan tâm lắm. Thế là những cái xác người bị điều khiển bởi cây thì cũng không còn hoạt động nữa. Cái cậu Wood Elf kia là sau một thời gian quay lại thấy mọi người vẫn yên ổn, hỏi chuyện được mọi người kể ra thì nó thấy có vẻ là mọi thứ sẽ dần trở lại ổn định và cậu có thể đi báo với dân làng quay lại sinh sống. Còn về phần mọi người, ông lái xe thì vẫn luôn tìm được chỗ trốn trong lúc đánh nhau mà, và biết được chở mọi người về nhận phần thù lao của mình. Goblin mà bỏ chạy kia thì không thấy tung tích đâu nữa, không biết là trong cái lúc mà chạy đã bị cây cối quật chết chưa, không thấy xác đâu cả, hay là lại làm vương làm tướng nơi nào rồi. Nhưng đấy là một câu chuyện của một thời gian khác. Về phần mọi người về lại mạo nhóm mạo hiểm giả của chúng ta về lại thành phố, ngôi làng Phandalin, đưa cho anh Iron Gauntlet những bông hoa và những cái tinh dầu chiết xuất từ hoa này để anh chế cho mọi người những cái vũ khí sắc bén mới. Và mọi người cũng có một câu chuyện, lại thêm một câu chuyện nữa để kể trong những lúc mà ngồi uống với nhau ở tavern. Chúng ta sẽ kết thúc one shot tại đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Đây mọi chuyện hay quá. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là cũng quá là hăng nên là chơi luôn hơn 2 tiếng qua giờ. Rất là xin lỗi mọi người. Mọi người cũng có một số chỗ là roleplay cũng tốt thì mình cứ để cho các bạn roleplay thôi. Chỗ mà tin cái cô Nadine này hay không thì kể. Chỗ đấy ấy, mà ba bạn bên ngoài bỏ đi ấy, là mình sẽ kể luôn là không bao giờ thấy hai bạn ở trong nhà nữa. Tại hôm nay em kia cái này ở lại chứ. Nhưng mà lắm rồi. Em kia cái này ở lại. Ở đấy thì bác ra chuẩn bị hẳn một cái tay này để qua rồi. Nhưng mà em kia cái này ở lại. Tại vì mình roll vai đúng là roll mà nát tát 1 là phải theo cái inside. Inside thấp mà. Inside ra 1 luôn. Nát ra 1 thì mình phải tìm nghe theo. Một người bác nào nói trước đi. Tôi tính là nếu mà bộ không đi ấy thì tối tôi vô tôi đọc cho ngớt rồi sách đi mẹ theo rồi đừng đánh lộn. Đây nháy mắt với anh Thiện một cái nè. Nháy đi. Ui dồi ôi. Thâm thui. Chị có bị quyến rũ chưa? Wilhelm và những cái nháy mắt của cậu ấy rất khó hiểu. Nháy sau người ta confused. Bắt đi covert rồi tập Warhammer hồi đó chơi Warhammer 40k hả? Gì vậy? Bắt chồng Warhammer mà đặt có một chiếc cửa giọng ấy mà có mấy quả chạy ra chạy vô MVP đó, MVP của game này đó, chạy ra chạy vô bắt ngay MVP mẹ rồi. Đúng rồi. Vào lúc đầu là bàn bỏ các bạn nhưng mà cuối cùng combat lại cứ chạy vô cứu các bạn suốt này tundere. Các bạn nên cảm ơn cảm ơn đi, thiết lập nhân vật của tôi đi. Ê. Thiết lập nhân vật là không bỏ bạn bè lại được, không thôi là tôi bỏ bạn bè thôi. Thấy râu charisma là biết rồi đúng không? Nháy mắt ấy. Hay á, charisma hay á. Rồi, môn vậy, của tôi là có trách nhiệm các bạn về anh. Cái map này chất lượng. Thiện đang đếm lại các cái nát 1 để tổng kết cho các bet thủ. Nhiều lắm á, nhớ là nhiều lắm á. Cam nào có mình cứ bet cao cao lên, mình roll toàn bò thôi. 4 cái. Ok. 4 cái, chủ yếu là mọi người lăn thấp chứ không phải lăn hẳn nát 1. Và không có ai chết. Rồi, tổng kết kết quả cho các bet thủ. Tổng kết. Có người chết là kia rồi. 4 nát 1. Cô giáp, tất cả còn sống, cô giáp. Tất cả còn sống và 4 nát 1. Cô giáp đón chuẩn hết luôn à? Đây, để em reply lại nè. Trong general. Được, xem nào. Rồi, đoán chính xác luôn là cô giáp nhận role The Great Seer. Tên đã thành tím và đã ngồi trên đầu của tất cả mọi người. Và one shot của chúng ta rồi, kết thúc. Anh sẽ đi ăn cơm một tí và chuẩn bị cho cái one shot lúc 8 giờ. Đúng không? 8 shot. Bye mọi người. Bye. Lát nữa gặp lại. Nếu mà mọi người muốn xem tiếp. Lát nữa có chiêu chưa không ta? Canh hả, bóp chiêu. Bóp chiêu. Cái gì vậy? Không được à. Đang chiêu cú là thấy không ổn rồi. Chiêu mày bet cái gì mà mày để như vậy? Hay là không bet cứ nghịch thôi. Em để 3 nắp 1 anh. Anh đọc lên số 4 em buồn quá. Quá buồn.